Các bạn mến, mình đăng nhiều chuyện là do chẳng biết chuyện nào hay, chuyện nào dở. Chuyện nào nhiều người xem, đặc biệt là nhiều người like, mình sẽ đăng đều đều với điều kiện là chuyện chữ phải ra rồi mình mới ra video được. Vậy nên các bạn ít phàn nàn sao chuyện hay lại lâu ra, hay sao nay ra chậm vậy. Thân tất cả. La Quân là một tên quang vinh tiểu bảo an, cũng là châu bò nhất tiểu bảo an, không có cái thứ hai. Phồn hoa đô thị bên trong, La Quân lấy siêu cường thân thủ cùng phi phàm trí tuệ như cá gặp nước. Địch nhân mạnh mẽ, lấy quyền phá đi. Địch nhân xảo trá, lấy trí tuệ phá đi. Làm sao, ly dị nữ chủ xí nghiệp mỹ lệ thành thục, băng sơn tổng giám đốc muội muội trí tuệ vô song, cảnh hoa muội muội tư thế hiên ngang, các nàng chỗ xen lẫn võng tình tập sát mà khi đến, La Quân quyền cùng trí tuệ đều mất đi tác dụng. Vạn trượng hồng trần, ta không phá nổi. Siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 1. Tháng 7 Hải Tân thành phố nóng bức vô cùng. Tối hôm đó, La Quân đang trong phòng trực ban cùng đồng bạn Tiểu Chu cùng một chỗ trực ban. Đêm dài đằng đẵng, phá lệ tịch mịch nhàm chán. Tiểu Chu cầm điện thoại di động nhìn lấy mảng lớn, hắn nhìn say sưa ngon lành. Cái gọi là mảng lớn, cũng chính là đại nhân xem phim. Quân ca, hai chúng ta cùng một chỗ nhìn nha. Cô gái này thật hăng hái đâu, quá tao. Tiểu Chu mời La Quân. La Quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, hai người nam cùng một chỗ nhìn có cái gì kình, ngươi nếu là cái nữ ta liền bồi ngươi nhìn. Tiểu Chu cười hắc hắc, nói ra, Quân ca, nhìn không ra ngươi cũng là tiện nhân a. La Quân nói ra, ngươi hiểu cái bướm đây này dây, ngươi cái thằng nhóc con đoán chừng còn không biết nữ nhân là chơi tư vị, cũng không trách ngươi trầm mê ở loại vật này. Tiểu Chu nhất thời đến hứng thú. Hắn thu điện thoại di động, nói ra, cái kia Quân ca, người theo trong nữ nhân chơi qua. La Quân không khỏi mắng, thằng nhãi con, lão tử đều 26, người cảm thấy lão tử có thể là xử nam sao? Ha ha, Quân ca, vậy ngươi nói cho ta một chút chứ sao? Tiểu Chu lập tức lấy lòng nói. La Quân sờ mũi một cái, mạn bất kinh tâm nói, không nói, có cái gì tốt nói. Tiểu Chu còn chuẩn bị tiếp tục cầu La Quân, ngay vào lúc này. La Quân ánh mắt sinh ra biến hóa. Hắn chăm chú nhìn giám thị màn hình bên trên. Giám thị màn hình bên trên biểu hiện có hai cái nam tử xa lạ ngồi vào trong thang máy. Thế nào, Quân ca? Tiểu Chu lập tức hỏi. La Quân đem giám thị màn hình bên trên, thuộc về thang máy cửu cung ô vuông phóng đại thành một ô. Hắn nói ra, hai cái này nam có vẻ giống như chưa từng thấy. Tiểu Chu nói ra, này, cái này trong khu cư xá hết thảy hơn 1000 gia đình. Quân ca ngươi còn có thể mỗi một hộ đều biết. La Quân trầm giọng nói ra, rất không thích hợp, ta đều không gặp hai người này tiến đến. Khẳng định là thừa dịp chúng ta không chú ý leo tường tiến đến. Nhiều người như vậy ra ra vào vào, có lẽ là Quân ca ngươi không có chú ý tới đây. Tiểu Chu xem thường. La Quân không để ý tới Tiểu Chu, hắn trông thấy trong thang máy hai nam tử đến 29 lâu, sau đó thì ra thang máy. Ngươi ở chỗ này đợi, ta đi xem một chút. La Quân lập tức phân phó Tiểu Chu. Tiểu Chu cảm thấy La Quân quá mẫn cảm, hắn nói một tiếng tốt. La Quân ra phòng trực ban, cấp tốc bên trên thang máy. Hắn biết 29 lâu hết thảy còn chỉ vào ở hai gia đình. Bên trong một hộ ra ngoài du lịch, còn có một hộ là một cái ly dị thiếu phụ độc thân ở bên trong. Cái kia ly dị thiếu phụ luôn luôn không có bằng hữu. Cái này hai tên nam tử 89 phần 10 là biết ly dị thiếu phụ tình huống, cho nên dậy ác niệm. La Quân đối thiếu phụ kia là rất có hảo cảm, thiếu phụ kia nhìn 28 tuổi khoảng chừng, dài quả thực là mỹ lệ, thành thục, gợi cảm. Dù sao là tuyệt đối nhân gian vưu vật, khiến người ta cảm thấy nếu có thể si ết, ết tại nàng trên bụng, đó cũng là đáng. La Quân đều không nghĩ ra, nữ nhân này chồng trước là thế nào bỏ được ly hôn. Đương nhiên, La Quân đối thiếu phụ kia có hảo cảm không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp. Quan trọng hơn là... Thiếu phụ kia mỗi lần đối mấy người bọn hắn bảo an đều rất lợi hại khách khí lễ phép. Buổi sáng còn sẽ chủ động vấn an. Cũng không giống như hắn một số chủ xí nghiệp, con mắt đều đến bầu trời. Căn bản không đem bọn hắn những người an ninh này khi người nhìn. La Quân cấp tốc đi vào 29 lâu, hắn phần eo cài lấy cảnh côn. Cái này cảnh côn không mang điện, tác dụng không là rất lớn, hù dọa người còn có thể. La Quân đi vào thiếu phụ chỗ ngoài cửa phòng. Hắn trước cẩn thận nghe bên trong tình huống. Có loáng thoáng dãy dụa âm thanh. La Quân lập tức khẳng định chính mình suy đoán,
thế là đại lực đập dậy cửa, mở cửa, mở cửa. La Quân hô lớn. Rất nhanh, cửa mở. Mở cửa là trước kia đi thang máy bên trong một tên nam tử xa lạ, hắn mở cửa ra một đường nhỏ, lãnh đạm nhìn về phía La Quân, hỏi, làm gì? La Quân hồ nghi dò xét nam tử liếc một chút, nói ra, ta biết phòng này chủ nhân, giống như không phải là các ngươi đi. Hắn nói xong cũng một có thứ tự trực tiếp chen vào. Cái kia nam tử xa lạ gặp La Quân cưỡng ép vào cửa, hắn dứt khoát liền đem cửa đóng đóng chặt. Tiểu tử, là chính ngươi tìm không thoải mái. Nam tử xa lạ ánh mắt băng hàn đứng lên, nói chuyện lên cũng là âm trầm. La Quân cũng nhìn thấy một tên khác đao ba nam tử từ trong phòng ngủ đi tới. Hai người đem La Quân vây vào giữa, mà lại trên tay bọn họ xuất hiện lạnh lóng lánh thẻ lò xo. La Quân trong mắt không hề sợ hãi, nói đùa, hắn ở nước ngoài núi thây biển máu sông sáo lúc, người nào hung nhân chưa từng giết. Giống trước mắt mặt hàng này, hắn căn bản thì sẽ không đặt tại trong mắt. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên không phải vật gì tốt. Cái kia hai hàng sắc mặt càng lạnh, lập tức cùng một chỗ như hổ sói đồng dạng nhào tới. Xuất thủ tàn nhẫn, chính là muốn đưa La Quân vào chỗ CSS. Bên trái nam tử thẻ lò xo nhanh chuẩn hung ác đâm hướng La Quân phần eo, bên phải nam tử thì là đâm hướng La Quân bụng. Cái này hai tên nam tử xem ra chính là dân liều mạng. La Quân đột nhiên xuất thủ, hắn trực tiếp nhất quyền đánh trúng bên trái nam tử mặt. Tốc độ của hắn so nam tử kia nhanh quá nhiều, nam tử kia trực tiếp ngã bay ra ngoài, hôn mê tại chỗ. Về phần bên phải nam tử, La Quân một phát bắt được nam tử kia cầm thẻ lò xo cổ tay, sau đó hướng trong ngực kéo một phát, tiếp lấy đánh một cùi chỏ, trực tiếp đem nam tử này đánh nằm dạp trên mặt đất, cũng là tại chỗ đã hôn mê. Sau đó, La Quân bước nhanh đến trong phòng ngủ. La Quân nhìn thấy vị kia thiếu phụ xinh đẹp, hắn mơ hồ nhớ cái thiếu phụ này giống như gọi là Đinh Hàm. Giờ phút này, Đinh Hàm ăn mặc áo ngủ màu tím. Tay nàng chân bị trói lại, miệng cũng bị dùng băng dính phong bế. Đinh Hàm liền cũng liền thấy La Quân, nàng ánh mắt lóe lên kinh hỉ nước mắt. Nàng là nhận biết La Quân, lúc đầu lần này nàng đã mất hết can đảm. Nàng vừa rồi sau khi tắm xong, chính ở trên ghế salon xem TV. Đột nhiên liền nghe đến nảy ra tiếng cửa âm. Sau đó, cái kia hai tên lưu manh thì xông tới. Cái này hai tên lưu manh tiến đến mục đích vô cùng minh xác, nói thẳng đòi tiền cùng người. Bọn họ muốn cướp tiền cướp sắc. Nếu như là đơn thuần cướp tiền, Đinh Hàm cảm thấy cũng liền a. Có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn bị hai cái này vô sỉ nam nhân chà đạp, nàng liền hết hy vọng đều có a. Đinh Hàm bị cái kia hai nam tử bó trên giường về sau, hai người liền muốn cùng nhau chơi đùa làm Đinh Hàm. Đinh Hàm cũng vô pháp giãy giụa, ngay tại nàng mất hết can đảm thời điểm, tiếng đập cửa truyền đến. Đinh Hàm lúc này cũng thấy rõ ràng La Quân, nàng nhưng cũng là nhận biết La Quân, tại nhìn thấy La Quân trong tích tắc, Đinh Hàm lệ nóng doanh tròng, so dân chúng trông thấy giải phóng quân thúc thúc còn kích động hơn. Bình thường, Đinh Hàm thì chú ý tới La Quân, tuy nhiên La Quân chỉ là cái tiểu bảo an, nhưng La Quân thân thể lên khí chất cùng hắn bảo an hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn có loại phóng khoáng ngông nghênh cảm giác, tựa như là giang hồ lãng tử một dạng, không có cái gì có thể ràng buộc hắn. Lúc này, La Quân xuất hiện lần nữa chứng minh Đinh Hàm trong lòng nghĩ phương pháp. Ngươi không sao chứ? La Quân cõng thân thể hỏi. Đinh Hàm lập tức liền nghĩ đến chính mình dưới mắt bộ dáng, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ bừng, nói ra, ta không sao. La Quân nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt, vậy ta phải đi báo động. Đinh Hàm giật mình, nói ra, chờ một chút. La Quân nói ra, làm sao? Đinh Hàm nhìn La Quân liếc một chút, nàng gặp La Quân cõng thân thể, thủy chung không xoay người lại. Tâm lý đối La Quân hảo cảm tăng gấp bội, cảm thấy La Quân là cái chân quân tử. Nàng lập tức nói, ngươi có thể trước giúp ta đem dây thừng giải khai sao? Nàng hiện tại này tấm dáng vẻ chật vật, nếu như bị cảnh sát đến xem gặp, cái kia trước mặt mọi người, Đinh Hàm cảm thấy mình thật là muốn đi tìm đậu hũ khôi đâm CSS. Há, tốt, La Quân nói ra. Ngươi nhắm mắt lại có thể chứ? Đinh Hàm mang theo một vẻ cầu khẩn ngữ điệu nói ra. La Quân tâm lý buồn cười, hắn đáp ứng một tiếng tốt. Sau đó liền đến Đinh Hàm bên người. A, ngươi sờ lột. Đinh Hàm khuôn mặt đỏ bừng tới cực điểm, vội vàng nhắc nhở. La Quân tâm lý cười thầm, hắn thực cũng là cái cả lơ phất phơ tính cách. Tại mỹ nữ trước mặt luôn luôn đều chính chịu không được tới. Chỉ bất quá, hắn đối Đinh Hàm có như vậy một tia đặc thù cảm giác. Cho nên, hắn sẽ giả bộ nghiêm túc.
Hiện tại Đinh Hàm muốn hắn nhắm mắt lại, hắn nơi nào sẽ khách khí. Tại là cố ý sờ lột, một chút sờ đến Đinh Hàm sung mãn, một chút sờ đến Đinh Hàm bờ mông, quả thực cũng là chiếm hết tiện nghi, qua đủ tay nghiện. Đương nhiên, La Quân vẫn rất có phân tắc, sẽ không để cho Đinh Hàm sinh nghi. Đinh Hàm tâm lý cái kia hối hận a, cảm thấy mình còn không bằng để La Quân mở mắt ra giải dây thừng, dù sao cũng bị hắn trông thấy. Cuối cùng, La Quân giúp Đinh Hàm giải khai sở hữu dây thừng. Gia hỏa này tâm lý âm thầm gọi thoải mái, cảm thấy xúc cảm thật tốt a. Ta ra ngoài, người thay quần áo a. La Quân nói tiếp. Đinh Hàm mắc cỡ đỏ mặt, nàng gật gật đầu. La Quân sau khi rời khỏi đây thì báo động. Đinh Hàm tại sau 5 phút cũng thay xong y phục đi ra. Nàng đổi màu đen váy đầm, cái kia váy là đai lưng, trước ngực trắng như tuyết rãnh rú cũng lộ ra. Không thể không nói, Đinh Hàm thật là yêu nghiệt cấp độ mỹ lệ, mà lại mặc quần áo rất có phẩm vị. La Quân nhìn ngẩn ngơ, hắn nhịn không được tán thán nói, quá đẹp. Đinh Hàm trong lòng nhịn không được vui mừng, nữ nhân nha, cuối cùng sẽ thụ cho những này ca ngợi. Nàng rất nhanh cũng đã nhìn thấy mặt đất hai tên kẻ cướp. Đồng thời, Đinh Hàm hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nói ra, bọn họ là người đánh ngất xỉu. La Quân gật gật đầu, hắn có chút tự phải nói, đương nhiên là ta, bọn họ chắc chắn sẽ không tự động ngất đi nha. Đinh Hàm lập tức hỏi, người trước kia đã từng đi lính. La Quân có chút tham lam nhìn nhiều mắt Đinh Hàm trước ngực, hắn cảm thấy chỗ nào quá đẹp, quá mê người. Đinh Hàm lập tức phát giác được. Nàng hơi hơi tức giận, khuôn mặt nhìn không được cũng đỏ lên. La Quân nói ra, đã từng đi lính. Đừng nói hai người bọn họ, cũng là lại đến 10 cái đều là một bữa ăn sáng. Đinh Hàm nhịn không được cười lên một tiếng, cảm thấy gia hỏa này có chút khoác lác. Nàng nhưng lại không biết La Quân chẳng những không có khoác lác, mà lại là khiêm tốn. Giống như vậy mặt hàng, đến thêm 100 cái, hắn đều không là vấn đề. Ta gọi Đinh Hàm, cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta đoán chừng ta thì thảm. Đinh Hàm chính thức duỗi da trắng như tuyết nhu di, hướng La Quân nói lời cảm tạ. La Quân đuổi vội vươn tay nắm lấy Đinh Hàm mềm nhẵn tay nhỏ, hắn nói ra, ta gọi La Quân, là chúng ta tiểu khu bảo an. Hắn nắm xong thì buông tay. Chiếm tiện nghi loại chuyện này đến xuân phong tế vũ, nhuận vật im ắng. Rất rõ ràng lộ ra hội làm cho người ta chán ghét. Điểm này La Quân là biết rõ ràng. Đinh Hàm nhớ tới trước đó còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng nói ra, nghĩ không ra chúng ta tiểu khu bảo an còn có giống như ngươi thân thủ người. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cũng không có gì nhân tài không được trọng dụng, 360 được, ngành nghề nào cũng có chuyên gia đây. Ta cảm thấy nơi này rất lợi hại tự tại. Tiểu khu ngành an ninh thật là rất tự tại, mọi người cùng một chỗ cũng không có gì lục đục với nhau. Mỗi ngày ngươi trực ngươi ban. Ta trực ta ban, gặp mặt thì chào hỏi. Duy nhất tồn tại không thoải mái địa phương chính là, mỗi ngày trực ban thời điểm, cần phải đi mỗi cái tầng lầu kiểm điểm. Có đôi khi lão bảo an thì yêu khi dễ dưới mới tới bảo an. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, tân nhân đều không bị khi phụ, chẳng lẽ lão nhân muốn bị khi phụ. Đinh Hàm nao nao, nàng cảm thấy La Quân thật là có chút không giống bình thường. Thậm chí chính mình cũng nhìn không thấu ra hỏa này. Qua lớn ước 15 phút. Cảnh sát liền đến. Cái kia hai tên phỉ đồ bị cảnh sát làm tỉnh lại, sau đó mang đi. Mang đi thời điểm, bên trong một cái kẻ cướp âm trầm hướng La Quân nói ra, tiểu tử, xen vào việc của người khác, ta nhớ kỹ ngươi. Câu nói này nói Đinh Hàm hãi hùng khiếp vía, La Quân lại là chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi kéo mấy cái ngược lại đi, thì ngươi mặt hàng này cũng xứng uy hát yêu ta ta. Cái kia kẻ cướp không khỏi sững sờ. La Quân thật đúng là không có đem con hàng này khi làm cái gì đối thủ. Bất quá hai tên kẻ cướp bị mang đi sau khi, La Quân cùng Đinh Hàm cũng muốn đi sở cảnh sát hiệp trợ điều tra. Tại trong sở công an, La Quân cùng Đinh Hàm ghi chép 2 giờ khẩu cung. Sau đó hai người mới được cho phép rời đi, bất quá cảnh sát thúc thúc nói, khả năng sẽ còn muốn phiền phức đến hai người. Ra sở cảnh sát về sau, đã là trời vừa rạng sáng. Lúc này chính là trăng lên giữa trời. Nơi này là Hải Tân thành phố thuộc về bờ biển thành thị, liền xem như mùa đông đều ấm áp cực kỳ. Đến mùa hè, đó là càng nóng. Cho nên lúc này mặc dù là rạng sáng, trong không khí vẫn là có cỗ tử nói không nên lời khô nóng. Loại này khô nóng rất dễ dàng câu lên nam nhân hormone kích thích tố xúc động. Cái kia hai tên phỉ đồ cũng là thuộc về cái này một loại.
Bọn họ thực là cùng Đinh Hàm chồng trước rất quen, vẫn luôn thèm nhỏ dãi Đinh Hàm. Thế là đêm nay, hai hàng đột nhiên cho tới Đinh Hàm. Bọn họ vừa nghĩ tới Đinh Hàm thành thục rung động lòng người, cái này khô nóng ban đêm, bọn họ thì cũng không cầm giữ được nữa. Xúc động là ma quỷ a. Nam nhân dục vọng lên về sau, càng là ma quỷ bên trong ma quỷ. Sở cảnh sát cách tiểu khu cũng không xa, cho nên Đinh Hàm cùng La Quân là đi bộ trở về. La Quân đi tại Đinh Hàm bên người, nghe Đinh Hàm trên thân mùi thơm, không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Hắn càng nghĩ đến hơn trước đó nhắm mắt cho Đinh Hàm cởi dây lúc, cố ý sở Đinh Hàm tình cảnh. Tư vị kia để La Quân vô cùng dư vị a. Hắn vụng trộm liếc mắt Đinh Hàm trước ngực cái kia đạo trắng như tuyết rãnh vú, nói thầm, nếu ai cưới Đinh Hàm dạng này nữ nhân, khẳng định sớm muộn đến tinh tẫn nhân vong. Cũng không biết nàng chồng trước đến là như thế nào người, thế mà bỏ được cùng dạng này mỹ nhân nhi ly hôn. Hắn bên này toa suy nghĩ lung tung, Đinh Hàm cũng có chút thần bất thủ xá. Đinh Hàm chủ yếu là sợ hãi, giống tình huống hôm nay phát sinh hoàn toàn không cách nào chống cự a. La Quân nhìn ngay lập tức ra Đinh Hàm sợ hãi, hắn lập tức nói ra, Hàm tỷ, ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu, ta bảo vệ ngươi nha. Đinh Hàm ngơ ngẩn, không biết vì cái gì, đột nhiên, nàng có loại lệ nóng doanh trong xúc động. Nàng một nữ nhân một mình dốc sức làm thật sự là quá mệt mỏi. Hiện tại La Quân đột nhiên nói hội bảo hộ nàng, nội tâm của nàng cảm động vô cùng. Cảm ơn ngươi, Đinh Hàm nói ra, nàng quay đầu sang chỗ khác lặng lẽ lau nước mắt, lại là không muốn để cho La Quân thấy được nàng mềm yếu. La Quân thì là cười ha ha, nói ra, có thể bảo hộ Hàm tỷ ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ, rất nhiều người cầu đều cầu không được đây. Câu này vỗ mông ngựa gọi là một cái rõ ràng a. Nhưng là Đinh Hàm lại nghe vô cùng vui vẻ cùng thụ cho, chỉ cần là nữ nhân, nơi đó sẽ có không thích người tán dương. Nam nhân bị người khen đẹp trai đều sẽ cao hứng đây. Bất quá Đinh Hàm vẫn là khuôn mặt hơi đỏ lên, khiêm tốn nói ra, ta xinh đẹp cái gì nha, đều hoa tản ít bướm. La Quân lập tức nói, ta dựa vào, Hàm tỷ, ngươi nếu là đều thuộc về hoa tản ít bướm, những minh tinh ca không đều phải qua nhảy sông. Ai, tương lai của ta nếu là cưới vợ, có Hàm tỷ ngươi 1/10 xinh đẹp ta thì vừa lòng thỏa ý rồi. Hắn lập tức lại hối hận nói ra, đáng tiếc ta chính là cái tiểu bảo an, cũng không có nữ hài tử nguyện ý gả cho ta. Đinh Hàm bị La Quân hống bắt đầu vui vẻ, nàng gặp La Quân uể oải, thế là lập tức an ủi, sẽ không, người ưu tú như vậy, nhất định sẽ có một cái thuộc về ngươi duyên phận chờ ngươi, đừng có gấp nha. La Quân nói ra, Hàm tỷ, ta nghe ngươi. Trong lòng của hắn buồn cười, thực con hàng này nơi nào sẽ bởi vì chính mình là bảo an mà tự ti. Hắn trước kia ở nước ngoài đây chính là lính đánh thuê quân đoàn vương, khi đó cũng là quát tháo phong vân A. Thụy Sĩ kim tạp bên trong, đây chính là 100 triệu USD A. Cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Bất quá bây giờ, La Quân thế nhưng là 10 phần kẻ nghèo hàn. Đang giải tán lính đánh thuê quân đoàn thời điểm, hắn liền đem sở hữu tiền lấy ra phân. Hai người nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, chỉ chốc lát liền đến tiểu khu bên ngoài. Đinh Hàm đột nhiên cảm thấy đường này cũng quá ngắn, vừa trò chuyện khởi kình liền đến. Hai người cùng một chỗ tiến tiểu khu, Đinh Hàm nói với La Quân, ngươi vừa liền để điện thoại cho ta không? La Quân cười nói, ngươi chính là tỷ ta, đương nhiên có thể nha. Đinh Hàm nhìn La Quân cười chất phác, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút hòa tan, nói ra, về sau ngươi chính là ta đệ. Hai người lẫn nhau lưu điện thoại về sau, Đinh Hàm liền phất tay theo La Quân tạm biệt. La Quân đưa mắt nhìn Đinh Hàm đi lên, hắn nhìn lấy Đinh Hàm đáng yêu bóng lưng, còn có viên kia nhuận vỉnh lên lập mông, nhất thời lại có chút cầm giữ không được. La Quân bên này phát ra ngốc, bên kia Tiểu Chu lập tức tới ngay. Quân ca, ngươi thật lợi hại a, ta đều nghe nói, một mình ngươi tay không chế phục hai tên cầm giới kẻ cướp. Qua chơi, ngươi đây là anh hùng cứu Mỹ a. Ta vừa mới nhìn rõ cái kia nữ chủ xí nghiệp nhìn ngươi ánh mắt cũng khác nhau, gọi là một cái ẩn ý đưa tình a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân tức giận nói ra, ta nhìn ngươi là mắt gà trọi đi, còn ẩn ý đưa tình em gái ngươi nha. Tiểu Chu cười hắc hắc, nói ra, Quân ca, ngươi không cần để ý những chi tiết này nha. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia nữ chủ xí nghiệp là ly dị độc thân, nếu là ngươi làm cho tốt. Về sau ngươi chính là cái này tiểu khu nam chủ xí nghiệp A. Chúng ta đều vì ngươi làm thuê. Ta dựa vào, nhìn ngươi cái này hèn mọn tiền đồ. La Quân không khỏi cười mắng.
Tuy nhiên La Quân lần này cũng coi là lập công, bất quá La Quân cũng không thấy đến đây là chuyện gì. Hắn để Tiểu Chu đừng đi nói với bảo an đội trưởng. Chủ yếu là hắn cảm thấy phiền phức. Tiểu Chu tự nhiên là nghe La Quân. Đến buổi sáng 6 giờ, La Quân cùng Tiểu Chu tan ca. Hai người thì về túc xá. Túc xá là tại trong cư xá, là mặt đất nhà để xe cải tạo đi ra. Cái này trong túc xá có chút u ám, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Mà lại một cái trong túc xá ở 6 cái bảo an, tất cả mọi người là ngủ lấy dưới giường. La Quân cũng không có cảm thấy không quen, gia hỏa này, trước kia xa xỉ thời điểm ngủ qua Dubai phòng tổng thống, cũng ôm trầm tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngủ qua. Nhưng là, hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ, hố rác bên trong đều đợi qua một đêm. Đương nhiên, đó là mặc trang bị, mang đủ dưỡng khí. Tóm lại, La Quân là cái gì phúc đều có thể hưởng thụ, khổ gì đều có thể ăn. Không có gì có thể lấy để hắn cảm thấy không vui, muốn cau mày. La Quân dùng nước lạnh trong phòng vệ sinh tắm rửa, sau khi tắm xong nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn liền xuyên đầu quần cộc ở trên trải ngủ. Gia hỏa này ngủ đến một nửa thời điểm, làm một cái mộng đẹp, trong mộng tất cả đều là Đinh Hàm. Mà lại trong mộng Đinh Hàm nhu tình như nước. La Quân mộng thấy hắn cùng Đinh Hàm đang bên bãi biển trong biệt thự làm xấu hổ sự tình. Đột nhiên, La Quân một cái giật mình ngồi xuống. Gia hỏa này cảm giác được chính mình quần cộc ẩm ướt. Ta dựa vào, thế mà, mộng tinh. La Quân cái kia quấn A, 20 hơn người, thế mà còn mộng tinh, mất mặt A. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Đinh Hàm cái kia tiểu yêu tinh A. La Quân cầm mới quần cộc, cấp tốc tiến phòng vệ sinh tắm rửa thay mới. Tẩy đến một nửa, điện thoại di động kêu. La Quân điện thoại di động có rất ít người đánh, hắn một đoán thì đoán ra là Đinh Hàm đánh tới. Lúc này chính là 1 giờ chiều. La Quân mặc mới quần cộc đi ra, cái kia Tiểu Chu cũng tỉnh lại, đối La Quân cười nói, Quân ca, như vậy vội vã qua phòng vệ sinh, có phải hay không làm Mộng Xuân A? Mộng Xuân em gái ngươi A, La Quân lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi cho rằng ca ca giống ngươi cái tiểu sử nam, còn làm Mộng Xuân. Con hàng này ra mặt tuyệt đối dày đặc, dù sao mất mặt như vậy sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Tiểu Chu nói cách khác nói, xoay người liền tiếp tục ngủ. Người trẻ tuổi giấc ngủ cũng là tốt. Trong túc xá hiện tại cũng là La Quân cùng Tiểu Chu, La Quân cầm điện thoại lên xem xét, quả nhiên là Đinh Hàm đánh tới. Hàm tỷ nha, La Quân cười ha ha, kết nối về sau thân mật hô. Gia hỏa này nhớ tới giấc mộng kia, nhất thời cảm thấy tâm lý có chút ngứa. Đinh Hàm bên kia thanh âm như ngân linh êm tai, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, hôm qua nhờ có người đây, người ban đêm có thời gian hay không nha, ta muốn mời người ăn cái cơm. La Quân nói gấp, đương nhiên là có thời gian, liền xem như không có thời gian, Hàm tỷ ngươi mời ta ăn cơm, vậy ta cũng nhất định muốn gạt ra thời gian đến nha. Đinh Hàm bên kia liền nói ra, vậy thì tốt, 7 giờ tối nay, ta lái xe tới tiểu khu tiếp ngươi. La Quân nói ra, được rồi. Tắt điện thoại về sau, La Quân mới nhớ tới, chính mình mẹ nó là trực ca đêm A. Trạng vạng tối 6 giờ thì phải đi làm. La Quân cũng không có coi ra gì, hắn mặc quần áo. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ra túc xá. Lúc này bên ngoài chính là ngày mãnh liệt. La Quân vừa ra tới, nhất thời cảm thấy trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn A. Liền ra đều muốn cho phơi rơi một tầng A. La Quân tại cái kia u ám trong túc xá ở lâu, cái này tiếp xúc ánh sáng mặt trời, còn hơi có chút không thích ứng. Tiểu hòa tử lúc này chuyện thứ nhất chính là qua tìm bảo an đội trưởng xin phép nghỉ. Bảo an đội trưởng cũng là ban ngày giá trị mấy giờ ban. Nhẹ nhõm vô cùng. Cái này bảo an đội trưởng gọi là Triệu Hổ, 22 tuổi. Triệu Hổ dài rất là cường tráng, bình thường có chút hung hăng càn quấy. Thanh niên nha, văn cái thân thể, còn ở trong xã hội có mấy cái lưu manh huynh đệ, rất lợi hại không ai bì nổi. Bình thường hắn bảo an đều rất lợi hại e ngại Triệu Hổ, La Quân cho tới bây giờ về sau, vẫn luôn trực ca đêm. Cho nên theo Triệu Hổ tiếp xúc thiếu. Triệu Hổ cũng không phải ở chỗ này. Nghe nói Triệu Hổ là mấy cái tiểu khu bảo an đội trưởng, gia hỏa này, chơi rất lợi hại mở. La Quân đi vào trong phòng an ninh. Triệu Hổ không có mặc đồng phục an ninh, hắn mang dây chuyền vàng, trên tay là nhẫn vàng, chính hút thuốc. Bên cạnh còn có hai gã khác bảo an tại trực ban. Triệu đội trưởng, La Quân sau khi đi vào thì cười ha ha, hô một tiếng. Triệu Hổ nhìn về phía La Quân, hắn nhìn sau một hồi khá lâu, nói, ngươi là ai nha? Ngoá,
La Quân thầm mắng một tiếng, lão tử trên một tháng ban, cứ như vậy không có tồn tại cảm giác. Bên cạnh một bảo vệ lập tức nói, Hổ ca, hắn là chúng ta cái này tiểu khu bảo an a, thời gian dài trực ca đêm, gọi là La Quân. Triệu Hổ bừng tỉnh đại ngộ, liền hỏi, thế nào, tìm ta có việc? La Quân cười nói, cũng không có việc gì, đêm nay ta có chút việc tư, muốn theo ngươi xin phép nghỉ. Cái gì việc tư nha? Triệu Hổ hững hờ hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, việc tư thì là không thể nói sự tình. Hắn cũng là tâm cao khí ngạo người, gặp Triệu Hổ mưu bức hống hống, cũng liền lười nhắc nhiều lời. Nhưng là, hắn cái này thái độ lập tức liền chọc giận Triệu Hổ. Triệu Hổ chừng La Quân liếc một chút, nói ra, vậy liền không phê. La Quân cười ha ha, nói ra, tùy ngươi có phê chuẩn hay không, dù sao ta nói cho ngươi. Ta dựa vào mẹ ngươi a, ngươi cái tiểu ma cà bông còn theo lão tử rất hoành a. Triệu Hổ xoát một tiếng đứng lên, một tát tai hướng La Quân trên mặt rút tới. La Quân nhìn cũng không nhìn, trở tay một tát tai trước quất tới. Ba một tiếng vang giòn, Triệu Hổ nửa bên gò má liền bị đánh sưng. Hắn hợp máu phun ra một ngụm hàm răng. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Triệu Hổ giận tím mặt, một chân hung hăng đạp hướng La Quân hạ âm. Gia hỏa này ra tay cũng tối đen. La Quân ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn đột nhiên xuất thủ. Chính là như vậy không có dấu hiệu nào, quỷ mị. Đột nhiên, La Quân thì bóp lấy Triệu Hổ cổ, trực tiếp đem Triệu Hổ nhấc lên. Triệu Hổ hai chân cách mặt đất, nhất thời khuôn mặt ngạt thở, hắn hai chân loạn đạp đứng lên. Cái kia bên cạnh hai bảo vệ vạn vạn không nghĩ đến bình thường trung thực La Quân thế mà mạnh như vậy, hai người tại chỗ thì hoảng sợ ngốc. La Quân ánh mắt băng hàn, nói, ta cảnh cáo ngươi, không nên vũ nhục mẹ ta. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới đưa Triệu Hổ buông ra. Triệu Hổ nhìn La Quân ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Bất quá lập tức, Triệu Hổ thì giận, hắn tôn nghiêm bị hung hăng khiêu khích. Tốt, ngươi gọi La Quân đúng không? Ngươi lại dám đối lãnh đạo động thủ. Cái này ban ngươi không cần lên. Từ giờ trở đi, ngươi cút ngay. Triệu Hổ phát huy ra hắn quyền lợi tới. Triệu Hổ người an ninh này đội trưởng trên thực tế là công ty vật nghiệp đối với hắn một cái thỏa hiệp. Gia hỏa này thủ hạ nhất bang tiểu đệ, thì yêu quấy rối. Công ty vật nghiệp không có cách, cho hắn kích cỡ hàm. Thực Triệu Hổ tiền lương cũng không cao, mỗi tháng so bình thường bảo an còn thiếu. Bất quá Triệu Hổ là cầm mấy nhà tiền lương người. La Quân là tại công ty vật nghiệp chỗ nào nhận lời mời, cho nên Triệu Hổ đối La Quân thực rất lợi hại không quen. La Quân nghe được Triệu Hổ để cho mình xéo đi, hắn cũng không phải rất lợi hại nhớ nhung phần công tác này. Bất quá là đồ cái nhàn hạ, lười nhác lại đi tìm việc làm, hình như là ngươi động thủ trước a. Làm sao, chỉ cho phép ngươi động thủ đánh người, không cho phép người khác động thủ đánh ngươi. La Quân cười ha ha về sau, nói ra, muốn ta xéo đi cũng được. Tiền lương một phần không thiếu lấy ra. Không, một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi. Triệu Hổ nói ra. La Quân chừng liếc một chút Triệu Hổ, nói, ta nhìn ngươi là còn cần ta cho ngươi nới lỏng gân cốt. Triệu Hổ thấy một lần La Quân lộ hung quang, lập tức liền giật mình. Gia hỏa này sau này co rúm người lại, hắn con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức sinh ra một đầu độc kế tới. Thế là, hắn lập tức hòa hoãn dưới ngữ khí, nói ra, tốt, lần này cứ như vậy tính toán. Ngươi lần sau tốt nhất chú ý một chút. Gia hỏa này sau khi nói xong liền một tay che mặt nhanh nhanh rời đi. La Quân cắt một tiếng, không có coi ra gì. Ngược lại là trong lúc này một bảo vệ hảo tâm nhắc nhở La Quân, nói ra, La Quân, ta nhìn ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Triệu Hổ người này, có thù tất báo. Hôm nay ngươi đắc tội hắn, ta nhìn hắn khẳng định là ấp ủ cái gì độc kế muốn chỉnh ngươi. La Quân không xem ra gì, nói ra, quên đi. Thì hắn chả chơi ta. Ngươi cũng quá coi trọng hắn. Hắn sau khi nói xong, lại nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bất quá Lưu ca, vẫn là cảm ơn ngươi a. La Quân sau khi nói xong lại vỗ vỗ cái bụng, nói ra, cái bụng thật đói, ta qua ăn cái gì. Bye bye a. Hắn nói xong cũng đi. Gia hỏa này, cũng quá yên vui. Cái kia Lưu ca cùng một tên khác bảo an nhìn lấy La Quân đối bọn hắn nhắc nhở một chút không quan tâm. Cảm thấy gia hỏa này quá không biết sống CSS. Hai người lắc đầu, cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được La Quân hạ tràng sự thê thảm. Bọn họ cũng đã gặp qua Triệu Hổ thủ đoạn chỉnh người. Buổi tối 7 giờ, La Quân đổi một kiện sạch sẽ màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, thân dưới mặc bên trên quần bò cùng giày thể thao. Đầu hắn phát là đầu đinh, chuẩn bị dận lập.
La Quân cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, tinh thần. Khoan hãy nói, bộ dạng này để nữ hài tử nhìn thứ nhất mắt, khẳng định hội ấn tượng đặc biệt tốt. Mà lại, La Quân tướng mạo cũng không kém, là loại kia cứng rắn xuất khí quân nhân khí chất hình. Bản thân hắn còn mang theo một tia thoải mái không bị trói buộc, kia liền càng có sức hấp dẫn. La Quân đứng tại tiểu khu bên ngoài chờ Đinh Hàm. Đinh Hàm sớm cho La Quân gọi điện thoại, nàng ở công ty lúc tan việc là 6 giờ. Hơi có chút việc phải làm, liền sẽ trễ một điểm. Cho nên 7 giờ là cái vừa vặn thời gian điểm. 6 giờ 55 phút, chân trời mây tàn như máu tươi đồng dạng lộng lẫy. Cái này trời rất nóng, màn đêm tiến đến phá lệ trễ. La Quân không có đợi bao lâu, liền chờ đến Đinh Hàm. Đinh Hàm mở là một cỗ phổ thông đại chúng lãng giật, màu trắng. Nàng đứng ở La Quân trước mặt. La Quân mở cửa xe thì ngồi lên. Đinh Hàm nhìn thấy La Quân lúc ngốc ngẩn ngơ, cảm thấy La Quân vẫn là rất xuất khí, mà lại không có loại kia đồng dạng tiểu nam sinh nương pháo vị đạo. La Quân nhìn thấy Đinh Hàm cũng là ngốc ngẩn ngơ, bởi vì Đinh Hàm mặc là áo sơ mi trắng, màu đen bộ váy, tiêu chuẩn đồ công sở. Lấy Đinh Hàm hoàn mỹ dáng người mặc như thế một bộ trang phục nghề nghiệp, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến tà ác đồ đồng phục hấp dẫn a. Lối ăn mặc này, bao nhiêu chế phục khống đều muốn cầm giữ không được a. Hàm tỷ, người hôm nay thật xinh đẹp. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, không chút nào keo kiệt lời ca tụng. Đinh Hàm mỉm cười, nàng nổ máy xe, cũng nói ra, xinh đẹp cái gì nha, ngươi liền thiếu đi khen ta. Ta đều là muốn chạy ba người. La Quân lập tức khoa trương nói ra, Hàm tỷ, ngươi không gạt ta chứ? Ta nhìn ngươi thế nào mới giống 18 không đến đây? Ngươi cái tên này, quá miệng lưỡi trơn tru ha. Đinh Hàm khuôn mặt đều bị La Quân cho nói đỏ. Đúng, ngươi muốn ăn cái gì? Đinh Hàm hỏi La Quân. La Quân nói ra, cái gì đều được, Hàm tỷ ngươi quyết định liền tốt. Đinh Hàm nói ra, vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi ăn Hàn Quốc đồ nướng. Bên trong, La Quân nói ra. Đinh Hàm nói tới Hàn Quốc đồ nướng tại ngoài 3 cây số. Nhà này quán đồ nướng cấp bậc rất không tệ, hai người tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Gọi món ăn hoàn tất về sau, Đinh Hàm cho La Quân đổ nước. Đồng thời, Đinh Hàm nhịn không được hỏi La Quân, nói, Tiểu Quân, người trước kia là ở nơi nào tham gia quân ngũ nha? Nhìn ngươi thân thủ như thế bổng, coi như ở trong bộ đội cũng cần phải rất không tệ nha. Làm sao lại chạy tiểu khu chúng ta tới làm cái bảo an? La Quân uống một ngụm nước, nói láo thuận miệng liền đến, hắn nói ra, trước kia tại Nam Thành quân khu A. Về sau phía trên khuyến khích chúng ta giải ngũ chuyển nghề, ta thì phục tùng khuyến khích. Đinh Hàm nao nao, theo rồi nói ra, người lãnh đạo cấp trên thì bỏ được ngươi chuyển viên. La Quân nói ra, hắn không bỏ được cũng không có cách nào A. Ta dù sao là không muốn làm lính. Vì cái gì không muốn làm lính nha? Đinh Hàm lập tức hỏi. La Quân thở dài, nói ra, công tác nhiều, không có trích phần trăm, người ta nghỉ ngơi ta tăng ca. Ngươi nói cái này tham gia quân ngũ có cái gì tốt? Đinh Hàm không khỏi cười khúc khích, nói ra, cái kia làm bảo an cũng chẳng tốt hơn là bao A. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, chí ít không có nguy hiểm tính mạng A. Đinh Hàm cũng nhìn ra La Quân căn bản không muốn nói qua hướng, đều là thêu dệt vô cớ qua loa tắc trách chính mình. Ngay sau đó, nàng cũng thì không hỏi thêm nữa. Bất quá nàng lập tức còn nói thêm, đúng, Tiểu Quân, công ty của chúng ta hiện tại đang cần cái bảo an đội trưởng, người thân thủ tốt như vậy, người phải đi công ty của chúng ta đi. Cũng hầu như so tại cái tiểu khu này mạnh. La Quân nhất thời đến hứng thú, dù sao hôm nay đánh cái kia triệu hổ một hồi, chính mình cũng tại cái này tiểu khu khó dĩ an sinh. Hắn lập tức nói, tiền lương thế nào a? Khẳng định so tại ngươi nơi này mạnh a? Đinh Hàm nói ra. La Quân nghĩ cũng phải, lại nói hắn cũng không phải cái quan tâm tiền lương người. Vốn chính là một thoại hoa thoại, vậy được rồi. Đinh Hàm lập tức cao hứng trở lại, nói ra, cái kia cứ như vậy định, ngươi chừng nào thì có thể đi làm. Thì ngày mai đi, La Quân nói ra. Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, vậy thì tốt, ngươi tại cái này tiền lương nếu không tới coi như, chúng ta cho ngươi bổ đủ. La Quân nghe xong Đinh Hàm nói như vậy, lập tức đối Đinh Hàm thân phận cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi, Hàm tỷ, công ty của các ngươi là làm cái gì nha? Là ngươi mở công ty sao? Đinh Hàm khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ta chỗ nào mở công ty nha, ta chính là cái làm thuê. Chỉ bất quá ta cùng chúng ta tổng giám đốc là bằng hữu, ta tại nàng chỗ ấy cũng nói lên được một điểm lời nói mà thôi.
La Quân nói ra, áo, cái kia ta vẫn còn không biết rõ công ty của các ngươi là làm chơi. Ninh Hàm nói ra, thiết kế thời trang. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bữa cơm này, ăn rất là vui sướng, hòa hợp. La Quân là cái thiên nam địa bắc đều có thể tán gẫu người, thỉnh thoảng chọc cho Đinh Hàm ôm bụng cười mà cười. La Quân mỗi lần nhìn lấy Đinh Hàm cười to lúc, trước ngực gợn sóng chập trùng, hắn nhất thời trợn cả mắt lên. Trở về lúc sau đã là 10 giờ tối. Bữa cơm này ăn thời gian cũng đầy đủ lâu. Bởi vì hai người đều uống rượu, cũng liền không tốt lái xe. Đinh Hàm dứt khoát liền đem xe nhét vào ven đường chỗ đậu bên trên. Dù sao chỗ này cách tiểu khu cũng không xa, dứt khoát thì đi bộ về nhà. Ninh Hàm cùng hai nghe rượu bia, khuôn mặt nàng hiện ra kiều mị đỏ. Mà lại nàng uống rượu về sau, trên thân mùi thơm càng phát ra nồng đậm, cái này khiến một bên La Quân nghe được tâm đều say. Ninh Hàm đi một đoạn đường, nàng cảm thấy tóc ghim lên đến vướng bận, thế là đem băng tóc kéo xuống. Trong một chớp mắt, một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước tán lạc xuống. Cái này một cái chớp mắt mỹ lệ cùng hào quang để La Quân nhìn ngây người. Tựa như là trong truyền thuyết cô xạ tiên tử nhập trần thế. Ninh Hàm gặp La Quân ngây người, không khỏi kỳ quái hỏi, làm sao? La Quân từ đáy lòng nói ra, Hàm tỷ, ngươi tại sao có thể xinh đẹp như vậy, mỹ lệ? Ta nếu có thể cưới được ngươi dạng này lão bà, cũng là giết ta cũng không thể cùng ngươi ly hôn a. Cái này lời vừa nói ra, La Quân tâm lý thì hơi hồi hộp một chút. Hắn ý thức được tự mình nói sai, Ninh Hàm ly hôn sự tình hắn là tin đồn, chính mình sao có thể làm mặt nói ra đâu. Quả nhiên, Ninh Hàm ánh mắt ảm xuống dưới, nàng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, đi thôi, nhanh lên trở về đi, thời gian cũng không còn sớm. Ninh Hàm nói xong cũng bước nhanh đi đến phía trước. La Quân ở phía sau nhìn ngay lập tức đến nàng bước đi thời điểm, bờ mông ở giữa biên độ. Cái kia màu đen bộ váy bọc vào. Loại này vặn vẹo phong tình thực sự khiến người ta mê muội. La Quân vốn còn muốn xin lỗi, nhưng là lúc này nhìn thế mà quên cái kia một gốc dạ. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này cũng là không tim không phổi người. Sau đó, La Quân bước nhanh đuổi kịp Đinh Hàm, Hàm tỷ, thật xin lỗi nha. La Quân nói gấp. Đinh Hàm từ tốn nói, không có gì. Hai người thì tại dạng này quái dị bầu không khí lần sau đến tiểu khu. La Quân công việc cái tiểu khu này gọi là Bắc Hồ tiểu khu. Ninh Hàm đúng là bị La Quân câu lên chuyện thương tâm, cho nên nàng trên đường đi đều không có theo La Quân nói chuyện. Nhưng thực nàng cũng không có sinh La Quân khí. Vừa tới tiểu khu bên ngoài, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lóe ra tới. Ninh Hàm nhất thời a rít lên một tiếng, hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng vô ý thức ôm lấy La Quân, nàng hôm qua mới tao ngộ bị nhập thất ăn cướp sự tình, cho nên hiện tại mẫn cảm cực kỳ. Nhất thời, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, La Quân cái kia thoải mái a, hắn đều cảm nhận được Đinh Hàm vậy tuyệt đối ngạo nhân sung mãn đè ép lồng ngực cảm giác. Đồng thời, La Quân cũng nhìn thấy hắc ảnh. Hắc ảnh không là người khác, lại là La Quân bạn cùng phòng Tiểu Chu. Tiểu Chu chính là một mặt cổ quái nhìn lấy La Quân cùng Đinh Hàm ôm cùng một chỗ. Khụ khụ, La Quân tằng hắng một cái, nói ra, Hàm tỷ, hắn là ta đồng sự, Tiểu Chu. Đinh Hàm nghe xong lời này, tâm lý cái kia xấu hổ a. Kiều nộn khuôn mặt nhất thời giống như lửa thiêu. Nàng hít sâu một hơi, vẫn là rời đi La Quân ôm ấp, nhưng sau đó xoay người đối mặt Tiểu Chu. Người tốt, Ninh Hàm trong một chớp mắt thì lộ ra hào phóng vừa vặn. Tựa như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Tiểu Chu mặt đối với nữ thần Ninh Hàm, hắn ngược lại khẩn trương lên. Tiểu sử nam mặt đều đỏ. La Quân ngược lại là biết Tiểu Chu tại cửa ra vào chặn chính mình khẳng định là có chuyện, liền hỏi, thế nào, Tiểu Chu? Tiểu Chu lập tức tỉnh ngộ lại, hắn lập tức tới đến La Quân bên người nhỏ giọng nói ra, Quân ca, ngươi vẫn là đi mau đi. Ta nghe bọn hắn nói Triệu Hổ đêm nay muốn chỉnh ngươi. La Quân lập tức nói, ngoá, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, dọa ta một hồi. Hắn vỗ vỗ Tiểu Chu bả vai, nói ra, yên tâm đi. Triệu Hổ cái tiểu ma cà bông ta còn không để vào mắt. Quân ca, ngươi, Tiểu Chu không khỏi im lặng, hắn chả muốn lại khuyên, La Quân đã nói với Đinh Hàm, Hàm tỷ, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Đinh Hàm gật gật đầu. Nàng và La Quân tiến tiểu khu về sau, lập tức liền lo lắng hỏi La Quân, nói, chuyện gì xảy ra, Triệu Hổ không phải là các ngươi bảo an đội trưởng a? Hắn tại sao muốn chỉnh ngươi? Đinh Hàm là gặp qua Triệu Hổ. Luôn cảm thấy gia hỏa kia có chút dáng vẻ lưu manh, không phải cái thứ tốt.
La Quân cười nói, không có việc gì, giữa trưa đánh cho hắn một trận. Ngươi cũng nhìn thấy qua cái kia ma cà bông đúng hay không, tuổi còn nhỏ, con mắt luôn luôn hướng lên trời nhìn, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ta cũng chính là thay hắn cha mẹ quản giáo hắn. Ninh Hàm thừa nhận La Quân nói không sai, cái kia Triệu Hổ xác thực rất lợi hại cần ăn đòn. Nhưng nàng hay là hỏi, tại sao muốn đánh hắn a? Nàng không quá ưa thích một nam hài tử luôn luôn cùng người đánh nhau. Trên thực tế, Đinh Hàm ưa thích thành thục, có sự nghiệp tâm nam nhân. Đối với La Quân, nàng cũng chính là xem như ân nhân cứu mạng, thuận liền cảm giác chơi vui, tiếng la đệ đệ mà thôi. Nhưng giống La Quân dạng này bảo an là tuyệt đối không tại nàng kén vợ kén chồng trong phạm vi. Dù là nàng là đã ly hôn, nàng vẫn là có nàng kiêu ngạo. La Quân liền nói ra, ta hôm nay trực ca đêm, không phải Hàm tỷ ngươi ước ăn cơm không? Thế là tìm hắn xin phép nghỉ một ngày. Hắn không phê, ta nói tùy tiện hắn có phê chuẩn hay không. Thế là con hàng này liền muốn đánh ta, tiếp theo, hắn đánh bất quá ta, cho nên thì biến thành ta đánh hắn. La Quân nói hời hợt, mảy may việc không đáng lo. Bất quá đúng lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng uống, đứng lại. Chính là Triệu Hổ thanh âm. Triệu Hổ một tiếng đứng lại hô chính khí lẫm nhiên, tựa như là tại bắt gian giống như. Thanh âm này đem Đinh Hàm cho giật mình, nàng và La Quân cùng một chỗ quay người trở lại. Đinh Hàm lập tức liền trông thấy Triệu Hổ cùng bốn cảnh sát chính hướng cái này vừa đi tới. Cái kia bốn cảnh sát bên trong, cầm đầu lại là một tên đẹp nữ hoa khôi cảnh sát. Cảnh hoa kia ăn mặc màu xanh ngọc cảnh phục áo sơ mi, dáng người sung mãn ngạo nhân, khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người. Cảnh hoa này nhìn rất là tuổi trẻ, giống như là 20 không đến bộ dáng. Bất quá Đinh Hàm cũng biết cảnh hoa này khẳng định là 20 tuổi trở lên, hiện tại nữ hài tử cách ăn mặc xinh đẹp, tuổi tác rất khó nhìn rõ ràng. Tựa như Đinh Hàm nhìn cũng mới 23-24 tuổi bộ dáng. Đinh Hàm gặp chiến trận này, giật mình, làm sao còn có cảnh sát đến. Cảnh hoa kia gọi là Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến khuôn mặt mang lạnh, nàng mang theo mọi người đi tới La Quân trước mặt. Lâm Thiến Thiến đang chuẩn bị nói chuyện, La Quân lại mở miệng trước. La Quân cười ha ha, hướng về phía Triệu Hổ nói thẳng, cháu trai, gọi ra ra ngươi làm cái gì? Cái này lời vừa nói ra, Triệu Hổ lập tức liền ngây người. Thầm nghĩ trong lòng, con chó, ngươi có còn hay không là người bình thường a? Cảnh sát đến, ngươi không phải hẳn là khẩn trương sao? Ninh Hàm cũng là âm thầm nhíu mày, nàng cảm thấy La Quân thật không có cái chính hình. Tính cách này quá ngông cuồng. Ninh Hàm là ưa thích thành thục nội liễm người a. La Quân lại là không biết mình hành vi để Đinh Hàm không quá dễ chịu, hắn trời sinh tính cũng là cái không câu nệ tiểu thiết người. Ngược lại là lúc này, Lâm Thiến Thiến cau mày nói, ngươi làm sao nói? La Quân dò xét liếc một chút Lâm Thiến Thiến, ánh mắt tại trước ngực nàng dừng lại thời gian hơi lâu một chút. Bất quá La Quân vẫn là nghĩ đến tại Đinh Hàm trước mặt đến khiêm tốn một chút, hắn lập tức rời ánh mắt, đối Lâm Thiến Thiến cười ha ha. Nói ra, đương nhiên là dùng miệng nói chuyện nha. Lâm Thiến Thiến nhất thời giận, nói ra, ngươi cho ta chút nghiêm túc, người nào cùng ngươi cười đùa tí từng. La Quân cười ha ha hai tiếng, nói ra, ta dựa vào, ngươi quản thiên quản địa còn có thể quản ta biểu tình gì a? Ta từ nhỏ đã yêu cười, ha 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 ha. Lâm Thiến Thiến bên người một tên nam cảnh sát xem xét nhìn không được, quát lớn, ngươi hãy thành thật điểm, lại không phối hợp chúng ta chấp pháp, có ngươi quả ngon để ăn. La Quân nhìn nam kia cảnh sát liếc một chút, hời hợt nói ra, ta theo mỹ nữ nói chuyện phiếm, liên quan gì đến ngươi? Lâm Thiến Thiến cũng coi là chịu phục La Quân loại này vô lại tính cách. Mà cái kia Triệu Hổ cũng coi là nhìn ra, hóa ra cái này La Quân căn bản cũng không phải là cái gì người thành thật. Mẹ nó, hắn so lão tử còn muốn lưu manh a. Chí ít lão tử là không dám ở cảnh sát trước mặt phách lối như vậy. La Quân cảm thấy cũng trêu đùa không sai biệt lắm. Lại hỏi, thế nào, mỹ nữ, ngươi mang theo cảnh sát thúc thúc đêm hôm khuya khoát tới tìm ta phạm cái gì phương pháp? Chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, có người hoài nghi ngươi tại trong khu cư xá thời gian dài ăn cắp đồ, vật. Hiện tại, chúng ta muốn đi điều tra, à ngươi túc xá. Lâm Thiến Thiến cũng liền nghiêm mặt nói ra. Là ngươi cháu trai này báo động à? La Quân không để ý tới Lâm Thiến Thiến, nhìn về phía Triệu Hổ. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhìn không ra Triệu Hổ cháu trai này thế mà còn biết chơi loại này âm chiêu a. Triệu Hổ hiện tại có cảnh sát chỗ dựa, đương nhiên là không sợ La Quân. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra,
ngươi chính là chúng ta đội bảo an ngũ bên trong bại loại. La Quân cười ha ha, nói ra, Châu A ngươi, học được bản sự, dám ngay mặt mắng ta. Chờ cảnh sát thúc thúc đi, ta không giết CS ngươi. Triệu Hổ nhất thời đánh cái dùng mình. Lâm Thiến Thiến giận tím mặt, nói, ngươi cho ta thành thật một chút, còn phản ngươi, dám ngay ở chúng ta mặt uy hát yêu ta người khác. Chỉ bằng điểm này, ta hôm nay liền phải đem ngươi mang về cục cảnh sát bên trong. La Quân nói ra, tùy ngươi. Gia hỏa này tính cách, thực đã không phải là thuộc tại bình thường ngông cuồng, quả thực là có chút thao đản. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, lúc này mới lắng lại lửa giận, nàng còn có chính sự muốn làm. Ngay sau đó nói ra, cùng chúng ta qua ngươi túc xá, chúng ta muốn làm lấy mặt ngươi đến điều tra. La Quân nói ra, tốt, vậy thì đi thôi. Ninh Hàm ở một bên âm thầm gấp, nàng tuy nhiên theo La Quân nhận biết không lâu. Nhưng nàng vẫn còn có chút giải La Quân tính cách, La Quân loại tính cách này, tuyệt không có khả năng làm gì trộm đạo sự tình. Tựa như hắn nói muốn làm Triệu Hổ, đó cũng là ngay trước cảnh sát mặt liền trực tiếp nói. Có thể Đinh Hàm cũng minh bạch, cái này Triệu Hổ đã dám báo động, khẳng định liền đã thiết lập tốt cái bẫy a. Tiểu Quân, hắn khẳng định đem tang vật phóng tới ngươi dưới giường. Đinh Hàm nhỏ giọng nhắc nhở La Quân. La Quân cười hắc hắc, nói ra, yên tâm đi, Hàm tỷ, không có việc gì. Hắn vẫn là một bộ không có chơi đại không, không quan tâm biểu lộ. Mà lại, La Quân giống như mãi mãi cũng là bộ biểu tình này, giống như thiên hạ đều không có cái gì làm cho hắn để ý sự tình. Hôm nay Lưu Ca cùng Tiểu Chu đều nhắc nhở La Quân đều không coi ra gì. Ninh Hàm cũng không biết La Quân đến là quá đại khái cùng tự đại vẫn là hắn hết thảy đều đã tính trước. Một đoàn người rất nhanh liền đến trong túc xá. Cái kia trong túc xá đèn huỳnh quang đem bên trong chiếu lên giống như ban ngày. Còn có bốn tên bảo an ở bên trong đánh bài, bọn họ vừa nhìn thấy cảnh sát tiến đến, mặt đều hoảng sợ lục. Trời ạ, chúng ta cũng là chơi cái một khối tiền đấu địa chủ a, không cần lớn như vậy tư thế a. La Quân trước tiến đến cười ha ha, nói ra, mấy ca không cần lo lắng, không phải bắt bài, là đến bắt ta. Lâm Thiến Thiến cả đám, còn có Triệu Hổ cùng Đinh Hàm nhất thời đều đối La Quân im lặng. Gia hỏa này đại não đến là cái gì cấu tạo a? Cái kia bốn cái bảo an nghe xong La Quân nói như vậy, bọn họ nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó liền tranh thủ bài cùng tiền cho thu, trung thực đứng ở một bên. Triệu Hổ cũng không hành động, hắn lúc này chắc chắn sẽ không làm rất rõ ràng lộ ra. Lâm Thiến Thiến lạnh lẽo cái mặt hỏi La Quân, nói, người giường chiếu là cái nào? La Quân thành thành thật thật chỉ chính mình giường chiếu, hắn hì hì cười một tiếng, nói ra, tùy tiện lục soát, đừng khách khí. Lâm Thiến Thiến một bọn cảnh sát gặp La Quân như thế chắc chắn, không khỏi tâm lý lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn là bị oan uổng. Triệu Hổ làm theo ở trong lòng cười lạnh, tê liệt, ngươi bây giờ thì cười đi, đợi chút nữa để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Lâm Thiến Thiến ngay sau đó liền để đằng sau nam cảnh sát xem xét qua vơ vét Quân giường chiếu, kết quả rất dễ dàng thì dưới giường mặt tìm ra một đầu ngón út thô dây chuyền vàng. Đây chính là ta, Triệu Hổ lập tức hoảng sợ nói. Sau đó hắn hướng La Quân cả giận nói, nguyên lai là ngươi trộm ta dây chuyền. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nói, ngươi còn có cái gì dễ nói. La Quân cười ha ha, nói ra, đơn giản như vậy hãm hại thủ đoạn, chẳng lẽ muội tử ngươi cũng tin tưởng. Hắn đón đến, nói ra, ta hội trộm cháu trai này đồ, vật. Ta nếu là nhìn chúng, liền trực tiếp đoạt. Hắn nói xong cũng quay người lại, nhanh vô cùng vọt đến Triệu Hổ bên người. Lập tức ôm lấy Triệu Hổ bả vai, nói, có phải hay không là ngươi hãm hại ta? Triệu Hổ xưa nay là cái to gan lớn mật người, nhưng là hiện tại gặp được La Quân như thế cái người, trong lòng của hắn thật có chút phạm sợ. La Quân như thế nhất câu, hắn lập tức kinh hồn bạt vía, không, ta làm sao có thể hãm hại ngươi? Rõ ràng cũng là ngươi. A, hắn nói đến một nửa đột nhiên thống khổ tê kêu lên. Dừng tay. Lâm Thiến Thiến chờ cảnh sát gặp La Quân thế mà ngay trước các nàng mặt đánh nhau chứng nhân, không khỏi lên cơn giận dữ. Lâm Thiến Thiến cũng là nóng nảy tính tình, trực tiếp rút súng giận chỉ La Quân. Mặt khác ba tên cảnh sát cũng lập tức đến đây bắt La Quân. La Quân một tay ôm lấy Triệu Hổ không buông lỏng, đột nhiên thiểm điện đá ra hai cước. Hai cước về sau thì có hai tên cảnh sát bị đá bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tiếp theo, La Quân lại tiện tay đẩy ra nhất trường. Một tên sau cùng cảnh sát cũng bạch rời khỏi ba bước, té ngã trên đất. Ngươi dừng tay, Lâm Thiến Thiến có chút mắt trợn tròn,
không nghĩ tới cái này La Quân tính cách như thế bạo, lại dám công nhiên đánh lén cảnh sát. Mà lại, gia hỏa này khí lực cùng thân thủ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Lại không dừng tay, ta nổ súng. Lâm Thiến Thiến nổi giận. Mỹ nữ cảnh quan, người muốn nổ súng, ít nhất phải bên trong có viên đạn, chí ít người muốn kéo mở an toàn cái chốt. La Quân cười lạnh một tiếng, sau đó trong hai mắt tách ra lệ quang đến, nói ra, thật sự là mù các người đám người này mắt chó, lại dám nói lão tử trộm đồ. Lão tử giết người phóng hỏa đều làm qua, duy chỉ có liền không có trộm qua đồ, vật. Hắn nói xong cũng một phát bắt được Triệu Hổ tóc, trực tiếp đem con hàng này nhấn trên mặt đất. Triệu Hổ phốc một chút, nửa bên gò má sưng đỏ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bởi vậy cũng có thể gặp, La Quân ra tay đủ hung ác. Lâm Thiến Thiến thương bên trong xác thực hết đạn, nàng thấy thế cũng là gấp, lập tức vận dụng dạy cảnh quan trong trường học cầm nã thủ pháp bắt La Quân cánh tay. La Quân cười lạnh một tiếng, sau đó phản bắt, tiếp lấy lại co lại. Lâm Thiến Thiến lập tức cảm giác cổ tay xương kịch liệt đau nhức vô cùng, lại là đã sai chỗ, nàng liền nước mắt đều đau nhức đi ra. Ninh Hàm cùng cái kia còn lại mấy tên bảo an ở một bên nhìn không khỏi ngây người. La Quân xông Triệu Hổ nói, cháu trai, đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay không đem lời nói cho ra ra ta nói rõ ràng, lão tử liền ngay trước những cảnh sát này mặt đem ngươi cho giết, ngươi có tin ta hay không giết ngươi? La Quân nói đến sát khí đằng đằng. Hắn cũng là thật phát hỏa. Hắn La Quân ở nước ngoài rong ruổi lúc, là nổi tiếng lôi thần chi vương. Hắn tính tình nóng nảy là nổi danh liệt, trở lại trong nước, tiểu ma cà bông lại dám vu hãm hắn trộm đồ, trộm mẹ ngươi cái so a. Triệu Hổ trong một chớp mắt bị La Quân sát khí sợ đến té cứ té đái, hắn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhất thời một cỗ mùi hôi thối tràn ngập ra. Ra, Quân ra, ta sai, là ta hãm hại ngươi, ta cũng không dám lại. Triệu Hổ nước mắt đều hoảng sợ đi ra. La Quân lúc này mới buông ra Triệu Hổ. Hắn vỗ vỗ tay, quét mắt một vòng Lâm Thiến Thiến, nói ra, ngươi cũng chính là cái ngực to mà không có não người, rõ ràng như vậy hãm hại cũng nhìn không ra. Còn muốn ta giải thích cho ngươi. Lâm Thiến Thiến ánh mắt bên trong hiện lên vẻ sợ hãi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy La Quân dạng này người, La Quân trên thân loại kia sát khí tuyệt đối không phải dọa người, mà chính là dựa vào từng đầu nhân mạng tích lũy đi ra. Lâm Thiến Thiến lúc này cũng tuyệt đối tin tưởng La Quân không có trộm đồ, một người như vậy, tuyệt đối không thể tài giỏi trộm đạo sự tình. Triệu Hổ đứng lên, hắn lộ ra chật vật không chịu nổi, vội vàng phàn nàn xông Lâm Thiến Thiến nói ra. Cảnh quan, ta sai, là ta hãm hại Quân gia. Sợi dây chuyền này là ta tìm người vụng trộm nhét vào hắn dưới giường. Lâm Thiến Thiến nổi nóng chừng liếc một chút Triệu Hổ, nàng sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi bây giờ muốn phản kháng, ta xác thực bắt không ngươi. Nhưng ngươi mới vừa nói ngươi giết người phóng hỏa, thì ngươi câu nói này, ta nhất định phải đem mang về sở cảnh sát khi khẩu cung. Nếu như ngươi phản kháng, chúng ta sẽ đối với ngươi hạ đạt lệnh truy nã. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, chỉ cần không nói ta trộm đồ, hắn đều có thể. Ta trở về với ngươi. Lâm Thiến Thiến không khỏi ngẩn ngơ, gia hỏa này tính cách thật sự là cổ quái a. Sau đó, Triệu Hổ cùng La Quân đều theo Lâm Thiến Thiến một đoàn người rời đi Bắc Hồ tiểu khu. Ninh Hàm tuy nhiên cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng cảm thấy La Quân hôm qua mới cứu mình nhất mệnh, mình không thể vứt xuống hắn mặc kệ, ngay sau đó, nàng cũng cùng theo một lúc qua. Ninh Hàm cũng dần dần có chút giải, La Quân thân phận tuyệt đối không phải phổ thông tiểu bảo an. Nam nhân này vừa rồi chỗ bạo phát đi ra sát ý quá kinh khủng. Sở cảnh sát là lân cận Bắc Hồ khu sở cảnh sát. Tại trong sở công an, Lâm Thiến Thiến tự mình thẩm vấn La Quân. Chướng mắt đèn bàn chiếu vào La Quân, quang mang kia là Quân dụng ánh đèn mang, khiến người ta có loại không chỗ che thân cảm giác. Thì xông ngươi hôm nay đánh lén cảnh sát cái này một hạng. Ta liền có thể để ngươi ngồi tù. Lâm Thiến Thiến đầu tiên nói với La Quân. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cũng không cần đe dọa ta cho ngươi biết, ta ở trong nước là sạch sẽ. So xử nữ còn sạch sẽ. Ngươi, Lâm Thiến Thiến khuôn mặt đỏ lên. Sau đó, nàng nói ra, ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, ngươi trước kia đến là làm gì? Nàng đang nói chuyện, bên ngoài cảnh sát gõ cửa. Lâm Thiến Thiến chừng La Quân liếc một chút. Nói, thành thật một chút. Ngươi là không có khác tử nhi, liền sẽ câu này. La Quân phản sặc một câu. Lâm Thiến Thiến không khỏi tức giận đến bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, nàng lạnh hừ một tiếng, quay người ra phòng thẩm vấn.
Chuyện gì? Lâm Thiến Thiến đóng lại đại môn về sau, đối tên kia cảnh sát hỏi. Cảnh sát kia cầm trong tay là La Quân chứng minh nhân dân, hắn nói ra, chúng ta đã network tra. Kết quả thế nào? Lâm Thiến Thiến liền vội vàng hỏi. Cảnh sát kia hồi đáp, La Quân 14 tuổi xuất ngoại về sau hồ sơ là trống không. Hắn tại nửa tháng trước về nước, xuất hiện tại Hải Tân thành phố. Lâm đội, hắn ở trong nước hồ sơ là sạch sẽ, về phần hắn ở nước ngoài đã làm gì, chúng ta không thể nào biết. Lâm Thiến Thiến trong nháy mắt ở trong lòng nhận định La Quân là một nhân vật nguy hiểm, gia hỏa này, 14 tuổi xuất ngoại, thân thủ vừa kinh khủng. Không chừng ở nước ngoài làm là một số giết người cướp của hoạt động. Hắn lần này đột nhiên về nước, khẳng định là có mục đích. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, quay người tiến phòng thẩm vấn. La Quân chính tại trong phòng thẩm vấn chăm nhàm chán nại ngồi, hắn lúc này nhìn thấy Lâm Thiến Thiến tiến đến. Lâm Thiến Thiến một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang. La Quân cảm thấy, nữ nhân này, vẫn là rất đẹp. Muội tử, thì a thế nào, có phải hay không ta có thể đi? La Quân lập tức nói, ta là bị hãm hại, người đem ta cái này người bị hại bắt tới, cái này quá không thể nào nói nổi nha. Đến đi, người cũng coi là người bị hại. Lâm Thiến Thiến lúc đầu cảm thấy La Quân rất khiến người ta sợ hãi cùng kiêng kỵ, cô rê quân gia hỏa này vừa mở miệng cũng làm người ta tức giận. Lâm Thiến Thiến tiếp tục nói, chỉ bằng ngươi đánh lén cảnh sát, liền có thể để ngươi ngồi tù. La Quân cười ha ha, nói ra, muội tử, ngươi đừng cho là ta là người thiếu kiến thức pháp luật a. Các ngươi đều không thụ thương, còn có ngươi xương tay ta cũng tiếp hảo. Ta loại hành vi này nhiều nhất phạt tiền 8.000, câu lưu 15 ngày a. Lâm Thiến Thiến cổ quái nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, tốt, La Quân đúng không? Đánh lén cảnh sát chuyện này, ta có thể không truy cứu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta vấn đề. Nếu như ngươi gạt ta, nhằm vào ngươi mẫn cảm thân phận, ta hội từng cấp báo cáo. La Quân nhìn nhiều Lâm Thiến Thiến liếc một chút, sau đó, hắn ngồi thẳng người, không nói thêm lời, chỉ là nói, ngươi hỏi đi. Lâm Thiến Thiến hỏi, ngươi 14 tuổi xuất ngoại. Cái này 12 năm ở nước ngoài đều là làm gì? La Quân khiêng xuống mí mắt, theo rồi nói ra, lính đánh thuê, chuyên môn lấy tiền giết người. Cũng trợ giúp qua tiểu quốc gia quân phản loạn đánh qua quân đội chính phủ. Cũng đã giúp quân đội chính phủ làm qua quân phản loạn, dù sao chỉ nhận tiền, không nhận người. Lâm Thiến Thiến nói, thật. La Quân nói ra, thiên chân vạn xác. Lâm Thiến Thiến nói, tốt, những chuyện kia ta không xen vào. Chỉ là ngươi nhất định phải cho ta một cái tốt giải thích, vì sao lại đột nhiên về nước. Còn vừa vặn tìm tới Hải Tân thành phố. Hải Tân thành phố không phải ngươi quê nhà a. Ngươi tới nơi này đừng nói là không có mục đích. La Quân trầm mặc xuống dưới. Lâm Thiến Thiến trong mắt lóe ra tinh quang, nàng cảm thấy mình ẩn ẩn phát hiện một cái án tình trọng đại. Ngay vào lúc này, La Quân ngẩng đầu, hắn nói ra, ngươi đã hỏi, cũng tốt, vừa vặn ta còn muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi nói, Lâm Thiến Thiến nói. La Quân nói ra, ta lần này sở dĩ trở về, sở dĩ đến Hải Tân thành phố đến, xác thực là có chuyện muốn làm. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải đến làm chuyện xấu. Ở nước ngoài, ta có nhất bang huynh đệ, bọn họ tôn ta vì đội trưởng. Chúng ta cùng một chỗ xông xáo, uống rượu với nhau, cùng một chỗ giết người. Nhưng lại tại nửa tháng trước, ta lớn nhất hảo huynh đệ thay ta đỡ đạn, hắn tại chỗ thì CSS. Ta người huynh đệ này hắn là ven biển người, hắn gọi là Tống Thành Bân, hắn tại 10 năm trước, giết người, về sau chạy trốn tới quốc ngoại. Ta biết hắn chả có một người muội muội, cho nên ta lần này trở về, chỉ là muốn xem hắn muội muội. Đáng tiếc là, ta làm sao cũng tìm không thấy muội muội nàng. Bọn họ trước kia địa chỉ cổ phong đường nhỏ chỗ nào cũng đã phá rỡ. Lâm Thiến Thiến nhìn nhiều La Quân liếc một chút, trong đầu của nàng hiện lên một hình ảnh. Tại đương đại trong xã hội, lại có như vậy một đám người ở nước ngoài trải qua L.I.O.T.A. máu trên lưỡi dao sinh hoạt. Bọn họ cầm thương giết người, tiêu sái ngang dọc, nhậu nhẹt, khoái hoạt vô cùng. Đó là một loại nam nhân cách sống. Nhưng bọn hắn cũng là có tình có nghĩa người. Lâm Thiến Thiến kết hợp La Quân giữ dằn tính cách, đột nhiên thì hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói. Người này, ở nước ngoài là lính đánh thuê đội trưởng, giết người vô số, tính tình giữ dằn. Cũng khó trách cái kia triệu hổ đuôi mù hãm hại hắn trộm đồ, hắn hội tức giận như thế. Một người như vậy, làm sao có thể nói hắn hội trộm đồ? Đại trưởng phu nhất không mảnh cũng là cướp gà trộm chó hạng người. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu,
nàng không có nói thêm nữa, nói, tốt, ngươi chờ. Sau đó, Lâm Thiến Thiến ra phòng thẩm vấn. Nàng cấp tốc tìm một tên cảnh sát, nói, ngươi thì a cho ta thì a một cái gọi Tống Thành Bân người, trước kia là ở cổ phong đường bên trên. Vâng, Lâm đội. Bên kia toa, Đinh Hàm một mực đang kiên nhẫn chờ đợi thẩm vấn. Nàng lúc này gặp Lâm Thiến Thiến đi ra, lập tức tiến lên đây hỏi, Lâm đội, tiểu quân hắn xúc động một điểm, nhưng cũng không phải là người xấu, ngươi. Lâm Thiến Thiến nhạt lạnh nhìn một chút Đinh Hàm, nói, ngươi là La Quân người nào? Đinh Hàm khẽ giật mình, theo rồi nói ra, ta là bạn hắn. Nàng đón đến, nói ra, tiểu quân là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt, đêm qua, ta. Ngay sau đó đem bị người nhập thất cướp bóc sự tình nói, còn nói La Quân kịp thời cứu giúp. Lâm Thiến Thiến hơi hơi ngoài ý muốn, theo rồi nói ra, tốt, người đi về trước đi, chờ ta ti a rõ ràng một ít chuyện, nếu như La Quân không có vấn đề, ta sẽ thả hắn rời đi. Ninh Hàm cũng là bất đắc dĩ, nàng nói ra, ta có thể qua cùng La Quân nói hai câu sao. Lâm Thiến Thiến vô tình cự tuyệt nói, hiện tại không được. Ninh Hàm làm sao cũng không chịu bây giờ rời đi, như thế nàng hiểu ý bên trong băn khoăn. Ngay sau đó nàng nói ra, các người phải phạt khoản làm sao, ta đều có thể ra. Nhưng là Lâm đội, người cũng đừng khinh người quá đáng. Chuyện này, tiểu quân là người bị hại. Lâm Thiến Thiến quét mắt một vòng Đinh Hàm, nàng chậm dần âm điệu, nói ra, người đi trước ngồi xuống đi, ta nói qua, thì a rõ ràng liền sẽ thả người. Đinh Hàm liền biết mình lại dây dưa tiếp cũng không có chỗ dùng, liền thành thành thật thật đợi đi một bên chờ đợi. Tống Thành Bân rất nhanh liền bị điều thì a ra. Cảnh sát kia hướng Lâm Thiến Thiến báo cáo, Lâm đội, Tống Thành Bân tại 10 năm trước giết người chạy ra nước ngoài bên ngoài. Đến bây giờ, Tống Thành Bân lệnh truy nã còn tại nội bộ trên Internet treo. Giết người, Lâm đội hỏi, có biết hay không Tống Thành Bân tại sao muốn giết người? Cảnh sát kia nói ra, sự tình có chút phức tạp, nếu không Lâm đội chính ngài đi xem một cái. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nàng lập tức theo cảnh sát kia qua phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ, trên máy vi tính trên tư liệu lập tức biểu hiện liên quan tới Tống Thành Bân kỹ càng giới thiệu. Tống Thành Bân là năm 1986 sinh, hắn có một người muội muội gọi là Tống Nghiên Nhi. Hai huynh muội phụ mẫu tại 20 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, song song bỏ mình. Một năm kia, Tống Thành Bân 9 tuổi, Tống Nghiên Nhi 5 tuổi. Mà lại, tai nạn xe cộ thời điểm, xe nhỏ tài xế cũng tại chỗ tử vong. Bọn họ cũng không có đạt được bao nhiêu bồi thường. Về sau là Tống Thành Bân dưỡng đem hai người thu dưỡng, Tống Thành Bân dưỡng là Hải Tân thành phố một vị quan viên, rất lợi hại có năng lực. Ở tại dưỡng trong nhà, Tống Thành Bân huynh muội vô cùng nhu thuận nghe lời. Nhưng mà 10 năm trước, lại phát sinh một kiện ảnh hưởng Tống Thành Bân cả đời sự tình. Ngày đó, Tống Thành Bân huynh muội cùng Di Mẫu ở nhà. Di Mẫu dĩ nhiên chính là hắn dưỡng thê tử. Di Mẫu gọi là Hồ Diễm Hồng, Hồ Diễm Hồng 36 tuổi. Vẫn là dài rất xinh đẹp cùng phong vận thành thục. Hồ Diễm Hồng có cái đệ đệ, gọi là Hồ Tuấn, Hồ Tuấn là cái ngũ độc đều đủ ra hỏa. Đêm hôm đó, Hồ Tuấn đến đây tìm Hồ Diễm Hồng đòi tiền, Hồ Diễm Hồng bởi vì nhiều lần đưa tiền, nhưng Hồ Tuấn mệt mỏi dậy không thay đổi, Hồ Diễm Hồng đối cái này đệ đệ thất vọng cực độ. Nhưng Hồ Tuấn là cái tên đần a, hắn nếu không tới tiền, đầu tiên là dập đầu đập đầu rơi máu chảy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hồ Diễm Hồng không để ý tới. Về sau Hồ Tuấn giận, trực tiếp bóp lấy Hồ Diễm Hồng vì trí hiểm yếu, buộc nàng đưa tiền. Hồ Tuấn cái này tên đần còn đeo đao tới, bởi vậy cũng có thể gặp gia hỏa này lần này tới là đã sớm chuẩn bị. Hồ Diễm Hồng lúc ấy đều bị dọa sợ. Tống Thành Bân mặc dù là 18 tuổi tiểu hỏa tử, nhưng là hắn tới kéo Hồ Tuấn lúc bị Hồ Tuấn nắm tay cho chặt thương tổn. Mà Tống Nghiên Nhi ở một bên hoảng sợ vội vàng báo động. Hồ Tuấn gặp Tống Nghiên Nhi báo động, lại để cho tới giết Tống Nghiên Nhi. Tống Thành Bân cái này thì gấp, thế là trực tiếp qua nhà bếp tìm đao, một chút liền đem Hồ Tuấn vị trí hiểm yếu động mạch chém trúng. Sau đó, Hồ Tuấn ngay tại chỗ tử vong. Hồ Tuấn sau khi chết, Tống Thành Bân việc này đi, vốn là nên tính toán làm phòng vệ chính đáng. Nhưng là Hồ Diễm Hồng phụ mẫu không làm a, Hồ Diễm Hồng trở ngại phụ mẫu uy nghiêm, nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Lúc đó Hồ Diễm Hồng phụ mẫu nghiêm khắc yêu cầu trừng phạt hung thủ giết người Tống Thành Bân. Hồ Diễm Hồng cùng trưởng phu rơi vào đường cùng, liền đem Tống Thành Bân đưa ra nước ngoài bên ngoài. Nhưng cảnh sát lệnh truy nã vẫn là hạ đạt. Bất quá giờ phút này,
Lâm Thiến Thiến sở chứng kiến tư liệu liền không có phía trên nói tới như vậy khách quan. Phía trên chỉ viết khi ngày, sau đó cùng Hồ Diễm Hồng quan hệ, cũng viết Hồ Tuấn tìm Hồ Diễm Hồng đòi hỏi tiền tài các loại. Về sau Tống Thành Bân liền đem Hồ Tuấn giết, về sau Tống Thành Bân đào vong quốc ngoại. Sự tình thì viết nhiều như vậy. Lâm Thiến Thiến đương nhiên cảm thấy kỳ quái, Tống Thành Bân tại dưỡng trong nhà ở, không có đạo lý sẽ giết Hồ Tuấn A. Cho nên Lâm Thiến Thiến lại tới hỏi La Quân, La Quân liền đem lúc ấy tình huống một năm một mười nói ra. Lâm Thiến Thiến nghe xong, không khỏi tức giận nói, vậy cái này Hồ Diễm Hồng đầy đủ không phải là một món đồ A. La Quân từ tốn nói, bất kể như thế nào, Hồ Tuấn đều là đệ đệ của nàng, thân tình vật này là vĩnh viễn cắt không bỏ được. Huống chi, về sau Hồ Tuấn là muốn giết Thành Bân muội muội, cho nên Hồ Diễm Hồng cũng cảm thấy đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thành Bân muốn bảo vệ muội muội. Hắn đón đến, nói ra, về sau Thành Bân đào tẩu thời điểm, hắn tìm Dượng muốn hứa hẹn, muốn Dượng nhất định muốn hảo hảo nuôi lớn muội muội của hắn. Hắn Dượng cũng đáp ứng, nói thực ra, Thành Bân vẫn luôn rất lợi hại cảm kích hắn Dượng. Hắn Dượng cũng thật là cái chính trực người tốt, chẳng qua là quan thanh liêm khó gãy việc nhà a. La Quân nói chuyện đứng đắn thời điểm, vẫn là để Lâm Thiến Thiến cảm thấy rất trầm ổn. Bất quá, lập tức, Lâm Thiến Thiến kỳ quái nói, vậy ngươi trực tiếp qua tìm Tống Thành Bân Dượng, không phải rất dễ dàng tìm tới Tống Nghiên Nhi sao? La Quân nói ra, ta không biết Thành Bân Dượng kêu cái gì nha, Thành Bân một mực hô Dượng, ta cũng không hứng thú hỏi hắn Dượng tên gọi là gì. Về sau hắn là trực tiếp tại chỗ thì CSS. Ta vẻn vẹn biết tin tức cũng là Tống Nghiên Nhi về sau lại trở lại cổ phong đường bên trên, cũng chính là nhà nàng nguyên lai địa chỉ. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái này có chút lý giải, Tống Thành Bân đều muốn Hồ Diễm Hồng đệ đệ giết. Muội muội nàng khẳng định không thích hợp lại cùng bọn hắn ngủ cùng chỗ. La Quân nói ra, cho nên ta hiện tại muốn tìm tới Tống Nghiên Nhi, theo mò kim đáy biển giống như. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta ngược lại thật ra có thể giúp người điều thì a ra. La Quân nói ra, cái kia rất cảm tạ ngươi. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta cũng không có đáp ứng phải nói cho ngươi. Nàng đón đến, nói ra, ngươi vẫn phải trả lời ta mấy vấn đề. La Quân nghiêm mặt nói ra, đừng nói trả lời ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết Tống Nghiên Nhi hạ lạc, cũng là 100 cái vấn đề đều được. Hắn đối với chuyện này, đó là thái độ đoan chính rất ha. Lâm Thiến Thiến nói ra, hắn Dượng không phải đem Tống Thành Bân đưa ra nước ngoài. Đồng thời thích đáng an bài sao? Làm sao cùng ngươi nhập bọn với nhau đi? Còn Liota máu trên lưỡi đao. Ngươi đây không phải hại người Tống Thành Bân sao? Tống Nghiên Nhi nếu là biết tình huống này, không được hận CSS ngươi sao? Hận ta, La Quân nói ra, ta đối Tống Nghiên Nhi áy náy là bởi vì Thành Bân vì cứu ta mà CSS. Còn Thành Bân đi theo ta, đó là cái ngoài ý muốn. Lúc ấy Thành Bân là muốn tại Nam Mỹ một cái tiểu quốc gia tìm cái gì người? Người kia kết quả đã sớm CSS. Thành Bân lưu lạc đầu đường, ngôn ngữ không thông, trông thấy ta, theo gặp thân nhân giống như, đuổi đều đuổi không đi. Về sau ta không có cách, thì hỏi hắn nguyện ý đi theo ta không, lúc nào cũng có thể sẽ người CSS. Thành Bân cũng làm. Lâm Thiến Thiến nói ra, nói như vậy đứng lên, Tống Thành Bân Dượng cũng quá không đáng tin cậy. La Quân nói ra, ai nói không phải. Về sau Thành Bân thì cùng ta học bản sự, cho tới bây giờ. Chúng ta đều là cùng một chỗ. Nói càng về sau, hắn hốc mắt ửng đỏ, nói, nếu không phải trận kia ngoài ý muốn, Thành Bân hiện tại còn sống. Hắn vẫn luôn muốn trở lại thăm một chút muội muội, hắn nói chuyện đứng không, xuất ra mấy cái tấm hình. Lâm Thiến Thiến cảm thấy hứng thú tiếp nhận qua. Trong hình kia chính là ăn mặc trang phục sặc sỡ La Quân cùng một người thanh niên khác kề vai sát cánh, hai người tay kia còn vác lấy. Đó là tại một mảnh trong rừng. Tiếp lấy mấy cái tấm hình, còn có hương xa mỹ nhân, mở đều là đỉnh cấp xe Ferrari. Từ những hình này bên trên, Lâm Thiến Thiến đó có thể thấy được La Quân cùng Tống Thành Bân cái này hai hàng ăn cơm, tán gái, đánh nhau đều là như hình với bóng. Đây mới thực là huynh đệ sinh tử a. Cái kia Tống Thành Bân tuy nhiên lớn lên, nhưng cùng truy nã dẫn lên ảnh chụp vẫn là có chỗ tương tự. Lâm Thiến Thiến yên lặng đem ảnh chụp trả lại La Quân, hắn phát hiện La Quân quay đầu qua. Cái này dữ dằn như lửa ra hỏa thế mà rơi lệ. Đó là một loại như thế nào huyết hỏa tình nghĩa đâu. Có thể cho một người không chút do dự vì một người khác đỡ đạn. La Quân rất nhanh lau khô nước mắt, hắn thu ảnh chụp, lộ ra có chút xấu hổ. Lâm Thiến Thiến liền nói ra, ta có thể nói cho ngươi Tống Nghiên Nhi ở nơi nào,
bất quá ngươi vẫn phải trả lời ta một vấn đề. Dù sao chuyện này rất trọng đại, ta nhất định phải cẩn thận. La Quân nói ra, ngươi hỏi, trong lòng của hắn là hưng phấn, tìm lâu như vậy, rốt cục có thể tìm được Tống Nghiên Nhi. Lâm Thiến Thiến nói ra, tuy nhiên ngươi nói hết thảy đều rất có độ tin cậy, nhưng ta như thế nào mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi không phải sát thủ tới giết Tống Nghiên Nhi đâu. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, hắn nói ra, thứ nhất, ta không phải sát thủ. Sát thủ cùng chúng ta là có khác nhau rất lớn. Thứ hai, ta không ở trong nước làm việc. Thứ ba, đây là mấu chốt nhất, ta xuất thủ rất đắt, Tống Nghiên Nhi bất quá là cái phổ thông cô nương, giết nàng thật đúng là không tới phiên ta xuất thủ. Cái kia thủ hạ ngươi đến từng giết bao nhiêu người? Lâm Thiến Thiến lại hỏi. La Quân cảnh giác nói, điều này cùng ta tìm Tống Nghiên Nhi sự tình không có quan hệ a. Lâm Thiến Thiến nói ra, nếu như ngươi không trả lời ta, ta thì không thể trả lời. Nàng cũng là bát quái chi tâm cháy hừng hực. La Quân bất đắc dĩ, Lâm Thiến Thiến chiêu này đòn sát thủ thật sự là lần nào cũng đúng a. Hắn nói ra, không phải ta không muốn trả lời ngươi, là ta thật không nhớ ra được. Giết cái kia a nhiều, ai còn dùng bút qua nhớ một chút a. Lâm Thiến Thiến miệng há lớn, nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm, nói ra, ngươi giết rất nhiều người. Người ban đêm chẳng lẽ sẽ không làm ác mộng sao? La Quân nói ra, đây là công tác, tại phía trên chiến trường kia, chúng ta không giết đối phương thì giết chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn ta qua cùng bọn hắn giảng đạo lý hay sao? Liền nói lần kia tại, quân phản loạn bị quân đội chính phủ đánh lui về sau. Những quân phản loạn kia đi ngang qua thôn trang thì đổ thôn, ngươi là không có gặp loại kia tràng diện. Lúc ấy nơi đó thôn trang, quân phản loạn tại ruộng nước bên trong đặt mìn, để một đám dân chúng vô tội từ bên trong đi qua. Một lần nổ không si ết, ết liền đi lần thứ hai. Đây là quân phản loạn thích nhất chơi đùa. Bọn họ đem đầu người chặt xuống đâm tại thôn trang bên ngoài, đem người thi thể cho dã chưa ăn, đem nữ nhân chộp tới làm quân kỹ. Tràng diện kia, không thể so với chúng ta trước kia đại đồ sát muốn tới nhẹ nhõm. Mà lại, việc này cũng là phát sinh ở 3 năm trước đây, lúc ấy nước cùng Liên Hợp Quốc còn đối cái kia cỗ quân phản loạn phát ra khiển trách. Lúc ấy, ta nhớ được chúng ta là thu quân đội chính phủ tiền, muốn bắt lấy cái kia quân phản loạn đầu mục. Lúc ấy ta lặng lẽ ẩn núp đến điểm cao, giết mấy người lính, sau đó cướp được lôi đình số 78 súng máy pháo. Cái kia súng máy là 1.06.000 liên phát. Cũng là cái kia một tràng chiến dịch, ta thủ hạ không thể giết ít hơn so với 60 người. Hắn đón đến, nói ra, về phần ngươi nói sẽ làm ác mộng. Lúc mới bắt đầu sẽ làm. Về sau cũng liền si ết, ết lặng. Lâm Thiến Thiến thật không thể tin nhìn lấy La Quân, nàng không thể tin được trong xã hội hiện đại, còn sẽ có La Quân dạng này tồn tại. Vậy ngươi đến muốn gặp Tống Nghiên Nhi làm gì? Lâm Thiến Thiến nói ra, nàng hiện tại qua rất tốt, ta cảm thấy lấy ngươi dạng này bối cảnh nếu như cùng hắn dính dáng đến, đối nàng cũng không có chỗ tốt. La Quân nói ra, ngươi căn bản cũng không hiểu, ta cùng Thành Bân có không ít cừu ra. Ta cũng lo lắng Thành Bân sau khi si ết. Sẽ có người tới tìm Tống Nghiên Nhi phiền phức. Trước kia ta cùng Thành Bân tại thời điểm, không ai dám đến động thủ. Tình huống bây giờ không quá giống nhau. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không đi theo Tống Nghiên Nhi nhận nhau, ta chính là ở một bên bí mật quan sát cùng bảo hộ. Chờ xác định nàng rất tốt về sau, đến lúc đó ta tự nhiên là sẽ rời đi. Lâm Thiến Thiên hít sâu một hơi, nàng nói ra, ta thật không biết ta cho ngươi biết có phải hay không là một cái thiên sai lầm lớn. Bất quá. Ta vẫn tin tưởng ngươi một lần đi. La Quân lập tức vui vẻ ra mặt, nói ra, rất cảm tạ. Lâm Thiến Thiến ngay sau đó liền đem Tống Nghiên Nhi một số tư liệu cho La Quân. La Quân thiên ân vạn tạ, lại khôi phục vô lại tính cách. Lâm Thiến Thiến thấy thế không khỏi kỳ quái rất lợi hại, nói ra, La Quân, ta còn có một vấn đề rất ngạc nhiên. Ngươi nói, La Quân lập tức nói. Lâm Thiến Thiến nói ra, bình thường như ngươi loại này L.I.O.T.A. máu trên lưỡi đau người. Coi như không có cái ám ảnh trong lòng, vậy ít nhất cũng phải là lãnh khốc, không thông nhân tính, sẽ không theo người tiếp xúc. Tựa như trong TV những lãnh huyết đó quái nhân, bình thường nhìn lấy theo băng khối giống như, thời điểm then chốt đại bạo phát. Làm sao ngươi cứ như vậy cà lơ phất phơ? La Quân nhất thời dở khóc dở cười, nói ra, thật xin lỗi, ta không có dựa theo điện ảnh kịch bản đến đi, để ngươi thất vọng. Lâm Thiến Thiến nhịn không được cười lên. Ngươi thì thật không có một điểm tâm lý. La Quân chẳng hề để ý nói ra, không thẹn với lương tâm, tại sao muốn bất an? Hắn nói tự nhiên mà vậy.
Lâm Thiến Thiến lập tức nói, tốt, ngươi có thể đi. Đánh lén cảnh sát sự tình lần này coi như, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, lần sau ngươi không thể lại bốc lửa như vậy tính khí, loạn gây chuyện. Không phải vậy ta còn muốn đi bắt ngươi. La Quân nói ra, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Đêm đó, La Quân cùng Đinh Hàm rời đi sở cảnh sát. Sau khi hai người đi, Lâm Thiến Thiến bên người một tên nam cảnh sát xem xét không khỏi hỏi, Lâm đội, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Lâm Thiến Thiến nói ra, hắn ở trong nước thật là sạch sẽ, chúng ta không có đạo lý bắt hắn. Tuy nhiên hôm nay hắn làm có chút quá phận, nhưng là hắn tính cách quá dữ dằn. Chúng ta vẫn là không nên quá buộc hắn, không phải vậy sẽ đem đơn giản sự tình lấy tới không thể vãn hồi cấp độ. Cái này La Quân, thân thủ quá kinh khủng, chỉ mong hắn sẽ không lại làm ra nghiên cứu sự tình đi. Nam kia cảnh sát nói ra, nếu không chúng ta hướng lên phía trên thông báo. Thông báo cái gì? Lâm Thiến Thiến nói ra, hôm nay chúng ta cũng là bị người lừa gạt xoay quanh, nói ra không đủ mất mặt a. Nam kia cảnh sát cũng coi là nghe ra Lâm Thiến Thiến ý tứ. Ngay sau đó, cũng liền không nói nhiều. Trên thực tế, Lâm Thiến Thiến trong lòng là hướng về La Quân. Không phải là bởi vì La Quân thân thủ khủng bố, kinh lịch rất lợi hại truyền kỳ. Mà là bởi vì La Quân phần này tình huynh đệ, nàng có thể cảm nhận được La Quân đối Tống Thành Bân cái kia cỗ nhiệt huyết tình nghĩa. Cho nên, nam nhân này mới có thể không xa vạn lý trở về. Vì nhìn thấy Tống Nghiên Nhi, hắn nhân vật như vậy liền cái tiểu bảo an đều chịu làm. Lâm Thiến Thiến trong lòng là bội phục dạng này chân nam nhân. Mà giờ này khắc này, La Quân cùng Đinh Hàm chiêu sĩ về Bắc Hồ tiểu khu. Trên đường đi, Đinh Hàm im lặng không nói. Đến tiểu khu về sau, Đinh Hàm hướng La Quân có chút nhăn nhó nói ra, tiểu quân, ta cảm thấy ngươi tính cách không quá thích hợp đến công ty của chúng ta qua. Ngươi quá manh động, ta hôm nay nói cho ngươi đi làm đội trưởng lời nói, ngươi coi như ta chưa nói qua, có thể à. Đây là Đinh Hàm lấy hết dũng khí nói ra. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn quét mắt một vòng Đinh Hàm. Cái này một cái chớp mắt, trong mắt của hắn rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng. Thất vọng không phải đừng, là đối Đinh Hàm thất vọng. Nữ nhân này, chung quy là cái nữ nhân bình thường. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tốt, không có vấn đề. Đinh Hàm nói ra, bái bai. La Quân liền cũng nói, bái bai. Hắn xoay người rời đi. Đinh Hàm đưa mắt nhìn La Quân bóng lưng, không biết là sao, trong nội tâm nàng nhưng lại cảm thấy có chút phiền muộn, tựa như là chính mình làm gì sai sự tình, bỏ lỡ thứ gì. Là mất đi nam nhân này tín nhiệm cùng thưởng thức a. Đinh Hàm hít sâu một hơi, mặc kệ nó, cái này tiểu quân cuối cùng không phải an phận người. Chính mình vẫn là cách hắn càng xa càng tốt. Rạng sáng 2 giờ, La Quân rốt cục nằm ở trên giường. Mặc dù nhưng cái này giường rất lợi hại đơn sơ, túc xá hoàn cảnh cũng rất kém. Nhưng là La Quân lại sẽ không cảm thấy có cái gì không quen. Lúc này, túc xá đèn cũng đóng, bốn phía đều là tối sầm. Tuyệt đối hắc ám. Có thể nghe thấy chỉ có dưới giường nhất ca nhóm ngáy ngủ thanh âm. La Quân ngủ không được. Hắn ngủ không được không phải là bởi vì có người ngáy ngủ, cũng không phải là bởi vì bị Đinh Hàm thương tâm. Hắn là thuộc về cảm xúc chập trùng. Hắn không nghĩ tới Tống Nghiên Nhi cô gái nhỏ này hiện tại lăn lộn cũng thực không tồi, thế mà chính mình mở lên công ty, lên làm tổng giám đốc. Căn cứ Lâm Thiến Thiến tư liệu, Tống Nghiên Nhi là thiết kế thời trang, mà lại, nàng tại thiết kế thời trang phương diện này có rất cao thiên phú. Về sau, nàng và nàng bạn thân Đường Tĩnh Hùn vốn mở một nhà thiết kế thời trang công ty. Tăng thêm nàng dựng vật làm nền, nhà này thiết kế thời trang công ty thế mà tại Hải Tân thành phố đã rất nổi danh. Hiện tại Tống Nghiên Nhi sớm đã là ức vạn phú ông. Thật là nghĩ không ra a. La Quân cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy cái này cũng cần phải là thuận lý thành chương. Khi đó, Thành Bân học đồ, vật, học thương pháp, học chiến thuật cũng là phi thường thông minh. Tuy nhiên so với chính mình kém như vậy một chút, nghĩ như vậy đến, Thành Bân muội muội cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tống Nghiên Nhi công ty gọi là Lệ Nhân Y Thụ Thiết Kế Thời Trang Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. La Quân tâm lý đã tính toán tốt, vừa vặn nơi này công tác cũng không muốn làm. Vậy liền đi xem một chút Tống Nghiên Nhi chỗ nào muốn hay không bảo an. Chính mình đi làm một đoạn thời gian bảo an, nhìn nàng một cái sinh hoạt phải chăng bình tĩnh. Nếu như một năm về sau, xác định nàng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, như vậy chính mình cũng liền có thể rời đi. Đây là đối Thành Bân một cái công đạo.
Nghĩ như thế, La Quân cũng liền nhắm mắt lại an tâm ngủ. Một đêm này trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, La Quân đi trước tìm bất động sản kết toán tiền lương. Bất động sản rất lợi hại khách khí, rất lợi hại hữu hảo kết toán tiền lương, trả lại La Quân phát thêm nửa tháng. Không phải nói cái này Bắc Hồ tiểu khu công nghiệp phá lệ phúc hậu, mà chính là công ty vật nghiệp cũng nghe nói hôm qua La Quân nhiều bức sự tích a. Đều nói con hàng này đem cảnh sát đều đánh, có thể sau 2 giờ liền trở lại, một chút việc đều không có. Đối với như thế cái nóng nảy người, bất động sản nào dám đắc tội a. La Quân cũng không có nhiều hành lý, vác một cái bao liền theo Bắc Hồ tiểu khu chơi phù hộ lạp lạp. Ra Bắc Hồ tiểu khu thời điểm, tiên nắng ban mai vẩy chiếu tại đường đi phía trước bên trên, hai bên cây cối thấp thoáng lấy vụn vụn vặt vặt quang mang, gió sớm quét mà đến, nhưng lại là mỹ hảo một ngày. Dùng một ngày thời gian, La Quân thuê cái tiện nghi thuê giá rẻ phòng. Sau đó lại qua Lệ Nhân Y Thụ nhận lời mời. Lệ Nhân Y Thụ cũng không phải là một nhà cửa hàng, mà chính là chuyên môn phụ trách thiết kế. Cho nên cũng là một tòa đại lâu văn phòng. Độc lập đại lâu văn phòng, hết thảy 4 tầng, rất là khí phái. Lệ Nhân bên này vừa vặn cũng thông báo tuyển dụng bảo an, lấy La Quân cái này tinh khí thần theo thân thể, đương nhiên là rất dễ dàng liền bị chiêu đi vào. La Quân là tại ngày thứ hai chính thức đi làm, hắn phụ trách kiểm tra, các tầng lầu an toàn tai họa ngầm. Thực cái này bảo an, mệt nhất sống cũng là nhìn đại môn. Nhưng nhìn đại môn cũng cần nhận biết người a. La Quân mới đến, người nào cũng không nhận ra, vạn nhất đem khách quý cho cản bên ngoài sao được, một cái nữa vạn nhất đem không liên quan người bỏ vào đến cũng không được a. Mà lại, kiểm tra, an toàn tai họa ngầm việc này tuy nhiên nhìn nhẹ nhõm. Nhưng là tan ca đã khuya giọt, người khác tan ca thì phất tay bái bai, người vẫn phải qua kiểm tra, xong về sau xuống lần nữa ban. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là, ngày đầu tiên đi làm La Quân, ngày đầu tiên ngay tại Lệ Nhân danh tiếng vang xa. Sở dĩ La Quân hội danh tiếng vang xa, là bởi vì hắn làm 3 chuyện. Trước tiên nói chuyện làm thứ nhất, La Quân đang kiểm tra, tầng lầu thời điểm, đi tới thì bất chi bất giác đi vào tổng giám đốc văn phòng. Gia hỏa này là cố ý tới. Lúc này chính là 10 giờ sáng. Hắn còn chưa tới trước phòng làm việc, liền nghe bên trong tiếng cười. Đây cũng không phải tiếng cười nói rất lớn, chủ yếu là La Quân thính lực rất lợi hại biến thái. Hắn đầu tiên nghe thấy một cái tuổi trẻ cô nương như chuông bạc cười, theo rồi nói ra, Nghiên Nhi, người đoán về sau làm gì. Tiếp theo, Tống Nghiên Nhi nói ra, ta nào biết được a, thì ngươi cái này tiểu mẫu báo tính cách. Ngươi còn không đem cái kia kẻ đồi bại cả gọi mẫu thân ngươi. Tống Nghiên Nhi thanh âm rất lợi hại dã rời dễ nghe, nghe xong liền biết cô nương này tính cách siêu tốt, nhân phẩm cũng siêu tốt. Ha ha, cái này là La Quân chính mình như thế phán đoán. Hắn nghe liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái kia cô nương trẻ tuổi cười hắc hắc, giả bộ như rất lợi hại tà ác bộ dáng, nói ra, ta đương nhiên muốn thay kia đáng thương cô nương bênh vực kẻ yếu nha. Đám tỷ tỷ đi lên đầu tiên là một cái đầu gối đỉnh đỉnh hắn bảo bối, sau đó một ly rượu đỏ toàn xối đến trên đầu của hắn. Sau đó, đám tỷ tỷ ta vỗ vỗ tay liền rời đi. Tên kia, ta lúc ấy liền nhớ lại một bài thơ a. Cái gì thơ? Tống Nghiên Nhi hỏi, rất lợi hại hiển nhiên, Tống Nghiên Nhi là rất lợi hại khéo hiểu lòng người phối hợp cô nương này. Cô nương liền nói ra, 10 bước giết một người, ngàn dặm không để lại dấu vết. Sự tình lướt nhẹ qua, thâm tàng công cùng tên. Tống Nghiên Nhi cười khúc khích, nói không chừng không có người cái này, người ta còn có cơ hội hợp lại, bị người bởi như vậy, người ta hoàn toàn vàng. Cô nương trẻ tuổi hì hì cười một tiếng, nói ra, quan tâm nàng đâu, dù sao đám tỷ tỷ là thống khoái. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta nói người vẫn là ít đi quán ba những địa phương kia, người một cái nữ hài tử nhà, vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ. Cô nương trẻ tuổi nói ra, sợ cái gì, nếu là gặp được đẹp trai, cũng không phải là không thể được bên trong chơi sao. Đường Thanh, người chừng nào thì biến như thế hào phóng. Tống Nghiên Nhi tràn ngập kinh ngạc. Đường Thanh hì hì cười một tiếng, nói ra, đùa ngươi chơi đây. Bất quá ta thật đối với nam nữ chuyện này thật tò mò, ta vương tử làm sao lại vẫn chưa xuất hiện đâu. Người ta đã vì ngươi 24 năm. Tống Nghiên Nhi có chút xấu hổ nói, được rồi, ngươi cũng đừng giữa ban ngày phát tao. Nói không chừng ngươi vương tử đã thì ở ngoài cửa chờ ngươi. Đến đi, chúng ta Lệ Nhân nơi này, trừ bảo an là nam, chỗ nào có thể xuất hiện vương tử. Có thể xuất hiện cái nam, ta thì gả. Đường Thanh nói ra.
Khụ khụ, La Quân cảm thấy mình lịch sử sứ mệnh đã tới, hắn vội ho một tiếng đứng ở trước cửa, nói ra, người nói là thật sao? Cái này một cái chớp mắt, Đường Thanh trông thấy La Quân, mặt nàng lập tức liền đổi xanh. Tống Nghiên Nhi phốc phốc cười ra tiếng, nàng liền nước mắt đều bật cười. Thu vào La Quân tầm mắt là hai cái cô gái xinh đẹp. Tống Nghiên Nhi ăn mặc vàng nhạt tiểu tây phục, khí khái hào hùng, già dặn, đồng thời mang một tia dịu dàng. Đường Thanh ăn mặc màu đỏ váy ngắn, thân trên là màu trắng bó sát người áo sơ mi, nàng dáng người rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp, bất quá tựa như là cái Pepper một dạng, tràn ngập kích tình sức sống. Ngươi là ai nha, ngươi từ nơi nào chui ra? Đường Thanh tức hổn hển. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta là Thừa Thất Thải Tường Vân tới, vừa mới đám mây bay đi, đây không phải muốn tiếp ngươi đi mà. Tống Nghiên Nhi cười lên ha hả. Nàng có rất ít lái như vậy lúc mang thai đợi, Đường Thanh, ngươi thì tranh thủ thời gian thừa ngũ sắc tường vân đi thôi. Ngươi là từ đâu đến kỳ hoa a? Đường Thanh cái này tức hổn hển a. La Quân ủy khuất nói ra, vừa mới là ngươi nói chỉ cần là cái nam đi ra, ngươi cũng gả a. Ta là nam a, ngươi nếu không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. La Quân nói muốn chứng minh chính mình là nam, hắn lời này cũng chính là tùy tiện nói một chút, hù dọa một chút Đường Thanh. Đùa giỡn mỹ nữ, tuyệt đối là nam nhân cảm thấy rất thoải mái rất thích một sự kiện. Con hàng này sau đó đưa tay cắm vào trong túi quần. Động tác này rất như là muốn cởi quần. Đường Thanh không khỏi thất sắc, nghiêm nghị nói, ngươi làm gì, ngươi cái thối lưu manh, ngươi là từ đâu đến kỳ hoa. Đường Thanh sụp đổ tuyệt vọng, nàng cảm thấy thế giới này đều điên, thiên lôi cuồn cuộn a. Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện a? La Quân gặp Đường Thanh phản ứng lớn như vậy. Hắn từ trong túi quần móc ra chứng minh nhân dân, nói, cho ngươi xem chứng minh nhân dân a. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì nha? A, ngươi sẽ không phải là cho là ta muốn cởi quần a. Ai nha, nghĩ không ra ngươi tư tưởng tà ác như vậy. Bất quá ta ưa thích. Tống Nghiên Nhi vốn là cái siêu cấp thục nữ tính cách, lúc này ở phía sau đã cười đến nước mắt đều đi ra. Ha ha ha, Tống Nghiên Nhi nói, Đường Thanh, ngươi tư tưởng quá tà ác nha, người ta chỉ là cầm chứng minh nhân dân a. Đường Thanh khuôn mặt tăng đỏ bừng, nàng lúc này tỉnh táo lại, nhìn thấy La Quân mặc là nhà mình đồng phục an ninh. Nàng lập tức nói, ngươi là mới tới bảo an đúng hay không? La Quân cười ha ha, nói ra, đúng, hôm nay vừa báo đến. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Đường Thanh nghiêm nghị hỏi. La Quân cảm thấy cô gái nhỏ này thật đúng là mở không tầm thường trò đùa a, thế là nói ra, ta kiểm thi a tầng lầu an toàn tai họa ngầm. Sắc mặt hắn cũng chính đứng lên, không nói đùa nữa. Tốt, ngươi không cần đi làm, qua tài vụ thất kết một tháng tiền lương, lập tức rời đi. Đường Thanh không chút khách khí nói ra. Ta dựa vào, La Quân ở trong lòng dựa vào một tiếng, thầm nghĩ, này nương môn thật là lớn phương a, lão tử mới đến 2 giờ thì cho một tháng tiền lương. Có thể lão tử không phải đến kiếm tiền nha, mà chính là đến bảo hộ Tống Nghiên Nhi. Này làm sao có thể đi đâu? Hắn linh cơ nhất động. Lập tức xông Tống Nghiên Nhi nói, Tổng Giám Đốc, ngài xinh đẹp như vậy, tâm địa nhất định rất hiền lành. Ta là chuyển nghề quân nhân, nhưng là tiền đều cho nhà, ta không dám nói cho trong nhà ta đã chuyển nghề. Hiện tại ta thật vất vả mới tìm được công việc này, ngài không nên khai trừ ta được không? Ta về sau nhất định sẽ làm việc cho tốt. Hắn cũng là cảm thấy Tống Nghiên Nhi cô nương này tâm địa khẳng định là thiện lương. Quả nhiên, Tống Nghiên Nhi nói ra, là như thế này a. Nàng lập tức nói với Đường Thanh, Đường Thanh, hắn cũng là chỉ đùa một chút, người khác nhỏ mọn như vậy á. Đường Thanh mặt thối đây, bất quá nàng cũng không phải là không biết chuyện người. Ngay sau đó hung hăng nói với La Quân, tốt nhất đừng để ta lại bắt được ngươi đem chui, thối lưu manh. La Quân lập tức liền rời đi. Cái này là La Quân làm chuyện làm thứ nhất, chuyện này về sau còn truyền đi. Cho nên tiểu bảo an đùa giỡn Đường giám đốc sự tình lập tức trở thành công ty một đoạn giai thoại a. La Quân thành nổi danh người. Chuyện thứ hai, là công ty bên trong có cái quan hệ xã hội chủ quản gọi là Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến 28 tuổi, dài rất lợi hại phong tao, ăn mặc màu đen bao mông váy, nữ nhân này dài tựa như là tới đi, ta cần ngươi như thế. Nam nhân nhìn, liền muốn chơi một chút, nhưng lại không muốn phụ trách, tuyệt không muốn cưới về nhà. Đây chính là Triệu Thiến Thiến cho người ấn tượng. Mà lại... Trong công ty còn tin đồn Triệu Thiến Thiến tiếp khách hàng trải qua giường. Cho nên, mọi người sau lưng đều ưa thích nghị luận một chút Triệu Thiến Thiến a.
giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau, tại trong phòng an ninh, mọi người nhàm chán, còn nói dậy Triệu Thiến Thiến nói xấu tới. Mọi người ngươi đầy miệng, ta một câu tốt không vui. Từng chuyện mà nói được không rõ ràng. La Quân mới tới đại gia đình A, cảm thấy muốn theo mọi người rút ngắn quan hệ, đến dung nhập đại gia hỏa A. Thế là cũng liền theo nói, Triệu Thiến Thiến cái mông lớn như vậy vểnh lên, sờ tới sờ lui tay dám khẳng định rất tốt A. Câu nói này vừa nói, trong phòng an ninh lặng ngắt như tờ. La Quân đã cảm thấy kỳ quái A, trời ạ, các ngươi mới vừa nói trên người nhà lời nói đều nói. Lão tử nói rất nhẹ A, các ngươi cái này cái gì biểu lộ A. Kết quả gia hỏa này cảm giác được bầu không khí không đúng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến là muốn đến phòng bảo an lấy cái chuyển phát nhanh A. Đến lúc này nghe nói như thế, nàng cái kia tức giận A, ánh mắt như lạnh đao, hận không thể đánh CS, S La Quân A. La Quân cảm thấy mình thật sự là ngày chó tâm đều có, cái này mẹ nó đều cái gì sự tình A. Đương nhiên, chuyện này Triệu Thiến Thiến cũng không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nhìn một chút La Quân. Sau đó liền đi. Cả đám liền cũng biết, Triệu Thiến Thiến khẳng định là hận lên La Quân A. Chuyện thứ ba thì chơi rất hay. La Quân lần này là thành thật, hắn tại trong phòng an ninh quét dọn vệ sinh đây. Lúc này, công ty phục trang thống chủ bộ tổ trưởng nổi giận đùng đùng tìm đến La Quân. Vị này thống chủ bộ tổ trưởng là được, Ninh Hàm. Ninh Hàm ngay trước một đám bảo an mặt chất vấn La Quân là có ý gì. La Quân vừa nhìn thấy Ninh Hàm thì mộng. Làm sao mẹ nó trùng hợp như vậy A1? Hắn rất lợi hại vô tội nói ra, ta không có ý gì A. Nghĩ không ra ngươi còn theo dõi ta à? Ninh Hàm tức giận nói, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ta không có theo dõi ngươi A. La Quân đều muốn nói đây là trùng hợp, nhưng mẹ nó nói ra cũng không ai tin A. Ninh Hàm lệnh cưỡng chế La Quân lập tức từ chức, từ nơi này biến mất. La Quân chỗ nào có thể đi A, hắn đánh CS, S không đi. Ninh Hàm giận, nói, tốt, ngươi không đi, ta đi. Sau đó, Ninh Hàm thì nổi giận đùng đùng qua tìm Tống Nghiên Nhi từ chức. Tống Nghiên Nhi tự nhiên muốn hỏi rõ tình huống, nàng đem La Quân cũng đi tìm tới. La Quân tâm nói mình thật sự là khổ bức A, cũng là muốn thành thành thật thật làm cái tiểu bảo an, làm sao lại khó như vậy đâu. Hắn hướng Tống Nghiên Nhi chỉ thiên thề, nói mình tuyệt đối không phải là bởi vì Ninh Hàm tới nơi này. Đây tuyệt đối là trùng hợp. Sau đó, La Quân lại xông Ninh Hàm nổi nóng nói, Ninh Hàm, người đầy đủ vong ân phụ nghĩa A. Người đừng quên, nếu không phải ta cứu ngươi, người bây giờ nói không chừng đều không ở trong nhân thế. Ta thật vất vả tìm công tác, người thì phải cho ta quấy nhiễu. Ninh Hàm tức giận nói, bảo an công tác nhiều như vậy, người làm gì nhất định muốn đến nơi đây. La Quân miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn nói ra, lúc đầu thật là, nhưng bây giờ nếu như ta đi, thì chứng minh trong lòng ta có quỷ. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tâm lý không có quỷ, ngươi sợ cái gì? Ta còn có thể quấn lấy ngươi hay sao? Tốt, ta ở chỗ này theo tổng giám đốc thề, nếu là ta dây dưa ngươi, ta lập tức bị khai trừ, tiền lương một điểm không muốn, dạng này ngươi có thể yên tâm đi. Ninh Hàm liền cũng liền không lời nào để nói. Chuyện này, cái này phong ba như vậy quá khứ. Nhưng cái này ba chuyện về sau, La Quân vẫn thật là lệ nhân ngôi sao bảo an. Rất lợi hại kỳ hoa bảo an A. Ban đêm, La Quân mua phần thức ăn nhanh, như thế cũng coi là giải quyết bữa tối. Hắn đối ăn yêu cầu không cao, cũng không sợ cái gì cống ngầm dầu loại hình. Sau đó, hắn đánh thùng nước, trực tiếp ở bên ngoài hướng về phía tắm rửa. Tiếp lấy liền đến trên giường ngồi xếp bằng. Hắn tu luyện là một môn gọi là nhật nguyệt tính tâm quyết công pháp. Hô hấp phù hợp nhật nguyệt, thể nội một cỗ tinh khí long tinh hổ mãnh vận hành. Cỗ này khí tại toàn thân cao thấp hành tẩu, gột rửa lấy hắn cốt tủy cùng huyết dịch. Chân chính cao thủ, luyện tủy như xương, luyện huyết hống tương. Câu nói này ý tứ chính là, cốt tủy luyện theo màu trắng xương một dạng trong suốt, huyết dịch giống như đồng nhão một dạng sền sệt. Nhật nguyệt tính tâm quyết cũng không phải là cái gì huyền huyễn công pháp, mà chính là tẩy tủy pháp môn. Khống chế thể nội một hơi, tại buổi sáng thời điểm, mặt trời mọc, tinh thần phấn chấn. Luyện công người. Tâm ý đi theo phồn vinh mạnh mẽ đứng lên. Giữa trưa thời điểm, thái dương mãnh liệt, luyện công người tâm ý cương mãnh, hưng phấn. Trạng vạng tối thời điểm, tâm ý yên lặng. Ban đêm thời điểm, tâm ý vắng vẻ. Tâm ý cùng nhật nguyệt vận hành tại cùng một cái trên quỹ đạo, như thế liền cũng coi là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa.
Đây là cao minh dưỡng sinh nội công. Người, sống cũng là một hơi. Khí tại người tại, khí diệt người vong. Luyện võ người, luyện thành là một hơi, khí càng cường đại, người càng lợi hại. Hành công một chu thiên về sau, La Quân mở to mắt, lúc này hắn cảm thấy phá lệ sảng khoái tinh thần. Luyện công một chu thiên sau, La Quân trên thân thể thấm ra màu đen mồ hôi tới. Đây là đem một ngày chỗ hô hấp, chỗ ẩm thực tạp chất độc tố toàn bộ bài xuất qua, để thể nội sảng khoái tinh thần. La Quân những loại người này vĩnh viễn sẽ không xảy ra bệnh. Luyện công hoàn tất về sau, La Quân ngã đầu thì ngủ. Hắn đêm nay bên trên lại đáng siết, ết mộng thấy Đinh Hàm. Mộng thấy cùng với Đinh Hàm phiên vân phúc vũ, cái kia khoái hoạt a. Đinh Hàm dáng người cùng thành thục đối với La Quân tới nói, thật sự là quá có sức hấp dẫn a. Đây là tới từ cực phẩm ngự tỷ dụ hoặc. Nửa đêm tỉnh lại, La Quân thở dài, lại được đổi nội khố a. La Quân thực đối Đinh Hàm rất thất vọng, tiểu yêu tinh này, quá không biết tốt xấu. La Quân dù sao là tuyệt sẽ không chủ động qua tìm nàng. Đừng nhìn La Quân cả lơ phất phơ, nhưng hắn lòng tự trọng cũng là rất mạnh. Bất quá khiến La Quân nghĩ không ra là, vừa sáng sớm, La Quân thì thu đến Đinh Hàm điện thoại. La Quân tiếp nhận, hắn dùng một loại chế nhạo giọng nói, Đinh Hàm, lão tử cũng không có chủ động trêu chọc ngươi a. Ngươi liên hệ ta loại tiểu nhân này vật không phải quá tổn hại thân phận của ngươi sao? Từ câu nói này liền có thể nghe ra, La Quân đối Đinh Hàm là có tràn đầy oán khí a. Có thể không oán niệm sao? Đinh Hàm bên kia thanh âm rất gấp, lại có chút nhỏ, mang theo một vẻ cầu khẩn nói, La Quân, ngươi có thể hay không đến ta trong khu cư xá đến một chuyến? Không đến, La Quân cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Cầu ngươi, ngươi đến một chuyến đi, thật xin lỗi, trước đó đều là ta sai. Có thể ngươi lần này không cứu ta, ta thì xong. Đinh Hàm cầu khẩn nói. Nàng cũng là thực sự không có cách nào, bằng không làm sao cũng sẽ không ăn nói khép nép tìm La Quân. Quái cũng trách chính nàng trước đó đem lời nói quá tuyệt. Bất quá La Quân cũng không phải như vậy ý chí sắt đá người, riêng là đối mặt Đinh Hàm. Ngay sau đó, hắn hòa hoãn dưới ngữ khí, hỏi, làm sao? Đinh Hàm nghe được La Quân lời này, liền biết hắn chịu hỗ trợ. Nàng nói gấp, vừa rồi ta chồng trước gọi điện thoại cho ta, hắn thiếu một khoản đánh bạc, muốn tìm ta mượn 10 vạn. Ta không chịu, hắn thì uy hát yêu ta nói, muốn đem ta thế chấp cho vay nặng lãi đi làm tiểu thư. Hắn người này, bị ổi vô sỉ, sự tình gì đều làm ra tới. Ta cùng hắn ly hôn về sau, hắn từ không đã cho một phân tiền nữ nhi của ta sinh hoạt phí. Ta hiện tại lại phải còn phòng vay, lại phải trả xe vay, còn muốn cung cấp nữ nhi bên trên nhà trẻ, căn bản không có dư thừa tiền, huống chi, liền xem như có ta cũng tuyệt không thể cho hắn nha. Ngươi còn có cái nữ nhi, La Quân không khỏi kỳ quái. Cha mẹ ta mang theo đâu, 5 tuổi, Đinh Hàm nói ra. La Quân nói ra, tốt ha, ta lập tức tới ngay, hắn cũng thì không hỏi thêm nữa. Sau đó, La Quân rửa mặt hoàn tất, cấp tốc phòng cho thuê. Hắn dựng sĩ thì tiến về Bắc Hồ tiểu khu. Sau 10 phút, La Quân đi vào Bắc Hồ tiểu khu. Tiểu Chu trông thấy La Quân, vui vẻ không thôi, nói, Quân ca, ngươi là muốn đi làm lại sao? Ngươi không biết đi, Triệu Hổ đã rời đi chúng ta nơi này. La Quân cười ha ha, nói ra, ngựa tốt không ăn đã xong, ca ca đã đến cảng nơi tốt. Lần sau tìm ngươi uống rượu, hiện tại đến có chính sự. Tiểu Chu nói ra, tốt, chúng ta cứ như vậy định. La Quân sau đó cho Đinh Hàm gọi điện thoại, Đinh Hàm tiếp vào La Quân điện thoại, nói, tốt, ta lập tức đến ngay. Đinh Hàm cũng không lâu lắm liền xuống đến, nàng mặc màu đen tiểu tây phục thêm bộ váy, dưới chân dẫm một đôi giày cao gót. Nhìn bộ dáng này, tuyệt đối đồ đồng phục hấp dẫn. Nhìn một chút cũng làm người ta ý nghĩ kỳ quái. La Quân con mắt từ trước ngực nàng ngạo nhân chỗ cũng có chút không rời nổi mắt. Đinh Hàm, La Quân hô một tiếng, hiện tại cũng sẽ không hô cái gì Hàm tỷ. Đinh Hàm gặp La Quân, nàng hơi hơi thở phào. Chúng ta đi trước lấy xe đi, cùng đi công ty. Đinh Hàm nói ra. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta đến sớm xuống xe. Vạn nhất bị tổng giám đốc các nàng xem gặp, lại cho là ta dây dưa ngươi. Thật xin lỗi, Đinh Hàm nói ra, ta hôm qua xác thực quá phận. La Quân vung tay lên, nói ra, tính toán, nhìn ngươi thừa nhận sai lầm thái độ coi như đoan chính, ca ca không so đo với ngươi. Bất quá ngươi ngây thơ như vậy, về sau ngươi gọi ta ca tốt, ta gọi ngươi Hàm muội. Hắn nói càng về sau,
chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Đinh Hàm cũng coi là chịu phục La Quân cái này thao đản tính cách. Hai người rất nhanh liền qua nhà để xe lái xe đi ra. Y Sunny rời đi Bắc Hồ tiểu khu. Chỉ là vừa ra tiểu khu, phía trước một chiếc van khởi động, cấp tốc ngang qua đến, đem Y Sunny đường chặn đến xít sao. Sau đó, trong xe xuống tới ba cái mặc áo black suit đại hán, ngoài ra còn có một tên gầy yếu anh tuấn nam tử này mang theo kính mắt, nhìn nhã nhặn. Hắn chính là Đinh Hàm chồng trước Dương Văn Định. Đinh Hàm thấy một lần cái này tình huống, lập tức sắc mặt trắng bệch đứng lên. La Quân cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn vỗ vỗ Đinh Hàm vai, nói, ngươi sợ cái gì, có ta ở đây đâu. Đến, ngươi gọi ta một tiếng quân ca, ta lập tức thay ngươi bãi bình. Đinh Hàm nhìn La Quân liếc một chút, nàng khẩn trương nói ra, đừng làm rộn. Người nào cùng ngươi náo nha, ngươi không gọi ta thì mở cửa đi. La Quân nói ra, tốt, quân ca, Đinh Hàm lập tức hô. La Quân cười ha ha. Hắn lập tức xuống xe, Đinh Hàm cũng xuống xe theo. Dương Văn Định mang ba đại hán, khí mười phần. Hắn một bộ dương dương đắc ý tư thế, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. La Quân trước nói, các người bọn này tiểu ma cà bông con mắt hoảng sợ có phải hay không, cản ra ra người ta xe, muốn gì ết có phải hay không a? Dương Văn Định đám người này không khỏi ngơ ngẩn, dựa vào, tình huống gì, gia hỏa này còn mẹ nó rất hoành a, đoạt lời kịch a. Dương Văn Định mắt nhìn Đinh Hàm, lại mắt nhìn La Quân. Gia hỏa này sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Hắn lạnh lùng mắt nhìn La Quân, nói, người mẹ nó người nào nha? La Quân cười ha ha, nói ra, người mẹ nó người nào nha, vừa sáng sớm ngăn lại ta đường. Không biết cháu ngoan không cản đường sao? Dương Văn Định không khỏi giận, bất quá gia hỏa này lập tức liền vững vàng. Hắn nói ra, chuyện không liên quan ngươi, ta tới tìm ta lão bà. Mẹ nó, ai là lão bà của ngươi? La Quân nhất thời trợn tròn tròng mắt hỏi. Dương Văn Định nhất chỉ Đinh Hàm, nàng chính là ta lão bà, làm sao? Người mẹ nó cút sang một bên được hay không? Ta dựa vào, La Quân nói ra, người hai không phải ly hôn sao? Hiện tại Đinh Hàm là nữ nhân ta, người lên chặn nữ nhân ta môn, người muốn gì ết có phải hay không a? Dương Văn Định nhất thời cái kia khí a, hắn dứt khoát không để ý tới La Quân, mà là nhằm vào Đinh Hàm nói ra, nhà a, Đinh Hàm, người cái hồ ly lẳng lơ, nhanh như vậy tìm cái nhân tình a. Bất quá người cái này ánh mắt không được tốt lắm a, gia hỏa này nhìn, đoán chừng cũng liền trên giường có thể thỏa mãn người đi. Hắn nói chuyện quả nhiên là hạ lưu vô sỉ. Đinh Hàm lập tức bị tức đến giận sôi lên, tiểu tây phục bên trong kiện hàng đại bạch thỏ kịch liệt chập trùng đứng lên, người trong mồm tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Đinh Hàm cảnh cáo Dương Văn Định. Dương Văn Định cười lạnh liên tục, nói ra, ta nhổ vào, người tại lão tử trước mặt thì trang theo cái thánh nữ giống như. Phía sau không chừng là dạng gì đây, tính toán, lười nhác cùng ngươi rông dài, tranh thủ thời gian lấy tiền ra. Cầm cái đầu mẹ ngươi a, La Quân lập tức nói, vợ ta tiền đều lấy ra dưỡng ta, tại sao phải cho ngươi. Gia hỏa này là đợi cơ hội liền khiến cho kình chiếm Đinh Hàm tiện nghi a. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn cái này thao đản gia hỏa cũng không phải vật gì tốt ha. Dương Văn Định hoàn toàn bị La Quân làm giận, hắn trong mắt bốc hỏa, nói, người hắn a thật là muốn giết a. Hắn sau khi nói xong, quay đầu đối đằng sau trong ba người cầm đầu nói ra, Hổ ca, làm phiền ngươi trước giáo huấn tiểu tạp chủng này. Hổ ca gật gật đầu, sau đó thì xông sau lưng hai tên đại hán nói, qua. Vâng, Hổ tử ca, cái kia hai tên đại hán lập tức liền khí thế hung hung tới. Bên trong một tên cường tráng đại hán trực tiếp duỗi ra đại thủ nhắc tới La Quân cổ áo, muốn đem La Quân một chút ném ra bên ngoài. La Quân phản tay vồ một cái, trực tiếp đem đại hán này cổ tay nắm, tiếp lấy uốn éo. Đại hán kêu thảm một tiếng, đau đến quỳ đi xuống. Một cái khác đại hán thấy thế, không khỏi thất sắc, hắn lập tức giơ lên to bằng cái bát thiết quyền, hung hăng đánh tới hướng La Quân kiểm môn, khuôn mặt. Kình phong vù vù, uy thế dọa người. Đinh Hàm không khỏi thất sắc. La Quân cười ha ha, đột nhiên thi triển ra một chiêu hạt tử chân tới. Chân như hạt tử câu, trực tiếp câu bên trong đại hán kia nhất thời trọng tâm bất ổn, hung hăng ngửa mặt ngã trên mặt đất. Hổ tử thấy thế, hơi hơi thất sắc, sau đó cười lạnh nói, nhà a, xem ra là cái người luyện võ a. La Quân quét hổ tử liếc một chút, nói ra, luyện cái đầu mẹ ngươi a, có đánh hay không? Hổ tử đối mặt La Quân. Bỗng nhiên liền ôm quyền, nói ra, tại hạ trình hổ,
kế thừa trình phái bát cực quyền, liền hướng các hạ lĩnh giáo mấy chiêu. Hắn sau khi nói xong, thân thể liền động. Động như lôi đình, hắn công phu tuyệt đối không là trước kia hai đại hán có thể so sánh. Cùi chõ phía trên, từng cái gân xanh nổ lên, giống như một đầu hắc xà quấn quanh, khủng bố tới cực điểm. Cái gì loạn thất bát tao đồ chơi? La Quân nói thầm một tiếng, gặp hổ tử quyền khuỷu tay như bát cực thương hướng chính mình vị trí hiểm yếu đâm vào, hắn nhìn cũng không nhìn, một bàn tay quất tới. Một tát này quất vô cùng xảo diệu, mà lại nhanh như thiểm điện. Ba một tiếng, hổ tử lập tức bị cái này cố cự lực quất đến nguyên địa đánh một cái xung quanh. Hổ tử đầy trong đầu đều là sao vàng loạn vũ, cơ hồ bị quất mộng. Sau đó, hắn đã tỉnh hồn lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn mắt nhìn La Quân, quay người thì hướng xe tải đi đến. Bởi vì hổ tử biết, trước mắt người trẻ tuổi là cái tuyệt đối cao thủ. Dạng này người, không phải mình đám người này có thể đắc tội. Hổ tử mang hai tên đại hán cấp tốc bên trên xe tải. Dương Văn Định thấy thế cũng có chút e ngại, lập tức liền muốn chạy. Đứng lại, La Quân quát lạnh một tiếng. Hắn lúc này không hề cười đùa tí từng. Dương Văn Định thân thể run lên, theo gặp quỷ giống như nhìn lấy La Quân, nói, người muốn làm gì? La Quân cười lạnh một tiếng, sải bước đi vào Dương Văn Định trước người. Người chớ làm loạn, Dương Văn Định thất sắc. La Quân bắt lấy Dương Văn Định cổ tay, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem hắn tay bẻ gãy, đó là cái nho nhỏ cảnh cáo, lần sau còn dám tới quấy rầy nữ nhân ta, ta đòi mạng ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi cũng có thể qua báo động, nhưng là ngươi nếu dám báo động, ta liền đem tay ngươi chân toàn bộ bẻ gãy, lão tử trước kia cũng là chuyên môn giết người. Hiện tại cũng không quan tâm giết nhiều ngươi một cái. La Quân nói lời này lúc, trong lời nói mang rét lạnh sát ý. Loại này sát ý là trên tay tích lũy mấy chục cái nhân mạng ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, Dương Văn Định dọa đến té cứ té đái, nhanh chóng mà chật vật thoát đi. Đám người này, đến nhanh, qua cũng nhanh. La Quân quay người đối Đinh Hàm cười một tiếng, nói ra, thế nào, Hàm muội, còn hả giận a? Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi ác nhân tự có ác nhân trị. Đinh Hàm xác thực rất hả giận, tuy nhiên bị La Quân trên miệng chiếm không ít tiện nghi, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm kích La Quân. Nàng cũng sẽ không qua đồng tình Dương Văn Định. Đinh Hàm cũng biết, hôm nay nếu không phải có La Quân tại, nàng hạ chàng chỉ sợ là thê thảm. Dương Văn Định lần này tới còn mang hổ tử đám người kia, cái này đã nói lên Dương Văn Định không phải đến đùa giỡn. Cảm ơn, Đinh Hàm đột nhiên cảm giác được chính mình sống cực kỳ bi ai, thế mà lại bày ra Dương Văn Định dạng này chồng trước. Nàng từ nhỏ liền muốn làm công chúa, nhưng cái này hiện thực lại là như thế châm chọc. Một tiếng này cảm ơn nói xong, hốc mắt bỗng nhiên thì đỏ. La Quân thấy một lần Đinh Hàm điệu bộ này, lập tức liền hù ngã. Hắn là cái không sợ trời, không sợ đất người, nhưng liền sợ nữ nhân rơi lệ a. Ách, cái kia Đinh Hàm, có phải hay không ta hôm nay làm quá phận? La Quân nói ra, ai nha, người đừng như vậy a, ta lần sau xuất thủ chú ý một chút phân tắc, thế nào? Đinh Hàm lại là lau nước mắt, nàng không nói thêm lời, quay người lên xe, nói, chúng ta qua công ty đi. La Quân nhất thời có chút không nghĩ ra, hắn cảm thấy lòng của nữ nhân thật sự là khó mà phỏng đoán a. Đinh Hàm lái xe mang La Quân qua công ty, tại nhanh đến công ty thời điểm, La Quân nói ra, sang bên dừng xe, ta đi xuống trước. Không phải vậy khiến người ta trông thấy ta một cái bảo an ngồi ngươi kéo, cùng ngươi một nhanh lên ban, nhiều không tốt. Hắn cái này là cố ý ép buộc Đinh Hàm đây. Con hàng này có đôi khi tâm nhãn cũng rất tiểu, biết rõ Đinh Hàm tâm tình không tốt, vẫn không quên đến ép buộc. Đinh Hàm nhất thời cảm thấy rất lợi hại không có ý tứ. Nàng cảm thấy mình cũng xác thực là có chút quá phận. Nàng khẽ cắn môi, nói ra, không có việc gì. La Quân vui cười ha ha, nói ra, tốt ha, đùa giỡn với ngươi. Ta hiện tại phải đi làm ít chuyện đâu, dừng xe. Đinh Hàm kỳ quái hỏi, ngươi còn có chuyện gì muốn làm? La Quân nhất thời một bộ rất thụ vũ nhục bộ dáng, nói cái gì lời nói, ta làm sao lại không thể có sự tình muốn làm đâu. Đinh Hàm nói, thật. La Quân nói ra, đương nhiên là thật. Đinh Hàm ngay sau đó thì giẫm một chân phanh lại, cho La Quân dừng lại. La Quân sau khi xuống xe, Đinh Hàm lái xe rời đi. Thực La Quân cũng không có đứng đắn gì sự tình, hắn vẫn là không muốn cùng Đinh Hàm đi vào chung. Hắn cũng biết Đinh Hàm ra mặt mỏng, mặc dù mình là không chút nào để ý. Nhưng nếu công ty mặc nàng và cái bảo an thật không minh bạch,
cái kia nàng cũng là thật khó khăn. Huống chi, nàng hôm qua còn tại tổng giám đốc tới trước mặt như vậy một chỗ đây. La Quân cái này tuy nhiên có đôi khi rất gây rối, nhưng cũng không phải là cái người xấu. Lại nói Đinh Hàm bên này, Đinh Hàm qua công ty về sau, lập tức bị Tống Nghiên Nhi hô qua qua. Tống Nghiên Nhi có chút kỳ quái, nàng hỏi Đinh Hàm nói, trước đó Hàm tỷ ngươi không phải nói có cái bảo an đội trưởng đề cử cho ta không? Chẳng lẽ cũng là cái kia La Quân? Các ngươi phát sinh cái gì? Hôm qua hắn tại ta không tiện hỏi nhiều. Nếu như người này phẩm hạnh có vấn đề, vậy chúng ta là tuyệt đối không thể thu nhận. Đinh Hàm giật mình, lập tức nói, hắn phẩm hạnh không có vấn đề. Là ta cùng hắn có chút hít hiểu lầm, bất quá đều đã giải khai. Tống Nghiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng ngay sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. Nàng nói ra, vậy được đi, ta trước nhìn lấy, nếu như hắn xác thực có thể, đến lúc đó ta lại để cho hắn khi bảo an đội trưởng. Đinh Hàm gật gật đầu, nàng nói ra, cái kia Tống Tổng, không có việc gì ta thì đi xuống trước. Tống Nghiên Nhi gật gật đầu. La Quân hôm nay hố cha đến trễ, hắn là sau đó mới cảm giác được. Bởi vì hôm nay vốn là theo Dương Văn Định đám người kia trì hoãn, về sau hắn trả trước xuống xe không chút hoang mang đi chơi đùa nghịch một trận, ăn hài lòng bữa sáng. Chờ đến sau khi hết bận mới phát hiện mình đã đến trễ nửa giờ. Đến trễ nửa giờ đối với một cái vừa đi làm ra hỏa tới nói, cái kia vẫn có chút nghiêm trọng. La Quân nhanh chóng đến phòng bảo an, con hàng này nhìn thấy bảo an đội trưởng cũng tại. Bất quá bảo an đội trưởng lão hạ cũng không phải là Triệu Hổ loại kia nhân vật. Hắn rất hòa thuận, xong La Quân nói ra, người trẻ tuổi cũng là tham ngủ a, lần sau có thể đừng như vậy. La Quân như gặp đại xá, lập tức nói, cảm ơn hạ ca, lần sau nhất định không đến muộn. Liền cũng tại lúc này, đằng sau truyền đến Triệu Thiến Thiến thanh âm. Hạ đội trưởng, người có thể thật là hào phóng a. Đến trễ nửa giờ, người một câu thì mang qua. La Quân quay đầu liền trông thấy mặc màu đen bao mông váy, gợi cảm vô cùng Triệu Thiến Thiến. Bất quá Triệu Thiến Thiến giờ phút này là lãnh ngạo tới cực điểm. La Quân trông thấy Triệu Thiến Thiến, hắn hung hăng nghẹn mắt trước ngực nàng trắng như tuyết rãnh vú. Hắn cũng biết, chính mình hôm qua xem như đem Triệu Thiến Thiến đắc tội. Cho nên này nương môn xem như để mắt tới chính mình. La Quân lập tức xoa xoa tay, ha ha làm vừa cười vừa nói, Triệu chủ quản tốt, ngài hôm nay thật xinh đẹp nha. Làm sao có rảnh đại giá quang lâm đến chúng ta nơi này đến nha. Ngươi chờ bị khai trừ đi, Triệu Thiến Thiến cười lạnh nói. Lão hạ vội nói ra, Triệu chủ quản, ngài nhìn cái này La Quân cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện nha, chúng ta cho hắn một cơ hội. Đến trễ nên trừ tiền thì trừ tiền nha. La Quân cũng phụ họa nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Triệu Thiến Thiến hung hăng trừng mắt lão hạ, nói ra, hạ đội trưởng, ta còn chưa nói ngươi đây. Đối với một người mới đến trễ làm như không thấy, có ngươi làm như vậy lãnh đạo. Ta nhìn ngươi cái đội trưởng này là không muốn làm a. Lão hạ tuy nhiên cũng là tiểu lãnh đạo, nhưng hắn đã chừng 50 tuổi, tìm phần công tác này không dễ dàng. Mà Triệu Thiến Thiến là tổng giám đốc Tống Nghiên Nhi trước mặt hồng nhân. Cho nên hắn lại nơi nào dám đắc tội Triệu Thiến Thiến, chỉ có thể ấy ấy lấy im miệng. Sau cùng bất đắc dĩ mắt nhìn La Quân, biểu thị lực bất tòng tâm. La Quân im lặng nói ra, Triệu chủ quản, ngài nói ngài một PA bộ môn chủ quản. Ngài tìm chúng ta cái này để ý tới chúng ta chấm công, đây không phải không cầm bộ phận nhân sự những người lãnh đạo không xem ra gì nha. Triệu Thiến Thiến lạnh giọng nói ra, người nói là ta chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. La Quân thở dài một câu, nói ra, ai, lời này thế nhưng là chính ngài nói. Triệu Thiến Thiến không khỏi khí đến sắc mặt trắng bệch, đồ chó này tiểu bảo an, quá to gan lớn mật. Lại dám dạng này không nhìn chính mình uy nghiêm. Triệu Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi chờ, ta cái này qua tìm bộ phận nhân sự. Nàng nói xong cũng ra ngoài. Vừa ra phòng nghỉ, đằng sau thì truyền đến La Quân thanh âm. Chờ một chút. Triệu Thiến Thiến trong lòng cười lạnh, nàng dừng bước lại. Nàng thầm nghĩ, hỗn đản, rốt cuộc biết sợ hãi đi, yêu cầu tha a. Hừ, mặc kệ ngươi làm sao cầu xin tha thứ, lão nương đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía La Quân. Nàng rất muốn nhìn đến La Quân chịu thua biểu lộ. Không nghĩ tới La Quân nghiền ngẫm nói ra, Triệu chủ quản, người móc ngực vỡ ra. Triệu Thiến Thiến lập tức vô ý thức cúi đầu. Nàng cái này quần màu đen có một khỏa móc ngực, lúc đầu chụp rất căng. Lúc này nhưng lại không biết vì cái gì vỡ ra, lập tức, nịt rú màu đen, tuyết nị ngán khe rãnh lộ ra.
gió này cảnh mỹ diệu tới cực điểm, để La Quân nhìn lưu luyến quên về. Không thể không nói, Triệu Thiến Thiến này nương môn tuy nhiên rất lợi hại hung, còn có thù tất báo. Nhưng tuyệt đối là cái có tài liệu nữ nhân a, đây đều là nàng thực lực a. Triệu Thiến Thiến không khỏi a một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng chuyển người qua, cấp tốc đem móc ngực cài tốt. Liền cũng tại lúc này, La Quân chậm rãi nói ra, Triệu chủ quản, ngài thật muốn khai trừ ta, vậy ngài về sau thì ti A Tấn không đến ta rồi. Dù sao ta muốn đi bên ngoài tìm bảo an công tác cũng không khó. Nhưng ta như ở chỗ này, ngài cũng coi như là ta lãnh đạo. Triệu Thiến Thiến lập tức một cái lộp bộp, thầm nghĩ, đúng vậy a, cái này bảo an công tác cũng không phải chén vàng. Không được, không thể lái trừ hắn, đến chậm rãi ti A Tấn ra hỏa này. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Thiến Thiến quay đầu hung hăng nói, ta làm thế nào, không cần đến ngươi dậy. Sau khi nói xong thì hướng trên hành lang đi đến. Nàng một chút đi gấp, dưới chân uốn éo, lại trượt đi. Lập tức hét lên một tiếng, liền muốn ngã cái chụp ếch. Đất này mặt thế nhưng là bóng loáng đá cẩm thạch, lần này ném đi có thể là có chút nghiêm trọng. Ngay vào lúc này, Triệu Thiến Thiến chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lóe lên. Tiếp lấy chính mình thì ngã tại trên người một người. Người này khi lại chính là La Quân, giờ phút này, Triệu Thiến Thiến đặt ở La Quân trên thân. Hai người tư thế cực mập mờ. Lúc đầu, La Quân là có thể trực tiếp bắt lấy Triệu Thiến Thiến. Bất quá La Quân rất muốn thể nghiệm Triệu Thiến Thiến hung khí, cho nên không chút do dự nằm xuống. La Quân cảm thụ được Triệu Thiến Thiến cái kia hai đoàn đại bạch thỏ đè ép, chỉ cảm thấy dễ chịu đau nhức nhanh đến cực điểm. Mà lại, chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể đưa nàng mỹ diệu thấy rất rõ ràng. Triệu Thiến Thiến không khỏi mặt đỏ tới mang tai. La Quân lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra, Thiến Thiến tỷ, ta không sao, ta không đau. Con hàng này đã xà tùy côn bên trên bản sắc lại đi ra. Triệu Thiến Thiến tự nhiên cũng không dễ quái La Quân, dù sao người ta là giúp mình. Triệu Thiến Thiến đột nhiên lại cảm giác nơi bụng có cái thô sắp đổ, vật cấn đến hoảng, nàng là người từng trải, nơi nào có thể không hiểu. Lập tức liền hung hăng trừng mắt La Quân, vội vàng xoay người đứng lên. La Quân lập tức cũng đi theo đứng lên, trên người hắn còn có Triệu Thiến Thiến mùi thơm, tư vị này thật là khiến người ta hoài niệm a. Triệu Thiến Thiến vội vàng rời đi, này nương môn thế mà thẹn thùng. La Quân cười ha ha, hắn quay đầu lúc đã nhìn thấy lão hạ một đám người tại cái kia nhìn lén. Lão hạ cười hắc hắc, nói ra, La Quân, người cái thằng nhãi con, vừa rồi cái kia một chút động tác thật nhanh a, chúng ta đều không thấy rõ ràng, người thì ngủ trên mặt đất. Một bảo an tiểu lý làm theo nghiền ngẫm nói ra, Quân ca, Triệu Thiến Thiến vậy đối với viên thịt đè ép cảm giác thế nào? Thật hâm mộ ngươi diễm phúc a. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, phía sau chớ có nghị luận người khác thị phi. Con hàng này là vết xe đổ a, không dám nói lung tung. Mọi người nơi nào không hiểu, lập tức ầm vang cười to. Cuộc phong ba này như vậy lắng lại. La Quân thay đổi đồng phục an ninh, mang côn điện cảnh sát. Theo hoàng quân vào thành giống như khắp nơi loạn lắc. Mỹ danh nói là bốn phía dò xét, kiểm ti an toàn tai họa ngầm. Lệ nhân công ty bên trong, phần lớn bộ phận đều là nữ tính. Mà lại, thiết kế thời trang công ty nha, đối với nhân viên ăn mặc yêu cầu là xinh đẹp. Cho nên La Quân đại bộ phận tinh lực là phát hiện mỹ nữ, hoàn phỉ yến xấu, đẹp không sao tả xiết a. Một đi ngang qua qua, theo nhìn không có kéo qua võ mị nương truyền kỳ giống như ba đào hung dũng. Ở nước ngoài quá nhiều năm gió tanh mưa máu thời gian. Thần kinh một mực là căng cứng. Sau khi trở về, La Quân cảm thấy dạng này bình tĩnh cuộc sống tạm bợ mới là hắn sở ưa thích. Có thể tự do khắp nơi, vô cầu vô thúc. Buổi chiều thời điểm, La Quân chính ở phòng nghỉ bên trong nghỉ trưa. Đột nhiên, lão hạ tiến đến, hắn đối một mọi người nói, mọi người nhanh đến tổng giám đốc văn phòng. La Quân tâm lý một cái lộp bộp. Chẳng lẽ Tống Nghiên Nhi xảy ra chuyện? Hắn không kịp cầm côn điện cảnh sát, cấp tốc ra phòng nghỉ, hướng tổng giám đốc văn phòng chạy đi. Đằng sau lão hạ một đám người căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Tổng giám đốc văn phòng tại lầu 4, giờ phút này, bên ngoài phòng làm việc mặt, Triệu Thiến Thiến ở nơi đó một mặt ngưng trọng. Làm sao, tình huống như thế nào? La Quân xông Triệu Thiến Thiến hỏi. Triệu Thiến Thiến gặp La Quân, nhãn tình sáng lên. Phảng phất nhìn thấy người đáng tin cậy. Triệu Thiến Thiến nhẹ giọng nói, Khánh An tập đoàn Tề Kiều Kiều mang thủ hạ mãnh tướng độc nhãn đến theo Tống Tổng nói chuyện làm ăn,
ta sợ bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên gọi mọi người tới phòng bị điểm. Vạn nhất bên trong có biến, mọi người thì lập tức xông đi vào. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, Tống Tổng một người cùng bọn hắn đàm. Triệu Thiến Thiến nói ra, bên trong còn có thương vụ bộ Đường Thanh bộ trưởng cùng Tống Tổng cùng một chỗ. La Quân suy tư một cái chớp mắt, hắn xông Triệu Thiến Thiến nói ra, ta đi vào bồi tiếp Tống Tổng. Hắn nói xong cũng trực tiếp gõ cửa. Triệu Thiến Thiến không khỏi im lặng, gia hỏa này làm sao như thế lỗ mãng. Bên trong truyền đến Tống Nghiên Nhi thanh âm, nói ra, người nào? La Quân lập tức nói, Tống Tổng, ta là bộ phận bảo an La Quân, Triệu chủ quản phân phó ta tới, nói là ngài nói chuyện làm ăn, bên người đến có cái sai xử người. Triệu Thiến Thiến thấy thế cũng liền bận bịu phụ họa nói, đúng vậy a, Tống Tổng. Trong văn phòng Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh không khỏi vui vẻ, cái này Tề Kiều Kiều cùng Độc Nhãn quá hung hăng càn quấy. Hai nữ nhân khí chàng bị áp bách đến rất yếu, lúc này đến cái nam nhân cũng tốt. Ngay sau đó, Tống Nghiên Nhi nói ra, tốt, vào đi. La Quân ngay sau đó thì đẩy cửa vào, sau đó cũng liền đóng cửa lại. Văn phòng rộng rãi sáng ngời, Tống Nghiên Nhi cùng Tề Kiều Kiều ngồi đối diện nhau. Đường Thanh ngồi tại Tống Nghiên Nhi bên người. Cái kia Độc Nhãn lại là lạnh lùng đứng tại Tề Kiều Kiều sau lưng. Tề Kiều Kiều dài yêu mị cùng cực, trang điểm dày đặc. Nàng lạnh lùng nói ra, Tống Tổng, ta vẫn là câu nói kia. Nhà này lệ nhân công ty, bao quát người trước kia những thiết kế đó phương án cùng bản quyền, toàn bộ đều bán cho ta. Ta ra cho ngươi 8.000 vạn giá cả, 8.000 vạn, cũng đầy đủ ngươi tiêu xài cả một đời. Tống Nghiên Nhi còn chưa lên tiếng, Đường Thanh đã tức giận đến sung mãn kịch liệt chập trùng. Nàng tức giận phẫn nói ra, Tề Tổng, chúng ta lệ nhân công ty hàng năm sinh ra lợi nhuận thì có 1.500 vạn. Tổng giá trị đã tiếp cận 1.5 ức, mà lại, lần này chúng ta đã cùng quốc tế nổi danh công ty Nhã Lông Mày Phục Sức đạt thành hợp tác hiệp nghị. Một khi hiệp nghị bắt đầu, chúng ta thành phố giá trị liền sẽ gấp bội, tương lai muốn lên thành phố cũng không phải là không thể, người lại để cho 8.000 vạn mua xuống, cũng khinh người quá đáng. Cái kia Độc Nhãn là cái nam tử đầu trọc. Trên người hắn có loại bưu hãn sát khí. Cái này Độc Nhãn, không có người biết hắn tên gọi là gì. Nhưng là hắn danh tiếng tại Hải Tân thành phố là nổi tiếng, Độc Nhãn mở Hắc Thủy Bảo An công ty, dưới tay hắn bảo an từng cái dũng mãnh. Mà Độc Nhãn thì là bảo an chi vương. Độc Nhãn nhìn về phía Đường Thanh, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, Đường tiểu thư, chúng ta Tề Tổng cùng Tống Tổng nói chuyện, người vẫn là không muốn xen vào tốt. Người còn trẻ như vậy. Nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta hội cảm thấy rất lợi hại đáng tiếc. Đường Thanh nhất thời sắc mặt trắng bệch, nàng nơi nào nghe không ra Độc Nhãn trong lời nói uy hát yêu ta ý vị. Độc Nhãn vừa nhìn về phía Tống Nghiên Nhi, nói ra, Tống Tổng, chúng ta Hoa Hạ có câu thành ngữ, gọi là thấy tốt thì lấy. Hải Tân thành phố Long Bàn Hổ Cứ, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội. Người một cái nhược nữ tử, vẫn là muốn hiểu được thuận thế mà làm mới tốt. Nếu không sau cùng khó tránh khỏi cả người cả của hai mất. Đương nhiên, Tống Tổng, ta không có uy hát yêu ta ngươi ý tứ, chỉ là hảo ý nhắc nhở. Cái này mẹ nó cũng là trần trụi uy hát yêu ta a. Tống Nghiên Nhi luôn luôn băng lãnh trầm ổn, nhưng nàng chung quy là nữ hài tử. Lúc này không khỏi sợ lên. Nhưng rất nhanh, Tống Nghiên Nhi hít sâu một hơi, nói ra, rất xin lỗi, lệ nhân công ty là ta sở hữu tâm huyết. Không quản các ngươi ra bao nhiêu tiền. Ta cũng sẽ không bán. Ta tin tưởng, Hoa Hạ là một cái pháp chế xã hội, không ai có thể làm loạn. Tề Kiều Kiều cười ha ha một tiếng, nói ra, Tống Tổng, ngươi thật đúng là cái tiểu nữ hài a, đồng thoại mộng không có tỉnh, còn không biết hiện thực này tàn khốc. Các ngươi mời đi, Tống Nghiên Nhi thật sự là chịu đủ, lạnh lùng nói ra. Tề Kiều Kiều nói ra, Tống Nghiên Nhi, ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta không cần nghĩ. Tống Nghiên Nhi cường ngạnh vô cùng nói ra. Tề Kiều Kiều đang muốn nói chuyện, La Quân trước tiên nói, ta nói các ngươi đôi cẩu nam nữ này có phải hay không lỗ tai có mau bệnh a? À? Chúng ta Tống Tổng đã để các ngươi rời đi, làm sao còn đổ thừa không đi? Câu này lời vừa nói ra, hiện trường lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh miệng há thành hình, xoa, cái này tiểu bảo an cũng quá treo đi, lại dám như thế theo Tề Kiều Kiều nói chuyện với Độc Nhãn. Mà Tề Kiều Kiều cùng Độc Nhãn cũng là ngốc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Tề Kiều Kiều cùng Độc Nhãn giận tím mặt. Vô luận là Tề Kiều Kiều cùng Độc Nhãn đều là Hải Tân thành phố nổi tiếng nhân vật,
sao có thể dễ dàng tha thứ một cái tiểu bảo an vũ nhục. Tề Kiều Kiều ánh mắt lộ ra hàn ý, nàng đứng người lên đối mặt La Quân, lại là nói với Độc Nhãn đại ca, xem ra ngươi muốn dạy dạy cái này tiểu tiện chủng làm người như thế nào. Độc Nhãn lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói ra, rất tốt, ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất dám ngay mặt nhục mạ ta người. La Quân sờ mũi một cái, bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, nói ra, nhìn ngươi rất nghiêu a, ta trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Nếu có cái gì đắc tội địa phương, người mẹ nó ngược lại là đánh ta a. Muốn CSS, Độc Nhãn trong mắt toát ra hàn ý, dưới chân nhất động, cái kia cứng rắn bóng loáng gạch men sứ bỗng nhiên rạn nứt ra. Độc Nhãn là Lao Sơn nội gia quán ngoại môn đệ tử. Cái kia Lao Sơn nội gia quán tại Đông Nam Biển một vùng danh khí rất lớn, quán trưởng gọi là Lâm Văn Long. Lâm Văn Long tự sáng tạo Lao Sơn nội gia quán, theo như truyền thuyết, hắn tu vi đã đạt tới công tham tạo hóa cấp độ. Cũng có truyền thuyết, Lâm Văn Long là tu luyện qua Thiểu Lâm công phu. Nhưng Lâm Văn Long Thiểu Lâm công phu đã hỗn hợp chính hắn lý giải, phi thường khủng bố. Mà Độc Nhãn dưới mắt thi triển cũng là Ưng Trảo Thiết Bố Sam. Môn công phu này vô cùng sắc bén. Giờ phút này, Độc Nhãn tức giận, dưới chân dẫm mạnh, mặt đất rạn nứt. Tay hắn thành Ưng Trảo, trên mu bàn tay từng cái gân xanh như con giun bàn căn, khủng bố cùng cực. Độc Nhãn một chân bước ra, thi triển là Lao Sơn nội gia quán Thiên Cương Vũ Bộ. Hai chân bên trong bàn bên ngoài kéo, ma sát ở giữa sinh ra mạnh mẽ lực đạo. Nhất thời, người như lôi đình, trong nháy mắt thì đã đi tới La Quân trước mặt. Tiếp theo, Ưng Trảo thủ tàn nhẫn sắc bén bắt đánh về phía La Quân bụng. Độc Nhãn cái này vừa ra tay chính là lưu giữ giết tâm tư người. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. La Quân cũng là người trong nghề, con mắt khẽ híp một cái, liền biết cái này Độc Nhãn là cao thủ. Chỉ gặp cái này thiểm điện ở giữa, hắn mắt tối sầm lại, đập vào mặt kình phong cay độc vô cùng. Hắn bụng ngứa lợi hại, mắt thấy tránh né đã là không kịp. Đối phương đến quá nhanh quá nhanh. Đúng lúc này, La Quân đột nhiên cũng động. Hắn thi triển là mình bản lĩnh giữ nhà, linh dương móc sừng thân pháp. Cái gọi là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái kia linh dương ở trong núi lao nhanh, tới lui tự nhiên. Độc Nhãn chỉ cảm thấy đã đụng chạm đến La Quân y phục, đột nhiên, La Quân thì nghiêng bên trong vọt tới, dán chính mình móng vuốt kỳ diệu nhảy ra ngoài. Lần này tránh né, kỳ diệu tới đỉnh cao. Tại Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Tề Kiều Kiều trong mắt, La Quân quả thực cũng đã là di hình hoán ảnh đại thần thông. La Quân trong nháy mắt đi vào Độc Nhãn phía bên phải, tiếp lấy một chiêu ôm eo cắt cỏ thi triển đi ra. Lại là đại thủ từ Độc Nhãn dưới xương sườn xuyên qua, trực tiếp đem Độc Nhãn ôm ở bên hông. Đây là hình ý quyền bên trong một chiêu, bắt trước nông dân bá bá dùng lưỡi hái cắt cỏ. Độc Nhãn bị ôm lấy, còn đến không kịp có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực áp bách mà đến. Trong nháy mắt để hắn toàn thân kinh lực hoàn toàn tán đi. Độc Nhãn nhất thời hoảng hốt. La Quân lại là tà tà cười một tiếng, nói ra, móa, người mẹ nó còn thật muốn đánh ta à? Xem ra ta phải thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nói xong cũng đem dưới chân giày đá không chung, một tay tiếp được, sau đó thì dùng giày tấm 333 liên rút Độc Nhãn gần 10 cái. Cái này gần 10 cái thế nhưng là vừa nặng vừa tàn nhẫn, quất đến Độc Nhãn tiếng kêu rên liên hồi. Tề Kiều Kiều, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh không khỏi nhìn mắt trợn tròn. Độc Nhãn là ai? Là Hải Tân thành phố tuyệt đỉnh hung thần ác sát a. Thế mà bị cái tiểu bảo an dùng giày tấm đánh đòn. Cái này quá bất khả tư nghị, truyền đi, Độc Nhãn cũng không mặt mũi lăn lộn. La Quân quất xong sau, mới đưa Độc Nhãn ném ra bên ngoài. Độc Nhãn ngã trên mặt đất, nước mắt nước mũi một nắm lớn, hắn giãy giụa lấy đứng lên, cũng không nói chuyện, trực tiếp chật vật đào tẩu. Tề Kiều Kiều thấy một lần Độc Nhãn đi, cũng là ngẩn ngơ. La Quân nhìn về phía Tề Kiều Kiều, cười hắc hắc, nói, đàn bà thúi, có phải hay không cũng phải ta đến đánh cái mông ngươi mới chịu đi. Tề Kiều Kiều hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lập tức cũng đi theo chạy. Giải quyết xong đây hết thảy, La Quân mới đưa giày mặc. Hắn hướng vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc Tống, Đường hai nữ nói ra, Tống Tổng, Đường Bộ trưởng, ta thì đi ra ngoài trước a. Nói xong xoay người rời đi. Đừng nhìn La Quân giải quyết Độc Nhãn hời hợt. Trên thực tế, lại là La Quân tu vi huyền diệu tinh túy biến thành giải. Độc Nhãn loại cao thủ này, thật là khó có thể đối phó. La Quân ra văn phòng, cái kia bên ngoài phòng làm việc, Triệu Thiến Thiến, lão hạ bọn người tại.
Lão Hạ bọn người theo nhìn yêu quái giống như nhìn La Quân. Một cái bảo an thầm nói, ta dựa vào, La Quân, người có thể a? Người dùng giày tấm quất bảo an chi vương độc nhãn cái mông. La Quân không thích khoa trương, hắn cười ha ha, nói ra, người ta là bảo an chi vương, đó là nói hội huấn luyện. Cũng không phải nói công phu tốt bao nhiêu, ta trước kia đã từng đi lính, đánh ra hỏa này cũng không phải việc khó. Mọi người mới chợt hiểu ra. Triệu Thiến Thiến nhìn La Quân ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, nàng cảm thấy La Quân thật sự là rất đàn ông, đầy đủ có nam nhân vị. Tất cả mọi người tán đi, La Quân phất phất tay nói ra. Lão Hạ mấy người cũng liền nghe lời nói tán đi, trong lúc vô hình, La Quân uy nghiêm đã hình thành. La Quân cũng liền theo rời đi. Tiến vào bảo an phòng nghỉ về sau, Lão Hạ lại là có chút dầu dĩ không vui. La Quân trực tiếp nện Lão Hạ bả vai, nói ra, ngoá, Lão Hạ, người đang suy nghĩ chơi đâu? Có phải hay không lo lắng ta đoạt người bảo an đội trưởng vị trí A? Người yên tâm đi, hôm nay ta đến chế người giúp ta như vậy, ta chính là từ chức không làm, cũng không thể cùng ngươi đoạt bát cơm A. Lão Hạ thật đúng là lo lắng cái này, nghe vậy không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, số tiểu tử. Còn lại bảo an cũng đối La Quân đại sinh hảo cảm, mọi người lại là cùng một chỗ cười cười nói nói. Nửa giờ sau, thương vụ bộ bộ trưởng Đường Thanh tự mình đến bảo an phòng nghỉ. La Quân đang cùng không có trực ban các nhân viên an ninh vô nghĩa khoác lác, nói ra, trước kia tại XXXX trong rừng, những chùm ma túy đó trốn vào qua, khó tìm vô cùng. Mà lại a, chùm ma túy nhóm trang bị so bọn lão tử quân chính quy còn treo. Nương, có một lần, lão tử kém chút thì treo ở bên trong. May mắn. Mọi người nghe tập trung tinh thần. Đường Thanh tằng hắng một cái. La Quân cả đám lập tức quay đầu. Đường Thanh ăn mặc lam sắc tiên nữ váy, trắng như tuyết trên cổ mang một sợi dây chuyền kim cương. Lộ ra phá lệ có khí chất. Đường Thanh luôn luôn tại đông đảo bảo an trước mặt là biểu hiện được rất lợi hại nghiêm túc, rất có lãnh đạo uy nghiêm. Cho nên mọi người tại Đường Thanh trước mặt cũng không dám làm càn. Nào biết, La Quân con hàng này gặp Đường Thanh, lập tức liền cười đùa tí từng nói, Đường Bộ trưởng, ngài hôm nay mặc thật xinh đẹp a. Ngài đến lúc này, chúng ta cái này phòng nghỉ lập tức bồng tất sinh huy a. Đường Thanh vốn còn muốn sụ mặt chứng, nhưng nghe La Quân sứt sẹo lấy lòng lời nói, vẫn cảm thấy buồn cười. Nàng vốn là đối La Quân hận muốn CSS, dù sao hôm qua La Quân ra hỏa này quá đáng giận. Nhưng hôm nay La Quân biểu hiện đã để nàng có chỗ đổi mới, nàng hít sâu một hơi, đình chỉ ý cười, sau đó chứng chạc đàng hoàng nói ra, người đi theo ta đi, Tống Tổng muốn gặp ngươi. La Quân nói ra, há, tốt tốt tốt, ta lập tức tới. Nói xong cũng hấp tấp theo ở phía sau. Ai nha, Đường Bộ trưởng, người đầu này vòng tay rất có phẩm chất a, ta xem một chút. La Quân vừa đi, một bên bắt lấy Đường Thanh ngọc thủ, giả vờ giả vịt bắt đầu đánh giá. Đường Thanh cũng liền đứng lại, để La Quân hảo hảo dò xét. La Quân khoảng chừng tìm tòi, chiếm hết tiện nghi, trong lòng đó là một cái mừng thầm a. Nhìn ra là cái gì phẩm chất sao? Đường Thanh nhàn nhạt hỏi. La Quân lưu luyến không rời buông xuống Đường Thanh tay, nói ra, đầu này vòng tay hẳn là hòa điền ngọc thạch, ân, giá cả không ít a. Thanh Thanh a, giống như người mỹ nữ, chỉ có dạng này vòng tay mới có thể làm nổi bật lên ngươi khí chất cao quý. Con hàng này đã xà tùy côn bên trên công phu nhất lưu, bất chi bất giác đã đến gần quan hệ, hô dậy Thanh Thanh tới. Đây là ta tại trên sạp hàng mua, 10 đồng tiền một đầu. Đường Thanh từ tốn nói xong cũng phía trước đi trước. La Quân nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, gọi là một cái quẫn a. La Quân là cái vô liêm sỉ người, rất nhanh lại hấp tấp đuổi theo Đường Thanh. Đường Thanh tâm lý thực sự cười. Đối với La Quân, nàng cảm giác rất lợi hại dị dạng. La Quân vừa đến Đường Thanh trước mặt, Đường Thanh liền thu liễm ý cười, chững chạc đàng hoàng. Thanh Thanh a, ta có một vấn đề rất ngạc nhiên. La Quân còn nói thêm. Đường Thanh thản nhiên nói, tò mò cái gì? La Quân nói ra, ngươi là áo lót sao? Đường Thanh ngơ ngẩn, sau đó cả giận nói, ngươi cái gì mắt chó, lão nương là áo lót. La Quân không nhanh không chậm, nói ra, há, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong nhét cái đệm cái gì, xem ra là hàng thật giá thật a. Đường Thanh khuôn mặt đỏ bừng, cái này mẹ nó thảo luận là cái gì theo cái gì a. Dứt khoát, Đường Thanh liền không lại để ý tới La Quân tên lưu manh này. Hai người rất nhanh liền đi vào tổng giám đốc trong văn phòng. Tống Nghiên Nhi chính tại trước bàn làm việc lật xem tiêu thụ bảng báo cáo,
bất quá nàng có vẻ hơi không quan tâm. Đường Thanh đóng cửa lại, nói với Tống Nghiên Nhi, Tống Tổng, La Quân tới. Tống Nghiên Nhi liền khép lại tiêu thụ bảng báo cáo, nàng đứng dậy đi vào trước sofa ngồi xuống. Đường Thanh ngồi tại bên người nàng. Tiểu La, người không muốn câu nệ. Tống Nghiên Nhi lời còn chưa nói hết, La Quân đã bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, chân bắt chéo trực tiếp nhếch lên. Câu nệ, con hàng này cũng không phải là hội câu nệ người. Tống Nghiên Nhi xem như im lặng. Gia hỏa này làm sao như thế như quen thuộc a? Ngược lại là La Quân, La Quân bị Tống Nghiên Nhi kiểu nói này ngược lại có chút xấu hổ, lập tức để hai chân xuống. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, ta thật không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái cao nhân. Ngẫm lại hôm qua ta còn kém chút đưa ngươi sa thải. La Quân cười ha ha, nói ra, giống nhau, thế giới thứ ba. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nao nao, lần nữa cảm thấy im lặng, gia hỏa này cũng quá không khiêm tốn. Tống Nghiên Nhi còn nói thêm, ngươi dạng này thân thủ, vì sao lại đến hạ mình đến chúng ta nơi này tới làm cái tiểu bảo an? La Quân bật thốt lên nói ra, bởi vì nơi này mỹ nữ nhiều a. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh suýt chút nữa thì thổ huyết, người anh em này, người cũng quá thành thật đi. Tống Nghiên Nhi có chút khó tin nói ra, cũng bởi vì cái này. La Quân không hiểu nói, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tống Nghiên Nhi bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, tốt a. Vậy người trước kia là làm cái gì? Tống Nghiên Nhi là có ý muốn cho La Quân thăng chức, nhưng cũng sợ La Quân là thương nghiệp gián điệp, cho nên muốn hỏi cái rõ ràng. La Quân nói ra, há, ta trước kia là tham gia quân ngũ. Về sau xuất ngũ. Tống Nghiên Nhi nói ra, tại cái bộ đội kia. La Quân mặc dù là tại nói bậy, nhưng lại nơi nào sẽ bị Tống Nghiên Nhi con bé này cho hù dọa. Một có thứ tự nói ra, Trầm Dương quân khu, dã chiến doanh, doanh trưởng là Lan Kiếm Phong. Tống Nghiên Nhi nói ra, cái kia theo lý thuyết, người hẳn là sẽ có rất lợi hại phong phú xuất ngũ phí dụng mới đúng chứ. Dù sao ngươi là hiếm có nhân tài. La Quân nói ra, xuất ngũ 12 vạn CS, SD cho ta chiến hữu gia thuộc người nhà. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nghe vậy không khỏi đối La Quân lau mắt mà nhìn, cảm thấy gia hỏa này thật đúng là đầy nghĩa khí, là cái chân hán tử. La Quân sở dĩ nói như vậy, cũng là muốn lấy được Tống Nghiên Nhi tín nhiệm. Như thế mới tốt thiếp thân bảo hộ mà. Tống Nghiên Nhi trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, như vậy đi, La Quân, ta để ngươi làm bảo an đội trưởng. La Quân vội vàng cự tuyệt, nói ra, khó mà làm được. Lão hạ là ta lão đại ca, nếu như ngài muốn ta làm bảo an đội trưởng, vậy ta vẫn từ chức không làm. Tống Nghiên Nhi không khỏi hỏi, lão hạ là ai? La Quân ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, lão hạ là hiện tại bảo an đội trưởng A. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, Tống Nghiên Nhi cũng không thể để La Quân từ chức, nàng nói ra, cái kia nếu không, về sau ngươi làm ta cùng Thanh Thanh tài xế kiêm bảo tiêu. La Quân trong lòng mừng rỡ, muốn cũng là cái này một gốc giả. Hắn lập tức lại tham tiền hỏi, vấn đề là không có vấn đề, nhưng này đến tăng lương A. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh che miệng mà cười. Tống Nghiên Nhi nói ra, cho ngươi một tháng mở 1 vạn tiền lương, được không? La Quân liền vội vàng gật đầu, nói ra, được, được, quá được. Tốt, ngươi xuống dưới mau lên, ban đêm lái xe đưa chúng ta trở về. Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân đạt tới chính mình mục đích, tự nhiên hoan hỉ. Liền cũng thì không nói thêm lời, ra văn phòng. 5 giờ chiều, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh ra lệ nhân công ty cao ốc. La Quân cũng bị kêu đến. Tống Nghiên Nhi đem một chuỗi chìa khóa xe giao cho La Quân trên tay, nói ra, người có giấy lái xe à? La Quân nói ra, có. Tống Nghiên Nhi ngồi xe là một chiếc BMW thất hệ, khoảng 100 vạn bộ dáng. La Quân trước cho Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cái giám điên mở cửa xe, đem hai vị đại tiểu thư nghênh tiến trong xe sau. Hắn mới ngồi vào vị trí lái. La Quân kỹ thuật lái xe 10 phần thành thạo, chuyển xe, chuyển biến một mạch mà thành, theo chơi trôi đi giống như. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy gia hỏa này thật đúng là nhân tài. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh là ở cùng một chỗ, ở là Liễu Diệp khu biệt thự. La Quân đem hai nữ đưa đến về sau. Tống Nghiên Nhi nói ra, xe thì cho ngươi mở, buổi sáng ngày mai 7 giờ rưỡi đến đúng giờ chúng ta nơi này tới đón chúng ta. La Quân nói một tiếng được rồi, sau đó đảo quanh tay lái rời đi. Liễu Diệp khu biệt thự bảo an công trình rất không tệ. Tăng thêm nơi này đều có giám sát công trình, La Quân đối Tống Nghiên Nhi an toàn vẫn là yên tâm. Rời đi Liễu Diệp biệt thự về sau,
La Quân thì lái xe về nhà. Hắn đối xe cũng không có cái gì hiếm có cảm giác, cũng sẽ không có tâm tình cầm xe qua khắp nơi lái chơi. Trước kia hắn cái gì tốt xe không có chơi qua nha. Bất quá tại trở về trên đường, La Quân thu đến Đinh Hàm điện thoại. Đinh Hàm ước La Quân qua trong nhà ăn cơm, muốn trịnh trọng bày tỏ cảm tạ. La Quân nghe xong muốn tới Đinh Hàm trong nhà cứ vui vẻ, cảm thấy có cơ hội lớn a. Thế là hắn rất lợi hại sảng khoái đáp ứng. Nửa giờ sau, Thiên Cương Hắc, La Quân đi vào Bắc Hồ tiểu khu. Đi vào đã nhìn thấy Tiểu Chu cùng hắn bảo an. Ta dựa vào, quân ca người nhiều bức a, cái này mất một lúc thì lái lên bảo mã BMW. Còn mẹ nó là thất hệ, Tiểu Chu một đám bảo an cực kỳ hâm mộ vô cùng. Châu cái cọng lông a, xe này là công ty của chúng ta lão bản, ta chính là cái lái xe tài xế. La Quân cũng không ưa thích thổi loại này châu. Hắn trên xe quay cửa kính xe xuống, cười ha hả nói ra. Vậy ngươi cũng nhiều bức a, có thể đem lão bản xe mở ra. Tiểu Chu một đám bảo an kiên trì bội phục. Không cùng các ngươi vô nghĩa, cho ca ca để được, đêm nay ước hẹn. La Quân nói ra. Ha ha, Quân ca, chúc ngươi đêm nay ôm mỹ nhân về. Tiểu Chu nói ra. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. La Quân vô sỉ nói ra. Đêm sau khi xe dừng lại, La Quân liền thẳng đến Đinh Hàm 29 lâu. Mà hắn đến về sau, Đinh Hàm mở cửa. Đinh Hàm mở cửa lúc, hệ tạp dề, sợi tóc hơi hơi lộn xộn, thật đúng là cái nói không nên lời đẹp nữ đầu bếp đây. La Quân nhìn tâm lý ngứa, muốn là mình có như thế cái lão bà a, vậy làm sao bỏ được ly hôn a? Đinh Hàm thấy một lần La Quân cái này vô lại ánh mắt, nhất thời thì đỏ mặt, mà lại tim đập rộn lên. Nàng cảm thấy mình đem La Quân hô vào nhà ăn cơm cũng là cái sai lầm a. Nhưng đã đến nước này, nàng cũng coi là mở cung không quay đầu lại tiễn. Mau vào đi, Đinh Hàm nói ra. La Quân cười ha ha, nói, Hàm muội, hôm nay ngươi tự mình xuống bếp a. Không biết làm rất khó ăn đi. Đinh Hàm im lặng, nàng nói ra, ta hạ độc si ết, ết ngươi. Ngươi là muốn mưu sát thân phu a? La Quân oa oa kêu to. Đinh Hàm hung hăng chừng liếc một chút La Quân. Nàng xem như đối La Quân cái này kỳ hoa tính cách im lặng, vốn còn muốn thành tâm thành ý cảm ơn hắn. Lúc này, nàng hoàn toàn không có cái này tâm tình. Chính ngươi tại trong tủ lạnh tìm uống đi, ta đi làm cơm. Đinh Hàm quay người nói ra. La Quân đổi dép lê vào cửa, hắn rất nhiệt tình nói ra, ta giúp ngươi đi. Không cần, ngươi an vị trong phòng khách, đây chính là đối ta làm lớn hỗ trợ. La Quân cũng chỉ là khách sáo, nghe vậy cũng liền cười ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh. Ước chừng sau 20 phút, Đinh Hàm liền đem đồ ăn toàn bộ làm tốt. Rất lợi hại phong phú một bàn đồ ăn, còn có rượu bia ướp lạnh. Ngươi là uống bia vẫn là rượu trắng a? Đinh Hàm ngồi xuống về sau hỏi La Quân. La Quân nói ra, rượu bia là được a. Bất quá ngươi đến theo giúp ta cùng uống. Một người uống rượu không có ý nghĩa. Đinh Hàm cổ quái nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi không phải là muốn thừa dịp ta uống say, đối ta làm loạn a? Ta dựa vào, ta là cái loại người này sao? La Quân phảng phất thụ vô cùng nhục nhã. Trên thực tế con hàng này là bị vạch trần tâm tư a. Đinh Hàm nói ra, tính toán, tin rằng ngươi cũng không dám. Bất quá ta thì uống một bình. Được, La Quân gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Sau đó, hai người thì uống. Tửu là cái thứ tốt. Đinh Hàm tâm tình cũng không tốt, nàng có chính nàng khổ sở. Riêng là hôm nay bị chồng trước như vậy thương tổn về sau. Nàng càng là cảm thấy mình thất bại. Cho nên một chai bia vào trong bụng về sau, khuôn mặt nàng cũng là một mảnh đỏ hồng. La Quân thật đúng là không có ý tứ rót Đinh Hàm, liền nói, Đinh Hàm, ngươi nếu là không có thể uống cũng đừng uống. Ai nói ta không thể uống, ta còn muốn uống. Đinh Hàm nói ra. Ngoá, ngươi cái này cái gì bạo tính khí a? Mới vừa rồi còn không uống, lúc này khuyên đều không khuyên nổi. Lúc này không sợ ta say rượu làm loạn ngươi. La Quân nói ra. Ngươi biết cái gì, ngươi căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Đinh Hàm uống một hớp một ly đá bia. Sau đó, nàng chỉ La Quân cái mũi nói ra, ta, Đinh Hàm, đừng nhìn ta suốt ngày vẫn rất ngăn nắp. Thực ta chính là một, ngu bê. La Quân cũng coi là nhìn ra, Đinh Hàm đây là muốn mượn rượu nổi điên. Trong nội tâm nàng có quá nhiều khổ sở. Bất quá La Quân phiền muộn là, em gái ngươi làm gì muốn chỉ vào người của ta cái mũi mắng chính ngươi ngu bê đâu. Làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Đinh Hàm lại muốn uống,
La Quân bắt lấy Đinh Hàm tay, nói ra, được rồi, đừng uống. Đinh Hàm đẩy ra La Quân tay, một hơi đem rượu uống. Nàng đã men say hun hun, thế là còn nói thêm, ta từ nhỏ đã dài xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt, ở trường học, từ nhà trẻ đến đại học, ta đều là hoa khôi, công chúa. Ta vẫn cảm thấy ta chính là công chúa A, cha mẹ ta cũng đều sủng ái ta. Nhưng khi sơ, ta cứ như vậy bướng bỉnh, ta thì không phải muốn gả cho hắn, cha mẹ ta siết sống không đồng ý, nhưng ta không ngừng, nhất định phải gả, nhất định phải náo tử nước vào. Hiện tại rơi vào tình cảnh như thế này, đây là ta báo ứng A. Đinh Hàm đêm nay hoàn toàn uống say, nàng có quá nhiều khổ sở. La Quân vốn đang thật có chút ý đồ xấu, muốn qua chén Đinh Hàm, sau đó cùng Đinh Hàm phát sinh một số mỹ diệu sự tình. Trước kia hắn tại trong quán bar không ít cùng nữ sinh dạng này phát sinh quan hệ. Nhưng là giờ khắc này, khi Đinh Hàm tránh thức uống say, La Quân lại có chút không xuống tay được, bởi vì Đinh Hàm không phải trong quán bar những nữ nhân kia, trong lòng của hắn đối nàng còn có tôn trọng cùng thương tiếc. Bất quá mặc kệ như thế nào, La Quân vẫn là muốn an trí Đinh Hàm qua phòng ngủ. Hắn đem say khướt Đinh Hàm ôm đến nàng trong phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, La Quân đã nhìn thấy trên giường quy upsilon up y lót cùng màu đen áo ngực. La Quân nhìn tâm lý cái kia hỏa nhiệt A. Đem Đinh Hàm phóng tới trên giường về sau, Đinh Hàm lập tức không có hình tượng chút nào ngã chỏng vó lên trời nằm. Thân thể mỹ diệu chỗ như ẩn như hiện. La Quân nhìn nuốt ngụm nước bọt. Nương, lão tử đến là làm cầm thú, vẫn là cầm thú không đâu. Đinh Hàm mặc là màu đen bộ váy, vớ màu da. Màu đen tiểu tây ăn vào, eo ếch nàng thô sáp có thể nắm. Trên thực tế, La Quân là biết Đinh Hàm trên lưng có như vậy một chút tiểu nhục nhục, rất đầy đặn, là La Quân thích nhất cái kia chủng loại hình. La Quân nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, tâm hắn dục dịch, hắn đã kìm nén không được khô nóng đứng lên. La Quân như thế trầm ổn người giờ khắc này cũng nhìn không được khẽ run lên. Nhưng lại tại La Quân dự định tiến một bước thời điểm, chợt phát hiện Đinh Hàm khóe mắt có trong suốt nước mắt. La Quân không khỏi ngây người. Nhất thời, giống như một chậu nước đá hất xuống đầu. Đinh Hàm nỉ non nói, cha, mẹ, thật xin lỗi, là ta bất hiếu. Là ta không nghe các ngươi lời nói, ta đáng chết, đều là ta đáng chết. La Quân liền cũng minh bạch Đinh Hàm tâm lý đến cỡ nào khổ. Nàng tại quật cường trông coi chính mình kiêu ngạo, nhưng nội tâm nhưng cũng có yếu ớt một mặt. La Quân hơi hơi thở dài, hắn xoay người đi mở nước. Sau đó lại tìm đến chậu rửa mặt cùng Đinh Hàm khăn mặt. Chờ nước nóng điều tốt nhiệt độ về sau, La Quân cẩn thận cho Đinh Hàm rửa mặt, sau đó lại cho Đinh Hàm tẩy chân. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân lại tìm đến chăn đơn mỏng cho Đinh Hàm đắp lên, đồng thời đem điều hòa không khí mở ra điều tốt. Sau đó, La Quân rời đi Đinh Hàm phòng ngủ, cũng đóng cửa lại. Ra Đinh Hàm nhà về sau, La Quân nhìn không được thở dài, nương, La Quân à La Quân, ngươi luôn luôn đều là cầm thú. Hôm nay giả trang cái gì đại bạch thỏ à? Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ còn có thể có lần sau. Nghĩ thì nghĩ như vậy, La Quân vẫn là trực tiếp rời đi, quân tử háo sắc, cũng phải thủ chi hữu đạo mà. Đợi La Quân sau khi đi, trên giường Đinh Hàm mở to mắt. Nàng trước đó thật là uống nhiều, nhưng uống nhiều cũng không phải là không thanh tỉnh. Nàng chẳng qua là không hề kiềm chế chính mình tình cảm. La Quân cho nàng rửa mặt rửa chân, làm ra hết thảy thời điểm, trong nội tâm nàng là biết. Đinh Hàm tâm bên trong chảy xuôi qua cuồn cuộn dòng nước ấm, nàng đối La Quân rốt cục có tránh thức tín nhiệm. Lúc đầu, đêm nay như là La Quân mạnh đến, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Coi như là một lần phóng túng, có thể La Quân về sau cử động để cho nàng đối La Quân lần nữa có không đồng dạng cảm giác. La Quân trở lại thuê phòng về sau, một cỗ hỏa khí không có cách nào phát tiết. Ban đêm lại một lần làm mộng xuân, mộng thấy Đinh Hàm. Buổi sáng tỉnh lại là xấu hổ. Con hàng này cực kỳ hối hận, cái này là bỏ lỡ cơ hội thật tốt ha. Nhưng là, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn a. La Quân đi tắm, đổi đầu đồ lót. Như thế về sau, hắn lại lái xe đi ăn điểm tâm. Chờ bữa sáng sau khi ăn xong, vừa rồi lái xe đi đi làm. Bất quá đúng lúc này, hắn điện thoại vang, lại là Đường Thanh đánh tới. Kết nối về sau, bên kia lập tức truyền đến Đường Thanh đè nén hỏa khí thanh âm, mấy giờ rồi? Người đâu? La Quân liếc mắt hướng dẫn nghi thượng thời gian, cũng đã là 8:30. Hắn lập tức nhớ tới Tống Nghiên Nhi là muốn chính mình 7:30 đi đón. Ta lập tức tới ngay.
La Quân nói xong cũng tắt điện thoại. Đường Thanh bên kia nhất thời tức CS đi được, gia hỏa này, quá mẹ nó chảnh. La Quân đến Liễu Diệp biệt thự lúc sau đã là 9 giờ sáng. Hắn tại khu biệt thự bên ngoài đã nhìn thấy Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh hai đại mỹ nữ lạnh lẽo một khuôn mặt tươi cười. La Quân vội vàng xuống xe, hấp tấp mở cửa xe, cười ha hả nói ra, hai vị lãnh đạo mau lên xe. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh lên xe. La Quân liền cũng tới xe, nổ máy xe. Trong xe này có mùi thơm của nữ nhân vị. Đường Thanh hồ nghi nói ra, người buổi tối hôm qua đi làm cái gì? La Quân tâm lý hơi hồi hộp một chút, chính mình hôm qua là cùng Đinh Hàm tiếp xúc một chút. Chẳng lẽ mình đem mùi thơm đưa đến trên xe? Hắn lập tức cười ha ha, vừa lái xe vừa nói, Thanh Thanh, lỗ mũi của ngươi thật thính a, theo tiểu cẩu giống như. Đường Thanh nhất thời cái mũi đều muốn tức điên, tức giận nói ra, lỗ mũi của ngươi mới theo chó giống như, cả nhà ngươi cái mũi đều theo chó giống như. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, ta là chó nhỏ, ta là chó nhỏ. Ngươi đừng tưởng rằng nói chêm chọc cười liền có thể lừa dối quá quan. Ngươi tốt nhất giải thích, mùi thơm này là thế nào đến. Cái này là xe bus ngươi biết không, Đường Thanh cũng không phải tính toán chi ly người, chủ yếu là buổi sáng chờ La Quân cái này hỗn đản 2 giờ, cho nên hỏa có chút lớn. Ngay vào lúc này, Tống Nghiên Nhi mở miệng, Tống Nghiên Nhi nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, La Quân, ngươi là một người nam nhân. Ta không yêu cầu ngươi đừng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể có tối thiểu thời gian quan niệm. La Quân lập tức nói, tốt, Tống Tổng, ta tận lực a. Ngươi hẳn là cười nhiều một chút a, lão dạng này sụ mặt dễ dàng lão nhanh. Tống Nghiên Nhi phiết đầu nhìn ra phía ngoài, không còn để ý không hỏi La Quân. La Quân lấy cái trán, trầm mặc xuống dưới. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhìn nhau, cảm thấy có chút thương tổn La Quân tự tôn. Tống Nghiên Nhi đang định mở miệng trấn an La Quân. Ai biết lúc này, La Quân đột nhiên hừ lên tiểu khúc tới. Cái gì sờ sờ chân ngươi a, rất nhiều nước a chi loại. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhất thời ngây người, ta dựa vào, gia hỏa này là ở đó tới một cái kỳ hoa cực phẩm a. Mà lại, La Quân cũng hừ quá rõ ràng, hai tiểu cô nương nghe được mặt đỏ tới mang tai. La Quân nhìn hai nữ sắc mặt không tốt lắm, lập tức liền nói ra, hai vị lãnh đạo, các ngươi không thích nghe cái này a. Nếu không ta đổi lại cái từ khúc. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh đồng thời quát lớn, im miệng. La Quân tâm lý buồn cười, không có việc gì đùa đùa hai tiểu cô nương, vẫn là rất có ý tứ. Giờ phút này, tại Hải Tân thành phố Trung ương cao ốc. Tầng 18 lâu một gian hào hoa trong văn phòng. Tề Kiều Kiều rúc vào Độc Nhãn trong ngực, Độc Nhãn tay sờ soạng lấy Tề Kiều Kiều trắng như tuyết bắp đùi. Chỉ chốc lát liền để Tề Kiều Kiều này nương môn thở gấp liên tục. Tề Kiều Kiều đến là người thế nào? Nàng bên ngoài là Khánh An tập đoàn tổng giám đốc, trên thực tế là Khánh An tập đoàn chủ tịch Tống Khánh An tình nhân. Khánh An tập đoàn tại Tân Hải thành phố rất nổi danh, ngôi sao xí nghiệp. Dưới cờ mọi ngành mọi nghề đều có đọc lướt qua, mà làm ngoại nhân không biết là, Tống Khánh An cùng Tân Hải thành phố lòng đất Hoàng đế Long Vương gia có quan hệ thân mật. Đây cũng là rất nhiều cái xí nghiệp không dám cùng Tống Khánh An đối nghịch một nguyên nhân trọng yếu. Tống Khánh An để Độc Nhãn thành lập bảo an công ty cũng là hắn một chi vũ trang lực lượng. Tề Kiều Kiều là cái khéo léo nữ nhân, nàng rất có cổ tay. Biết dựa vào Tống Khánh An cũng không phải kế hoạch lâu dài. Cho nên nàng chính mình đã sớm dùng Tống Khánh An tiền lặng lẽ mở một tiệm cơm Tây. Mặt khác, nàng còn nhiều hơn giúp Tống Khánh An kiếm tiền, dùng cái này đến thể bày ra chính mình giá trị. Đây cũng là nàng đem ánh mắt chằm chằm đến Lệ Nhân công ty trọng yếu nguyên nhân. Đồng thời Tề Kiều Kiều lại cấu kết lại Độc Nhãn. Độc Nhãn mặc dù là Tống Khánh An thủ hạ, nhưng Tống Khánh An cũng phải dựa vào Độc Nhãn, cho Độc Nhãn mặt mũi. Bởi vì Độc Nhãn thân thủ lợi hại, còn có một đám sư huynh đệ, từng cái đều là lợi hại hạng người. Lúc này, Tề Kiều Kiều bắt lấy Độc Nhãn tác quái tay, nói ra, Nhãn ca, cái kia tiểu bảo an đến lai lịch gì? Độc Nhãn nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn nói ra, ta khiến người ta đi dò tra. Gia hỏa kia gọi là La Quân, 4 tháng trước từ Châu Phi trở về. Sau đó thì trằn trọc đến Lệ Nhân công ty làm bảo an. Từ Châu Phi trở về, Tề Kiều Kiều nói ra, nhìn có chút địa vị a, hắn dạng này thân thủ tại sao lại muốn tới Lệ Nhân công ty làm một cái bảo an. Độc Nhãn nói ra, hừ, ta còn ti a được một sự kiện. Tống Nghiên Nhi có một người ca ca, không khỏi sớm cũng bởi vì thất thủ giết người chạy ra nước ngoài bên ngoài.
Có thể làm cho La Quân dạng này cao thủ tới làm một cái bảo an, ta nhìn hơn phân nửa cùng Tống Nghiên Nhi ca ca có quan hệ. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này La Quân là chuyên môn đến bảo hộ Tống Nghiên Nhi. Không thể không nói, độc nhãn gia hỏa này rất lợi hại thông minh. Lập tức liền dựa vào lẻ tẻ một chút điểm tình báo đoán ra cái đại khái. Tề Kiều Kiều nói ra, cái này La Quân tại Châu Phi là làm cái gì? Độc nhãn nói ra, ta có thể cảm giác được trên người hắn có ẩn tàng sát ý. Loại này sát ý là giết qua vô số người sau tích lũy đi ra. Ta nhìn hắn tại Châu Phi hơn phân nửa là khi lính đánh thuê hoặc sát thủ. Tề Kiều Kiều không khỏi giật mình, nói ra, nói như vậy, gia hỏa này là dân liều mạng a. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lệ nhân công ty cuộc làm ăn này làm thành, hai người chúng ta trong âm thầm có thể kiếm được tiền 5.000 vạn. Mà lại, lão đầu tử khẳng định sẽ còn khen chúng ta làm tốt. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Độc nhãn trong mắt lóe lên tinh quang, nói ra, đương nhiên không thể tính như vậy. Nơi này là Hải Tân, hắn La Quân bất quá chính là một người. Coi như hắn là một con rồng, đến chúng ta địa bàn, cũng phải cuộn lại. Tề Kiều Kiều nói ra, đúng đấy, nhãn ca, ngươi nhiều như vậy sư huynh đệ. Thực sự không được, đem đại sư huynh của ngươi gọi qua hỗ trợ. Đại sư huynh của ngươi không phải cái gì bất động La Hán a. Độc nhãn nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn kinh động những sư huynh đệ kia. Riêng là đại sư huynh của ta. Tề Kiều Kiều không hiểu, nói, vì cái gì? Độc nhãn không khỏi hơi hơi thở dài, nói ra, Kiều Kiều, ngươi phải biết, tên người âm thanh có thể mang đến rất nhiều tiện lợi. Nhưng cũng có thể trở thành trên thân người nặng nề gông xiềng. Ta tại Hải Tân là bảo an chi vương. Nếu như ta liền một cái La Quân đều giải quyết không, muốn đi mời bọn họ hỗ trợ. Cái kia truyền đi, đối thanh danh của ta có rất lớn thương tổn. Huống hồ, liền xem như sư huynh đệ ở giữa, mời một lần cũng là thiên đại nhân tình. Có thể nhãn ca, chúng ta hôm qua tại Tống Nghiên Nhi nơi đó đã mất hết mặt. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về a. Tề Kiều Kiều nói ra. Độc nhãn trong mắt lóe lên mãnh liệt cảm giác nhục nhã, hắn là lớn nhất khuất nhục, chuyện này, ta đã sắp xếp người qua cảnh cáo lệ nhân công ty người, không phải ở bên ngoài nói lung tung. Và lại, việc này nói ra, cũng không ai tin. Mà ta một khi đi mời sư huynh đệ ta nhóm, ngược lại là thật lộ ra ta vô năng. Tề Kiều Kiều không khỏi nôn nóng, nói ra, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Độc nhãn cười lạnh, nói ra, Kiều Kiều, chúng ta bây giờ thân phận khác biệt. Không phải kẻ lưu manh, rất nhiều chuyện cũng không nhất định cần nhờ cậy mạnh giải quyết. Cái này là quân tử cũng không sạch sẽ, chúng ta có thể mượn nhờ cảnh sát lực lượng. Ngươi ý là, Tề Kiều Kiều đôi mắt đẹp sáng lên. Độc nhãn nói ra, có thể an bài mấy cái tên côn đồ qua khiêu khích La Quân chỉ muốn xuất thủ đánh người. Thì để những tên côn đồ này báo động, chúng ta lại cho Tây Phái Hoàng đội trưởng đưa chút tiền, Hoàng đội trưởng hội biết phải làm sao. Tóm lại, đến lúc đó La Quân nếu là phản kháng, cái kia sau này sẽ là tội phạm truy nã. Nếu là không phản kháng, vậy thì phải vững chãi ngồi mặc. Tề Kiều Kiều nghe vậy không khỏi hưng phấn lên, nàng góp miệng tại độc nhãn trên gương mặt trùng điệp hôn một cái. Lập tức liền tại độc nhãn trên mặt lưu lại hương diễm môi đỏ ấn. Nhãn ca, người thật sự là văn võ song toàn a. Tề Kiều Kiều tận hết sức lực tán dương. Độc nhãn cười ha ha, tiếp lấy liền bắt đầu tìm tòi Tề Kiều Kiều. Hai người ở trên ghế salon liền đại chiến một trận. La Quân cái này cho tới chưa đều ở khoái lạc chơi đùa. Hiện tại hắn đã là tổng giám đốc trước mặt Hồng Nhân, lại là tài xế. Sớm đã không phải là bảo an, cho nên sẽ không có người an bài cho hắn công tác. La Quân con hàng này cho tới chưa tại mấy cái trong văn phòng xuyên toa, cùng những oanh oanh đó yên yến nhóm nói chêm chọc cười tốt không vui. La Quân tuy nhiên sắc điểm, nhưng cũng không bị người chán ghét. Có đôi khi mở điểm mang nhan sắc trò đùa, những thiếu phụ đó nhóm ngược lại so với hắn càng hung mãnh. Cũng tỉ như hắn ngồi một cái gọi Yến tỷ chỗ ngồi. Yến tỷ nói ra, nhanh tránh ra, tỷ muốn ngồi. La Quân vỗ đùi, nói ra, có sẵn ngồi mềm oặt, Yến tỷ ngươi ngồi đi. Chúng nữ ầm vang cười to, nào biết Yến tỷ đặc biệt bình tĩnh nói ra, được, lão nương mới không ngồi ngươi ngồi mềm oặt. Một hồi ngồi mềm oặt trở thành cứng ngắc tòa, ghế ngồi cứng biến ổ điện. Muốn đi đều đi không? La Quân sững sờ, thật lâu mới phản ứng được, Yến tỷ, người cái nữ lưu manh. Chúng tiểu cô nương khuôn mặt hồng hồng, đám thiếu phụ bọn họ cười ha ha. Cái này cho tới trưa thì vui vẻ như vậy vượt qua. Giữa trưa thời điểm,
Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh muốn đi ăn chút Starbucks quà vặt, uống chút cà phê. La Quân làm tài xế, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm đưa đón. Mà lại, cũng có thể thuận liền đi theo ăn một bữa. Vừa ra cao ốc Môn, La Quân lập tức chào đón. Ai nha, Tổng Giám Đốc A, người hôm nay thật xinh đẹp. La Quân cười tủm tỉm khích lệ nói. Tống Nghiên Nhi còn chưa lên tiếng, Đường Thanh trước tiên là nói về nói, người có thể hay không có chút mới mẻ từ A, lật qua lật lại đều là cái này vài câu. La Quân cười ha ha, nói ra, Thanh Thanh, người đây là ghen ghét A. Cái kia Tổng Giám Đốc xác thực rất xinh đẹp A, người nhìn ta liền không có khích lệ ngươi, người nhìn ngươi, ngực nhỏ, người còn hung, dạng này tương lai không tốt lấy chồng A. Đường Thanh chống nạnh cả giận nói, siết, ết La Quân, lão nương ngực nơi nào nhỏ. Nói xong cũng ưỡn một cái. Cái kia vẫn còn có chút ngạo nghễ. Nói thật, Đường Thanh ngực không coi là nhỏ. La Quân nói ra, vậy cái này cũng nhìn không ra đến, ai biết ngươi bên trong đến đệm không có đệm A. Đến sờ sờ mới biết được thật giả. Ngươi nghĩ hay lắm, Đường Thanh hầm hừ nói ra. Tống Nghiên Nhi mặc dù là nghiêm mặt, nhưng trong lòng cũng là buồn cười. Cái này La Quân quả thực cũng là một cái tên dở hơi A. Tổng Giám Đốc A, bất quá ta biết ngươi khẳng định là không có đệm. La Quân còn nói thêm. Đường Thanh lập tức liền không phục, nói ra, siết, ết La Quân, ngươi dựa vào cái gì thì khẳng định Nghiên Nhi không có đệm, chẳng lẽ ngươi sợ qua? La Quân nói ra, ta không có sợ qua A, bất quá Tổng Giám Đốc hình cung rất hoàn mỹ, ta đoán được. Dù sao ngươi, ta nhất định phải sờ một chút, đi qua nghiệm chứng mới có thể xác định. Tốt, các ngươi càng nói càng không tưởng nổi. Tống Nghiên Nhi khuôn mặt nhìn không được đỏ, vội ho một tiếng nói ra. Sau đó thì dẫn đầu lên xe trước. Tốt xấu nàng vẫn là chưa nhân sự tiểu cô nương. Tống Nghiên Nhi năm nay mặc dù nhưng đã 24 tuổi, nhưng nội tâm của nàng lại là rất đơn thuần. Có thể xông ra phần này gia nghiệp, trừ nàng thiên tài, bên trong còn có dượng hỗ trợ. Tống Nghiên Nhi sau khi lên xe, Đường Thanh hướng La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, người lưu manh, còn dám nói ngực ta nhỏ, tha không ngươi. La Quân ha ha cười, nói ra, ngươi để cho ta nghiệm chứng, ta liền không nói. Ngươi đi siết, ết, Đường Thanh mắng một tiếng, cũng đi theo lên xe. Starbucks trong quán cà phê. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh ngồi đối diện nhau. La Quân muốn một phần tinh xảo cà ri bò, hắn cũng không thích ăn cái đồ chơi này. Bất quá ở chỗ này cũng không có cách nào. La Quân thực thích nhất là ăn miếng thịt bự, khối lớn uống rượu. Cái kia cà ri bò lên về sau, Đường Thanh không khỏi giễu cợt La Quân, nói ra, thối La Quân, người biết làm sao ăn cơm Tây sao? Dùng miệng ăn A, La Quân vô cùng không để ý nói ra, cái này còn muốn hỏi A, người thực ngốc. Đường Thanh nhất thời bị tức nghẹn lại, Tống Nghiên Nhi không khỏi buồn cười, nói ra, các ngươi hai cái là trời sinh hoan hỉ oan gia đúng không? Đường Thanh lập tức phi một tiếng, nói ra, quỷ mới cùng hắn là hoan hỉ oan gia đây. La Quân nói ra, đúng đấy, hoan hỉ oan gia đều là muốn làm phu thê. Ta mới không cần ngươi làm lão bà của ta, ngươi ngực nhỏ. Đường Thanh tức siết, ết, nghiến răng nghiến lợi nói, La Quân, ngươi sao không đi siết, ết đi. La Quân ha ha cười. Tống Nghiên Nhi bất đắc dĩ thở dài, nói với La Quân, ngươi là đại nam nhân, làm sao lão theo Thanh Thanh một cái tiểu nữ sinh tính toán chi ly. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt ha. Ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng với nàng so đo. Đường Thanh lập tức xù lông, nói ra, ngươi mới là tiểu nhân, cả nhà ngươi đều là tiểu nhân. Tống Nghiên Nhi xem như hoàn toàn bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, La Quân trông thấy bên ngoài một chiếc xe bên trong chui ra một nữ nhân. Nữ nhân này nhất thời hấp dẫn lấy La Quân ánh mắt. Đơn giản là, nữ nhân này khí chàng quá cường đại. Nàng tựa như là một vị nữ vương. Nữ nhân này xinh đẹp vô cùng, ăn mặc màu đỏ thẫm váy đầm, tóc co lại, cao quý trang nhã. Trước ngực nàng sung mãn, thân eo bị màu đen đai lưng thắt, dịu dàng có thể nắm. Nhìn cái gì đấy, Đường Thanh gặp La Quân bộ này chưa ca dạng không khỏi tức giận, cũng nhìn sang. Chờ sau khi thấy rõ, không khỏi nhẹ khẽ gì một tiếng, nói, nàng làm sao tới. Tống Nghiên Nhi cũng nhìn sang. La Quân nhìn thấy nữ nhân này bên người còn có hai nam tử. Cái này hai nam tử một thân áo sơ mi đen, cũng mang màu đen kính râm, vô cùng lãnh khốc. La Quân cũng ồ một tiếng, bởi vì hắn giật mình phát hiện cái này hai nam tử đều là ám kính đỉnh phong cao thủ.
ở cái này nho nhỏ Hải Tân thành phố, cùng một thời gian xuất hiện hai tên ám kính đỉnh phong cao thủ, quả nhiên là rất lợi hại hiếm lạ. Công phu cao thủ, luyện thành là thể nội một hơi. Người tại, khí vừa diệt, người cũng liền siết. Người sống một hơi, chính là cái đạo lý này. Mà khẩu khí này tại cao thủ thể nội có thể hóa thành kinh lực. Bình thường đại hán, coi như nhất quyền khí lực đạt tới 500 cân, đó cũng là minh kính. Minh kính về sau cũng là ám kình. Ám kình có thể xuyên thấu qua đậu hũ đánh nát phía dưới gạch xanh, có thể nhất quyền đánh siết con voi. Cái này ám kình, cũng là đem kình lực mài thành nhỏ bé châm, lực sát thương kinh người. Ám kình cao thủ là rất lợi hại nhân vật đáng sợ. Các ngươi nhận biết nữ nhân này, La Quân tùy ý hỏi. Tuy nhiên xuất hiện hai người cao thủ, nhưng cũng không mắc mớ gì đến hắn, hắn cảm thấy hứng thú nhất là nữ nhân này mỹ mạo. Nữ nhân này là giống như Đinh Hàm ngự tỷ, bất quá Đinh Hàm là phong tình 10 phần, mà nữ nhân này là cường thế xinh đẹp. Đều đối La Quân có chí mạng sức hấp dẫn. Đường Thanh nói ra, đương nhiên nhận biết, tại Hải Tân, người nào không biết nàng. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nàng rất nổi danh. Đường Thanh nói ra, nàng gọi là Mộc Tĩnh, là làm lá trà tơ lụa sinh ý. Đi là cao đoan lộ tuyến, bên người nàng cái kia hai cái bảo tiêu là hai huynh đệ, công phu vô cùng lợi hại. Tại Tân Hải thành phố, không ai dám trêu chọc nàng. Lúc này, Mộc Tĩnh mang theo hai cái bảo tiêu đi tới. La Quân nhìn chằm chằm trước ngực nàng trắng bóng cái kia đạo câu nhìn sang, hắn nhìn không có không kiêng kỵ, thậm chí chảy ra nước bọt. Không tự giác nói ra, móa, ít nhất là 36 áo lót, không mang theo đệm A. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi lại là hoảng sợ không nhẹ, Đường Thanh trừng mắt La Quân, nói ra, người còn nói lung tung, vạn nhất bị nghe được, có phải hay không không muốn sống. La Quân không quan tâm nói ra, sợ cái gì nha. Nữ nhân mặc xinh đẹp như vậy cũng là cho nam nhân nhìn. Nàng có hay không lão công a? Đường Thanh tức giận nói ra, không, bất quá không có thì sao? Ngươi còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga? La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi kích động như vậy làm gì? Có phải hay không ăn dấm? Đường Thanh nhất thời nghẹn lời, khi muốn hất bàn. Tống Nghiên Nhi chỉ có thể hòa giải, nói ra, ăn cái gì đi, thật bắt các ngươi hai cái này tên dở hơi không có cách nào. Tuy nhiên La Quân rất làm ầm ĩ, nhưng là có hắn tại, lại tự dưng thêm rất nhiều niềm vui thú. Cũng làm cho Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh rất có cảm giác an toàn. Ăn xong đồ, vật về sau, La Quân một đoàn người ra Starbucks. Vừa ra môn, La Quân thì liếc về phía bên kia mấy cái lén lén lút lút tiểu côn đồ. Cái này mấy tên côn đồ nhìn chằm chằm vào chỗ cửa lớn, nhìn thấy La Quân bọn người đi ra, lập tức nghênh tới. La Quân lập tức liền biết mấy tên này là xông chính mình tới. Bất quá, La Quân trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, mình tại bên trong ăn cái gì, tuyệt đối không thể nào chọc tới bọn gia hỏa này. Vì sao lại hướng về phía chính mình đến? Quá khác thường. Sự tình có khác thường vì cái gì? La Quân lập tức liền ý thức được khả năng này là cái kia độc nhãn tại cho mình bố cục. Độc nhãn hẳn là rất rõ ràng, mấy cái này lưu manh không có khả năng làm khó đến chính mình. Như vậy hắn vì cái gì còn muốn phái những người này đến? Chẳng lẽ là... La Quân tuyệt đỉnh thông minh, đầu chuyển thật nhanh, lập tức liền nghĩ đến độc nhãn kế hoạch. Mà lúc này, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng nhìn thấy mấy cái kia lưu manh khí thế hung hung đi tới, kẻ đến không thiện a. Các nàng lập tức tránh sau lưng La Quân. La Quân lại là trực tiếp cấp tốc một tay một cái ôm Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh mềm mại vòng eo. Không đợi hai nữ phản ứng. Hắn trước thấp giọng nói ra, theo ta đi. Hai nữ lúc này cũng không dễ dãy dụa, liền chỉ có thuận theo La Quân. La Quân tâm lý mừng thầm, ai, trái ôm phải ấp cảm giác thật sự là sảng khoái a. Hắn bước nhanh mang theo hai nữ đi vào một cỗ Jaguar trước xe. Hai nữ lập tức có chút không hiểu, bởi vì cái này Jaguar xe là Mộc Tĩnh xe. Lại không phải là các nàng xe BMW. La Quân làm bộ phải lái xe môn, cái kia một đám tiểu côn đồ lập tức cản lên. Cầm đầu chọc đại ca vỗ Jaguar xe trần xe, nói ra, tiểu tử, người rất lợi hại thoải mái a, trái ôm phải ấp. Hại chúng ta chờ ngươi ở ngoài rất lâu. La Quân sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày, nói ra, đem ngươi móng vuốt lấy ra. Đây là Jaguar biết không, ngươi sờ hỏng, ngươi nhà thường nổi sao. Mà mẹ nó, đầu chọc khó chịu, mắng, một cỗ Jaguar xe thì như bức. Lão tử là hoảng sợ đại, lão tử thì đập, thế nào?
hắn nói xong trùng điệp đập mấy lần. Mấy cái tên côn đồ ở một bên cười lạnh, bọn họ dù bận vẫn ung dung nhìn lấy náo nhiệt. Ta dựa vào, La Quân rất khó chịu nói ra, cái này mẹ nó là Jaguar có được hay không, ngươi cho rằng là pho A. Ngươi biết cái này bao nhiêu tiền A, ngươi đập hỏng, đem ngươi bán đều không thường nổi, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là mặt hàng gì, thân phận gì. Đầu chọc thật sự là không quen nhìn La Quân này tấm sắc mặt, tê liệt, có tiền không nổi A. Đầu chọc phách lối quen, lúc đầu hôm nay cũng là lấy tiền tìm đến La Quân con hàng này phiền phức. Cái kia biết mình còn chưa bắt đầu phách lối, La Quân con hàng này trước hết phách lối. Đầu chọc cũng là nhìn quen các mặt của xã hội người, hắn liệu định La Quân cũng là cái có chút ít tiền con ông cháu cha. Hắn mới không sợ La Quân, cái này Jaguar cũng liền 6-70 vạn bộ dáng. Đầu chọc nện xe tốt đi thêm, còn từ không ai dám muốn hắn bồi. Cho nên giờ khắc này, đầu chọc ánh mắt lộ ra hàn quang, đột nhiên quất ra ống thép, một chút đem kiếng xe đạp nát. Hắn cười lạnh nói, lão tử không chỉ có đập, còn nện, thế nào? La Quân sắc mặt thay đổi, uy hát yêu ta nói, mẹ nó, quả thực là chán sống lệch ra, ngươi có bản lĩnh lại nện một chút. Đầu chọc quát lạnh nói, các huynh đệ, đập cho ta. Chúng lưu manh tuân lệnh. Lập tức ống thép cùng bay. Một đám người trong nháy mắt liền đem Jaguar nện đến hoàn toàn thay đổi. Đi ngang qua người nhìn xa xa, không dám tới gần. Đầu chọc nện xong sau mới nhìn hướng La Quân, cười gằn nói, lão tử thì cho ngươi nện, ngươi có thể đem lão tử thế nào? La Quân lúc đầu sắc mặt rất khó coi, lúc này bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, nện thì nện thôi, dù sao cũng không phải ta xe. Ha ha ha, liền cũng tại lúc này. Mộc Tĩnh đã mang theo hai cái bảo tiêu xanh mặt đi lên phía trước. Đầu chọc là tại trên đường lăn lộn, chỗ của hắn hội không biết Mộc Tĩnh vị này sát tinh. Giờ khắc này, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhất thời trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Sắc mặt hắn trắng bệch, hướng La Quân lắp bắp nói, ngươi. Ngươi cái gì ngươi a? La Quân ha ha cười nói sớm xe này rất đắt, bảo ngươi không muốn đập, không muốn nện. Ai, cản đều ngăn không được, thật sự là bướng bỉnh a. Hiện tại tốt a, người ta chủ xe tới tìm ngươi phiền phức a. Ngươi hãm hại ta, đầu chọc cả giận nói. La Quân khịt mũi coi thường, nói ra, thôi đi, ta cho tới bây giờ thì chưa nói qua xe này là ta. Một bên Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi trong lòng buồn cười, nhưng đều cố nín cười ý. Mộc Tĩnh mang theo hai cái bảo tiêu đi vào trước xe, nàng trong mắt đẹp ẩn chứa lửa giận, đầu tiên là liếc nhìn xe liếc một chút, sau cùng ánh mắt đến đầu chọc trên thân, chuyện gì xảy ra? Đầu chọc đang muốn nói chuyện, La Quân vượt lên trước hấp tấp nói, mỹ nữ tỷ tỷ, sự tình là như thế này. Là mấy tên này nện xe của ngươi, ta đều nói với bọn họ, loại này Jaguar rất đắt, làm hư, bọn họ không thường nổi. Nhưng bọn hắn cũng là không nghe, khăng khăng muốn cho ngươi nện. Là thế này phải không? Mộc Tĩnh lại không phải người ngu, cũng là khôn khéo nhân vật, mà chính là nhìn về phía đầu chọc, hỏi. Đầu chọc hít sâu một hơi, nói ra, Mộc tiểu thư. Là gia hỏa này hãm hại chúng ta. Chúng ta coi là xe là hắn. La Quân khịt mũi coi thường, hắn nói với Mộc Tĩnh, mỹ nữ tỷ tỷ, ta cũng không có hãm hại bọn họ. Ta sau khi đi ra vừa vặn đi qua xe của ngươi, bọn họ thì ngăn lại ta. Ta nhìn gia hỏa này đập xe của ngươi, liền tốt tâm nhắc nhở bọn họ khác loạn đập, xe này rất đắt. Nhưng bọn hắn không nghe a, ai, càng ngăn đón, càng phải nện. Mộc Tĩnh lãnh đạm nhìn La Quân liếc một chút. Nàng sau đó lại nói với đầu chọc, xe là các ngươi nện đúng hay không? Đầu chọc muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện sự thật này làm sao đều không vòng qua được qua, chỉ có thể nơm nớp run run gật đầu. Mộc Tĩnh nói ra, rất tốt, tại Hải Tân thành phố, còn từ không ai dám nện ta Mộc Tĩnh xe. Ngươi là người thứ nhất, đầy đủ loại. Đầu chọc hận không thể cho Mộc Tĩnh quỳ đi xuống, vẻ mặt cầu xin nói ra, đây đều là hiểu lầm a. Mộc Tĩnh không để ý tới. Nói ra, cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai lúc này, đưa 200 vạn đến ta trả trang, quá hạn không đợi. Nếu là ngươi dám cho ta leo cây, tự gánh lấy hậu quả. Nàng nói xong cũng mang hai tên bảo tiêu rời đi. La Quân lập tức ngăn lại Mộc Tĩnh, cười hì hì hô, mỹ nữ tỷ tỷ. Mộc Tĩnh lãnh đạm mắt nhìn La Quân, nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi đang đùa cái gì tiểu thông minh. La Quân cười ha ha, nói ra, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ngươi đây không phải không xe sao? Trước hết hủy khuất một chút, ngồi chúng ta xe đi thôi. Hắn nói ngay tại trước dẫn đường, đi vào xe BMW trước,
đem cửa xe mở ra. Mỹ nữ tỷ tỷ, mời. La Quân cái này gọi một cái ân cần a. Khom người, theo cái nô tài giống như. Mục Tính trầm ngâm một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là bên trên xe BMW. La Quân lại đem xe BMW chìa khóa cho cái kia hai tên bảo tiêu. Xe BMW rất nhanh khởi động, Mục Tính bọn người nghênh ngang rời đi. La Quân lúc này mới quay người đối Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi cười hắc hắc, nói ra, chúng ta đi thôi. Muốn đi, đầu chọc hung quang giận dữ, hắn mang theo một đám tiểu đệ vây quanh. La Quân cười tủm tỉm nhìn về phía đầu chọc, nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là nhanh lên qua tìm ngươi kim chủ kiếm tiền đi. Tê liệt, ngươi cho lão tử bồi thường tiền. Không phải vậy hôm nay giết CS, ết ngươi. Đầu chọc táo bạo nói ra. La Quân nói ra, ngươi có bị bệnh không, ta tại sao phải cho ngươi bồi thường tiền? Cũng không phải ta để ngươi nện. Muốn CS, ết. Đầu chọc giận tím mặt, đột nhiên trực tiếp giơ lên ống thép hướng La Quân đầu vào đầu đập tới. Kình phong vù vù. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhất thời hãi nhiên thất sắc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ống thép đã đến La Quân trong tay. La Quân bắt ống thép nơi tay, theo sắn bánh quai trèo giống như, trực tiếp đem ống thép vò thành một cục. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tại ta không có nổi giận trước, xéo đi nhanh lên. Một màn này là có chút rung động. Mấy tên côn đồ bao quát đầu chọc, toàn bộ nhìn ngây ra như phỗng. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng là ngốc. Sau đó, đầu chọc lòng còn sợ hãi nhìn La Quân liếc một chút, mang theo mọi người nhanh chóng nhanh rời đi. La Quân lúc này mới ngáp một cái, nói ra, thật sự là nhàm chán, chúng ta trở về đi. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh tính toán là chân chính kiến thức đến La Quân hung mãnh. Ba người sau đó chiêu sĩ về công ty, trên xe, Đường Thanh cũng không theo La Quân tranh cãi, chẳng qua là nhìn không được nói ra, CS, S La Quân, ngươi làm sao khí lực lớn như vậy a? La Quân cười ha ha, nói ra, ta trên giường khí lực lớn hơn. Đường Thanh khuôn mặt đỏ lên, một thanh nắm chặt La Quân lỗ tai, nói, CS, S ra hỏa, ngươi liền sẽ không thật dễ nói chuyện sao. La Quân bị bắt đau nhức, liền vội xin tha. Hắn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bộ dạng này thật đúng là có chút buồn cười cùng chật vật. Cái kia sĩ tài xế đều nhìn ánh mắt quái dị, muốn cười nhưng lại nhịn xuống. Tốt, các ngươi đừng làm rộn, Tống Nghiên Nhi nghiêm mặt nói ra. Đường Thanh lúc này mới buông tha La Quân. Tống Nghiên Nhi trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó mới lên tiếng, La Quân, mấy cái kia lưu manh có phải hay không theo Độc Nhãn cùng Tề Kiều Kiều có quan hệ? Nàng thật là một cái cực kỳ thông minh nữ hài tử. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Đường Thanh cũng là một điểm liền rõ ràng, bất quá nàng có chút kỳ quái, nói ra, Độc Nhãn cùng ngươi giao thủ qua, hắn hẳn phải biết thực lực ngươi. Mấy cái này lưu manh rõ ràng không phải đối thủ của ngươi, hắn phái bọn họ tới làm gì? La Quân cười hắc hắc, nói ra, Thanh Thanh a, ngươi nói ngực to mà không có não, ngươi thông minh như vậy, xem ra ngươi ngực khẳng định là đệm. Đường Thanh xù lông nói, ngươi có phải hay không ra lại ngứa? La Quân cười ha ha, sau đó mới lên tiếng, mấy cái này lưu manh tuy nhiên không thế nào lợi hại, bất quá a, ta nếu là cùng bọn hắn giao thủ, đánh bọn hắn. Cái kia đoán chừng ta thì thảm, Độc Nhãn khẳng định theo sở cảnh sát bên kia đều cấu kết tốt, đến lúc đó, mấy cái tên côn đồ cáo ta bạo lực đả thương người. Ta liền sẽ bị bắt vào qua, một khi bị giam tiến trong sở câu lưu, bọn họ tự nhiên có chuẩn bị kỹ càng tội danh cho ta. Nếu như ta phản kháng, cái kia chính là tội phạm truy nã, nếu như không phản kháng, vậy sẽ phải đem nhà tù ngồi mặc. Đây là mượn đao giết người kế a. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi nghe không khỏi phía sau lưng phát lạnh, thật ác độc kế a. Bất quá lập tức, Đường Thanh liền nói, nhưng ngươi cũng có thể không đem bọn hắn đả thương a. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. La Quân nói ra, hắn đón đến, nói, bất quá a, hiện tại bọn hắn nện Mộc Tính xe, ốc còn không mang nổi mình ốc, ha ha. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nghĩ đến trước đó một màn kia, cũng không nhịn được buồn cười. Nhưng cùng lúc, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh vẫn là lo lắng không thôi. Đường Thanh nói ra, Tề Kiều Kiều cùng Độc Nhãn cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Về sau phiền phức lại là không ngừng a. Sợ cái gì, có ca ở đây. La Quân nói ra, trời sập xuống, ca chịu thay cho các ngươi. Lời nói này trong lòng hai cô gái ấm áp, đều là cảm kích. Đừng nhìn La Quân cả lơ phất phơ, nhưng thời khắc mấu chốt cũng tuyệt đối là cái đàn ông. Giờ phút này,
Mộc Tĩnh ngồi tại Tống Nghiên Nhi cái kia chiếc bảo mã xa thượng. Lái xe Bảo Tiêu gọi là Từ Đông đến, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bảo Tiêu gọi là Từ Thanh. Hai người là thân huynh đệ, Từ Đông tới là đệ đệ, Từ Thanh là đại ca. Cái này hai huynh đệ trước đó là tại Đông Nam Á một vùng đánh hắc quyền. Về sau tại hắc quyền chàng bên trên đánh CS một cái đại tông sư đồ đệ, trêu ra đại phiền toái. Khi đó, là Mộc Tĩnh xuất thủ hóa giải trận này ân oán. Từ nay về sau, hai huynh đệ thì khăng khăng một mực theo Mộc Tĩnh. Hai huynh đệ đối Mộc Tĩnh kính yêu kính sợ, tuyệt đối trung tâm chuyên nhất. Giờ phút này, đại ca Từ Thanh nhìn không được nói ra, Tĩnh tỷ, hôm nay việc này nói rõ là tiểu tử kia bốc lên tới. Hắn lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế, ngài vì cái gì không để cho chúng ta giáo huấn hắn. Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra, ta chỉ sợ các ngươi giáo huấn không hắn. A, à, Từ Thanh cùng Từ Đông đến không khỏi giật mình. Đệ Từ Đông đến nói, chẳng lẽ hắn vẫn là cái công phu hảo thủ. Thế nhưng là chúng ta một chút cũng không nhìn ra a. Mộc Tĩnh nói ra, không ngừng các ngươi không nhìn ra, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Gia hỏa kia, hoặc là cũng là không biết công phu, hoặc là cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Từ Thanh nói ra, nào có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, ta nhìn hắn là căn bản không biết công phu. Mộc Tĩnh nói ra, người sai, A Thanh, nếu như hắn thật sự là người bình thường, không biết công phu. Hắn chỗ này có lá gan đem hỏa thiêu đến trên người của ta. Mà lại, gia hỏa này nhìn ta thời điểm, trong mắt có loại dục vọng. Các ngươi hẳn phải biết, đến ta cảnh giới này, không có mấy nam nhân dám đối ta có khinh nhờn suy nghĩ. Hắn khác biệt, hắn đem ta xem như nữ nhân. Cái này cũng nói, hắn cảnh giới không thấp hơn ta, thậm chí có khả năng còn cao hơn ta. Từ Thanh cùng Từ Đông đến nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Từ Thanh nói ra, Tĩnh tỷ, ngài tu vi đã là hóa kính đỉnh phong, lại trước một bước cũng là lục địa chân tiên. Chẳng lẽ hắn có thể là lục địa chân tiên hay sao? Mộc Tĩnh nói ra, lục địa chân tiên cũng không đến mức, bất quá hết thảy đều là ta suy đoán. Người này rất thú vị, chúng ta có thể nhiều tiếp xúc một chút. Vâng, Tĩnh tỷ, hai huynh đệ lập tức cung kính nói ra. Trở lại Nhã Lông Mày công ty về sau, Tống Nghiên Nhi lại cho La Quân an bài một chiếc xe, là Audi 6. Chúng ta cái kia chiếc BMW xe chẳng lẽ không muốn? Đường Thanh không khỏi hỏi. Tống Nghiên Nhi trầm ngâm nói, cái kia Mộc Tĩnh là cái vô cùng khôn khéo người, lần này cũng là La Quân dẫn hỏa thiêu đến trên người nàng. Tính toán, chiếc xe kia coi như là cho nàng bồi tội. Như vậy sao được, La Quân lập tức không làm, nói ra, nàng xe bị nện, làm chúng ta thí sự. Ta cái này qua đem xe muốn trở về. La Quân nói làm, lập tức liền trực tiếp ra ngoài. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi đều không ngăn trở kịp nữa. Bất quá con hàng này sau khi ra ngoài, lập tức liền trở về, thăm dò hỏi, cái kia ngực lớn tỉ tỉ ở nơi đó. Ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới nàng? Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi không khỏi nâng trán thở dài, gia hỏa này, thật sự là quá tên dở hơi. Bất quá mặc kệ như thế nào, La Quân vẫn là hỏi ra địa chỉ, sau đó thì hấp tấp qua tìm Mộc Tĩnh. Độc Nhãn bên kia rất nhanh liền tiếp vào đầu chọc gọi điện thoại tới, khi Độc Nhãn nghe được đầu chọc sai nện Mộc Tĩnh xe, lại bị yêu cầu bồi 200 vạn sau. Hắn có loại muốn đem đầu chọc cho Lăng Chỉ Tâm, thật là một đám vô dụng phế vật. Bất quá, Độc Nhãn vẫn là thật không dám đắc tội Mộc Tĩnh. Mộc Tĩnh nữ nhân này quá không đơn giản, tại Hải Tân thành phố là siêu nhiên tồn tại. Liền xem như vị kia lòng đất hoàng đế Long Vương gia đều muốn bán Mộc Tĩnh mặt mũi. Một nữ nhân như vậy, Độc Nhãn nơi nào dám trêu chọc. 200 vạn đối với Độc Nhãn tới nói, tuy nhiên cấp nổi, nhưng cũng tuyệt đối là làm cho hắn đau lòng một con số. Cũng mặc kệ như thế nào, Độc Nhãn đều phải tự nhận không may, còn muốn đích thân đến cửa qua bồi tội. Không nói đến những này, La Quân rất mau tới đến Mộc Tĩnh trà trang. Cái kia trà trang là hàng Xô Viết Lâm Viên phục cổ phong cách, đi vào phảng phất liền đến cổ đại. La Quân ở bên ngoài đã nhìn thấy chính mình xe BMW. Bất quá hắn vẫn là muốn theo Mộc Tĩnh chào hỏi. Đi vào thời điểm, có trong tiệm áo dài phục vụ viên chiêu đãi. Những này áo dài phục vụ viên khí chất yêu nhã, dáng người thướt tha, nhìn La Quân tâm chỉ thần diêu, hận không thể qua tại người ta trên mông sờ một thanh. La Quân nói muốn tìm Mộc Tĩnh. Phục vụ viên kia rất lợi hại khách khí để La Quân tại trà trong sảnh nhập tọa, cũng dâng lên trà nóng. Sau đó mới biểu thị có thể đi thông truyền một tiếng. La Quân cũng liền ngồi ở đằng kia, hai chân chéo nguẫy,
từ trong túi cầm bao hạt dưa đi ra đập lấy ăn. Một màn này để phục vụ viên kia nhìn có chút im lặng, cảm thấy con hàng này thật sự là cực phẩm. Chỉ chốc lát về sau, Mục Tĩnh liền mang theo Từ Gia hai huynh đệ tới. Mục Tĩnh đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thể thao, tóc châm cái đuôi ngựa. Chính là như vậy trang phục, y nguyên lộ ra đại khí ưu nhã, cao quý rung động lòng người. La Quân vừa thấy được Mục Tĩnh, lập tức liền đứng lên, cười hì hì hô, mỹ nữ tỷ tỷ. Mục Tĩnh nhàn nhạt nhìn La Quân liếc một chút, đang muốn nói chuyện. Nhưng tiếp xuống một màn để cho nàng cũng hoàn toàn im lặng. Bởi vì La Quân rất lợi hại ân cần nắm hạt dưa, đưa qua, mỹ nữ tỷ tỷ, đập hạt dưa. Mục Tĩnh sững sờ một chút, sau đó nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng tiếp nhận hạt dưa, sau đó nói, ngồi đi. Hai người nhập tọa. Mục Tĩnh vẫn thật là đập dậy hạt dưa tới. Đừng nói, cái này gặm hạt dưa tại cô gái này thần miệng bên trong, đều lộ ra phá lệ cao nhã. Cót ca cót két, thanh thúy mà có vận vị. La Quân nhịn không được tán thưởng nói ra, mỹ nữ tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, ngay cả đập hạt dưa đều mê người như vậy. Nếu ai có thể làm lão công ngươi, vậy thì thật là thần tiên cũng không muốn làm. Mục Tĩnh cầm trong tay hạt dưa gác qua trên bàn, sau đó uống một ngụm phục vụ viên dâng lên đến hương mính. Lúc này mới nghiêm mặt nói ra, tốt, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười một tiếng, nói ra, ách, mỹ nữ tỷ tỷ, ta là tới bắt ta xe. Ta đây không phải đem xe cho ngươi mượn sao, ta cũng không cần ngươi đi trả, chính ta chủ động tới lái đi là được. Mục Tĩnh từ tốn nói, ngươi làm hại ta xe bị nện, ngươi còn muốn đem ngươi lái xe đi. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, mỹ nữ tỷ tỷ, cũng không thể nói như vậy. Xe của ngươi là ta một mực đang bảo hộ, chỉ bất quá không có bảo hộ thành công. Ngươi muốn nói là ta hại, cái này coi như không trượng nghĩa a. Mục Tĩnh lãnh đạm nói ra, tốt, ngươi cũng đừng giả ngây giả dại. Đến là chuyện gì xảy ra, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Tóm lại, ngươi muốn đem lái xe đi là không thể nào. La Quân nhất thời phiền muộn ở, nói ra, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi đây không phải chơi xỏ lá nha. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, ngươi coi như ta là tại chơi xỏ lá tốt, ngươi muốn thế nào? La Quân sờ mũi một cái, hơi hơi thở dài, nói ra, mỹ nữ tỷ tỷ, đây chính là ngươi bức ta. Ngươi không đem xe trả lại cho ta, ta vẫn đi theo ngươi. Ngươi ăn cơm ta đi theo ngươi, ngươi đi toilet ta đi theo ngươi, ngươi ngủ ta cùng ngươi cùng ngủ. Mục Tĩnh không khỏi trợn to đôi mắt đẹp nhìn về phía La Quân, nàng cảm giác ra con hàng này còn thật giỏi giang ra dạng này sự tình. Ngươi thì thật không sợ, Mục Tĩnh trong mắt có một tia lãnh ý. Sợ cái gì, La Quân không khỏi rượu nói ra, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn hội ăn người hay sao? Mục Tĩnh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó liền nói, dù sao ngươi tùy tiện đi, xe ngươi là mơ tưởng lái đi. Sau khi nói xong, nàng xoay người rời đi. La Quân lập tức liền theo sau. Cái kia Từ Gia hai huynh đệ ánh mắt lạnh lẽo, như hai chặn thiết tường ngăn tại La Quân trước mặt. La Quân lại là hướng bên trong va chạm, trực tiếp đem hai người phá tan, sau đó cùng tới. Từ Thanh cùng Từ Đông đến không khỏi thất sắc, nguyên lai tại La Quân đánh tới một sát, hai người căn bản không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy La Quân giống như cá ở trong lưới, chạy thoát. Từ Thanh cùng Từ Đông đến lập tức quay người, liền muốn công kích La Quân. Mục Tĩnh nhạt lạnh nói ra, tốt, đừng động thủ, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Từ Thanh cùng Từ Đông đến liền cũng chỉ có thể chung thực đợi. Mục Tĩnh lần này lại là trực tiếp qua nhà vệ sinh. Nàng tiến nhà vệ sinh, sau đó quay đầu đối mặt La Quân, từ tốn nói, ngươi muốn đi vào sao? La Quân khuôn mặt ửng đỏ, hắn tuy nhiên vô lại, nhưng cũng không có vô lại đến nước này. Cho nên vẫn là xoay người sang chỗ khác, nói ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Mục Tĩnh lạnh lùng đóng cửa lại. La Quân thì ở bên ngoài. Trong đầu của hắn đã tự động hiện ra nữ thần Mộc Tĩnh đi vệ sinh tình cảnh, vậy khẳng định là hương diễm vô cùng. Bất quá, La Quân hiển nhiên phải thất vọng, bởi vì lúc này bên trong bồn cầu tự hoại âm thanh vang lên tới. Chờ đến tiếng nước không có lúc, Mộc Tĩnh cũng đã đi vệ sinh hoàn tất. Tà ác La Quân y nguyên không có cái gì nghe được. Cái này khiến La Quân có chút thất vọng. Sau đó, Mộc Tĩnh đến trà trang nhà ăn dùng cơm, La Quân cũng một mực đi theo. Mục Tĩnh đối La Quân vẫn còn có chút chịu phục, nàng gặp qua không ít cao thủ. Những cao thủ kia đều là có nhẹ nhàng phong độ, tự kiềm chế thân phận.
nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy giống La Quân không biết xấu hổ như vậy, da mặt dày. Mộc Tĩnh ăn cơm, La Quân cũng đi theo ăn, hơn nữa còn đoạt Mộc Tĩnh trong chén thịt ăn, miệng bên trong mỹ danh nói là sợ mỹ nữ tỷ tỷ béo lên. Bữa cơm này, ăn Mộc Tĩnh dở khóc dở cười, nhưng Mộc Tĩnh cũng biết La Quân là cái lợi hại cao thủ, bởi vì La Quân đoạt thịt cái kia một đũa, mau lẹ vô cùng, như điện như gió. Liền xem như chính mình cũng rất khó ngăn cản. Sau khi ăn cơm xong, La Quân lại ở nơi nào nói khoác mà không biết ngượng cảm khái, ai, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi thật tốt nha. Đi theo ngươi, có ăn có uống, còn có thể mỗi ngày nhìn lấy ngươi xinh đẹp như vậy bộ dáng. Ngươi vẫn là vĩnh viễn không nên đem xe trả lại cho ta tốt, không phải vậy ta đều không có lý do đi theo ngươi. Mộc Tĩnh nghe con hàng này lời nói, nhất thời cảm thấy lòng buồn bực, nhưng lại có chút không thể làm gì. Ai, muốn mặt người gặp được không biết xấu hổ người, cuối cùng sẽ ăn thiệt thòi một số. 5 giờ chiều thời điểm, Mộc Tĩnh chủ động nhận thua, đem xe BMW chìa khóa trả lại La Quân, nói ra, tốt, ngươi thắng. La Quân cười ha ha, cầm chìa khóa liền chạy. Mộc Tĩnh cũng không muốn tùy tiện nhận thua, nhưng nàng cũng biết, gia hỏa này cũng là kẹo gia châu, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Chính mình thật đúng là cùng hắn hao không nổi, cho nên, Mộc Tĩnh quả quyết nhận thua. Bất quá Mộc Tĩnh đối La Quân làm theo càng thêm hiếu kỳ. Người này, thân thủ thâm bất khả trắc, tính cách lại là vô lại ra mặt dày. Nhưng hắn tác phong làm việc lại không tính hạ lưu, có chính mình dây. Trên thân người này nhất định có rất lợi hại đặc sắc cố sự. La Quân cũng không để ý Mộc Tĩnh nghĩ như thế nào, hắn lái xe phải đi hướng Lệ Nhân công ty. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi một mực đang cầm hồ cao ốc chờ đợi La Quân. Trước mắt các nàng còn không biết Độc Nhãn hội làm sao tiếp tục trả thù, cho nên đối La Quân phá lệ ỉ lại. La Quân xe ra, hai nữ lên xe. Sau khi lên xe, La Quân nổ máy xe, lái đi ra ngoài. Đường Thanh không khỏi sợ hãi than nói, Mộc Tĩnh thật đúng là đem chiếc xe trả lại cho ngươi. La Quân nói ra, đó là đương nhiên a, ta vừa đi, nàng đối ta quá khách khí, hung hăng lôi kéo tay ta ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ngươi cái gì? Đường Thanh tức giận nói ra, cảm tạ ngươi đem nàng xe nện. La Quân nói ra, đương nhiên là cảm tạ ta bảo vệ nàng xe a, sau cùng còn quả thực là muốn giữ lại ta ăn một bữa tối, đẩy đều đẩy không xong a. Trong miệng ngươi thì cho tới bây giờ không có một câu lời nói thật. Đường Thanh im lặng nói ra. Cũng may nàng và Tống Nghiên Nhi cũng đều có chút thói quen ra hỏa này phong cách. Dù sao xe trở về liền tốt. Đưa Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi về Liễu Diệp biệt thự về sau, La Quân liền lái xe về chính mình thuê phòng. Lúc này là lúc tan việc, La Quân đột nhiên cảm thấy cứ như vậy về nhà rất là nhàm chán. Trong lòng vẫn là có chút chờ đợi cùng Đinh Hàm lại phát sinh điểm cái gì. Tỷ như lại uống chút rượu, đền bù hôm qua tiếc nuối loại hình. Thế là, La Quân lấy điện thoại di động ra cho Đinh Hàm đánh tới. Hàm muội a, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm đi. La Quân nói ra. Không rảnh, Đinh Hàm trực tiếp lãnh đạm cự tuyệt, mà lại cúp điện thoại. La Quân sững sờ, nương, này nương môn làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh a? Chẳng lẽ là tại tự trách mình? Quái lão tử cái gì? Chẳng lẽ là quái lão tử tối hôm qua không bằng cầm thú, thế mà không có cùng hắn khoái lạc? Trong lòng của hắn không khỏi buồn cười, biết cái này là không thể nào. La Quân cũng không phải người ngu, hắn hiểu được rất có thể là Đinh Hàm không muốn cùng chính mình phát sinh cái gì gặp nhau. Ngay sau đó, hắn cũng liền không nghĩ ngợi thêm, trực tiếp lái xe qua cái tiệm ăn nhanh. Con hàng này lái một chiếc BMW đời 7 qua ăn 10 đồng tiền thức ăn nhanh cũng là rất tùy hứng. Bất quá hắn cũng không quan tâm ngoại nhân ánh mắt. Hắn ăn một bữa 10 đồng tiền thức ăn nhanh về sau đó liền về nhà. La Quân đồng dạng không có việc gì thời điểm, hắn là rất lợi hại có thể chạy ở nhà. Cơ bản có thể mấy ngày mấy đêm không đi ra, mỗi ngày cũng là khoanh chân ngồi tính tọa. Bất quá con hàng này náo đứng lên, đó cũng là vô cùng có thể náo. Ban đêm khoảng 9 giờ, La Quân vốn là khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trên giường. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn dần hiện ra một đoàn tinh mang. Sau đó, La Quân phòng cho thuê, tiếp lấy giống như một đầu linh miêu thoát ra ngoài. Hắn không có lái xe, đi như bay, tốc độ thế mà không thể so với lái xe chậm. Độc Nhãn đêm nay rất khó chịu, giáo huấn La Quân không có giáo huấn đến, ngược lại phải bồi thường 200 vạn. 200 vạn là khái niệm gì? Có thể cho người bình thường hạnh phúc sống hết đời. Độc Nhãn ngẫm lại đều là thịt đau.
Giờ phút này, Độc Nhãn ngay tại chính mình một tòa ba thất hai sảnh căn phòng lớn bên trong. Hắn hô mấy cái người mẫu trẻ tới, lại mở không ít rượu vang đỏ. Đêm nay, Độc Nhãn muốn phát tiết, muốn mở vô già đại hội. Hắn Độc Nhãn tại Hải Tân thành phố lăn lộn mở, bao nhiêu người đều muốn nể tình. Cho nên hô mấy cái bất nhập lưu người mẫu trẻ vẫn là không có vấn đề gì. Trong phòng khách, ánh đèn trắng lóa như tuyết. Ba cái người mẫu trẻ tại Độc Nhãn trước mặt làm điệu làm bộ, hiến lấy ân cần. Các nàng đều biết Độc Nhãn nhân mạch rất rộng, chỉ cần đem hắn phục thì tốt, hắn hỗ trợ, chính mình đường liền sẽ thuận rất nhiều. Độc Nhãn tay cũng không nhàn rỗi, tại mấy cái người mẫu trẻ trên thân sờ tới sờ lui. Gia hỏa này, thật sự là hưởng hết diễm phúc. Ngay tại Độc Nhãn sắp quên đau xót thời điểm, thở dài một tiếng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Trong phòng mở âm nhạc, rất là ồn ào. Ba cái người mẫu trẻ cái gì đều không nghe thấy, nhưng Độc Nhãn lại rõ ràng nghe được cái này thở dài một tiếng. Độc Nhãn nhất thời hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, quát, người nào? Ba cái người mẫu trẻ nhất thời cảm thấy không khỏi rượu. Đại môn kia bỗng nhiên ở giữa mở. La Quân xuất hiện tại chỗ cửa lớn, La Quân liếc nhìn liếc một chút về sau, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thực hắn cũng không khỏi ở trong lòng hâm mộ Độc Nhãn gia hỏa này. Mẹ nó, lão tử nếu là có thể càng vô sỉ một điểm. Cũng có thể tìm nhiều mỹ nữ như vậy tới chơi chơi a. Đáng tiếc, La Quân cũng vĩnh viễn làm không được như thế hoang đường. Độc Nhãn trông thấy La Quân lúc, sắc mặt lập tức trắng bệch. La Quân mỉm cười, nói ra, chúng ta hiện tại hẳn là có thể nói chuyện a. Độc Nhãn trong lòng cảnh giác, hắn đối ba cái kia người mẫu trẻ lạnh giọng nói ra, cút. Ba cái người mẫu trẻ nhìn thêm hào khí không thích hợp, nơi nào dám ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, không cần Độc Nhãn nhiều lời, lập tức liền bắt áo khoác, hốt hoảng rời đi. Đợi người mẫu trẻ nhóm sau khi đi. La Quân đi vào Độc Nhãn trước mặt, tìm một chương một mình sofa ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Độc Nhãn lạnh giọng hỏi. La Quân tiện tay bắt một cái chân cao ly pha lê, cho mình rót rượu vang đỏ, khoan thai tự đắc uống một ngụm. Sau đó mới lên tiếng, Độc Nhãn, ngươi hẳn là may mắn, ngươi gặp được là hiện tại ta. Nếu như là nửa năm trước ta, ngươi đã sớm CSS. Tin tưởng ta, ta có năng lực như thế. Độc Nhãn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cảm nhận được đến từ La Quân trên thân uy áp. Hắn biết La Quân tuyệt đối không có nói sai lời nói. La Quân còn nói thêm, ta cho đủ mặt mũi ngươi, cũng là không muốn gây chuyện. Hôm nay tới, là cảnh cáo ngươi một lần cuối. Không cần tại sau lưng ta làm một số tiểu động tác. Tiền tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng phải có mệnh đến hoa. Lệ nhân công ty, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta nói đến thế thôi, nếu như ngươi không nghe khuyến cáo, lần sau, ta hội đòi mạng ngươi. Câu nói sau cùng tràn ngập hàn ý. Độc Nhãn nhịn không được dùng mình một cái. La Quân lại không nói thêm lời, đứng lên, trực tiếp rời đi. Độc Nhãn ngơ ngác nói không ra lời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rời rạc đến La Quân uống qua ly đế cao bên trên. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bởi vì cái kia ly đế cao chén bị khảm vào đến một bên đàn bàn trà gỗ bên trong. Có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem cái này lại cùn, lại yếu ớt chén khảm vào đến mộc đầu bên trong, phần này kinh lực quá kinh khủng. La Quân đi tại trên đường cái kia trên đường đèn hoa nổi lên bốn phía, phồn hoa náo nhiệt. Hắn hơi hơi thở dài, hắn thời khắc khuyên bảo chính mình. Nơi này là ở trong nước, không thể so với quốc ngoại. Hành sự nhất định cần khắc chế. Lúc trước ở nước ngoài thời điểm, hết thảy đều là thực lực phi tôn. Đối với dám người khiêu khích, trực tiếp giết, vậy cần phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nhưng ở trong nước không được, cho nên La Quân lần này hái lấy trấn nhiếp thủ đoạn. Đừng nhìn La Quân bình thường cà lơ phất phơ, trên thực tế lại là phi thường có thủ đoạn người. Hắn con người đảo một vòng cũng là kế sách vô số. Tỷ như, lừa sạch đầu nện xe nhường đường, tỷ như, để Mộc Tĩnh trả xe chờ chút. Dựa theo lẽ thường tới nói, La Quân phen này trấn nhiếp về sau. Độc Nhãn tuyệt đối phải trung thực xuống dưới, bởi vì song phương thực lực không tại một cái cấp bậc bên trên. Có thể La Quân tính toán sai một việc, cái kia chính là Độc Nhãn thân phận. Độc Nhãn là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, hắn còn có một đám lợi hại sư huynh sư đệ. Độc Nhãn xưng vương xưng bá quen, bây giờ lại liên tiếp tại La Quân nơi này kinh ngạc. Đây đối với Độc Nhãn đến nói là không thể chịu đựng, cũng là to lớn sỉ nhục. Cho nên ngay tại La Quân sau khi đi,
Độc Nhãn liền bấm đại sư huynh Bất Động La Hán điện thoại. Sư huynh, Độc Nhãn thanh âm run nhẹ nhẹ. Bên kia truyền đến lãnh đạm thanh âm nam tử, nói, chuyện gì? Sư huynh, ta gặp được phiền phức, Độc Nhãn nói ra. Phiền toái gì, thanh âm nam tử y nguyên lãnh đạm. Cái này đại sư huynh Bất Động La Hán tựa như là không có cảm tình nhân vật, cả người lộ ra một cỗ lãnh ý. Độc Nhãn luôn luôn cảm thấy đại sư huynh quá kiêu ngạo, cho nên hắn không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ kinh động đại sư huynh. Nhưng không thể phủ nhận là, đại sư huynh là tuyệt đối lợi hại tồn tại. Độc Nhãn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ngay tại Hải Tân thành phố, ta gặp được một cao thủ. Nam tử lạnh lùng nói ra, hoa hạ đại địa tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều vô số kể. Ngươi chỉ cần không chủ động trêu chọc, như vậy cùng ngươi có cái gì liên quan? Độc Nhãn nói ra, nhưng ta đã trêu chọc đến, hắn bây giờ cùng ta là không si ết, ết không thôi cục diện. Sư huynh ngươi như không xuất thủ, sư đệ ta chỉ sợ khó mà trốn qua kiếp nạn này. Còn mời sư huynh xuất thủ. Nam tử trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu mới hỏi, cái này cao thủ kêu cái gì? Lợi hại tới trình độ nào? Độc Nhãn nói ra, hắn gọi là La Quân, là từ châu Phi trở về. Trước kia rất có thể là lính đánh thuê hoặc là sát thủ, ngay hôm nay. Hắn nói La Quân chỗ lộ cái kia một tay chén rượu hóa mộc công phu. Đương nhiên, Độc Nhãn không có nói là La Quân đang trấn nhiếp, mà chính là nói La Quân hùng hổ dọa người, muốn bắt chẹt tiền mình tài. Sư huynh, nếu như ngày kia ta không cho hắn giao ra 300 vạn, hắn liền sẽ giết ta. Độc Nhãn nói ra, ta là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, trên đường rất nhiều người đều biết chuyện này. Nếu như ta thật khuất phục, chuyện này truyền đi, đó cũng là làm chúng ta bị tổn thất Lao Sơn nội gia quán mặt mũi, ngài nói có đúng hay không? Chén rượu hóa mộc, Bất Động La Hán nói ra, thật là cao thủ, ta hội lập tức tới ngay. Sau đó, Bất Động La Hán tắt điện thoại. Độc Nhãn thở phào một hơi, chuyện này có sư huynh xuất mã, hắn bên này còn có nhiều người như vậy mạch, nhân lực, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không sợ La Quân. Về phần mình nói láo chuyện này, hắn cũng không sợ sư huynh biết. Sư huynh người đều tới, coi như biết mình nói láo, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. La Quân trở lại thuê phòng về sau, rất nhanh liền ngủ. Hắn là cái không có bao nhiêu tạp niệm người. Chỉ là sáng ngày thứ hai, lấy hắn thong dong tự tại tính cách, kết quả rất tự nhiên lại đến trễ. Tại Liễu Diệp trước biệt thự, La Quân đem hai vị mỹ nữ nghênh tiếp xe. Sau khi lên xe, Đường Thanh oán trách La Quân, nói ra, ngươi liền không thể đúng giờ một chút sao. La Quân cười ha hả, nói ra, lần sau nhất định đúng giờ. Có quỷ mới tin ngươi đây, Đường Thanh trợn mắt chừng một cái. Tống Nghiên Nhi ngược lại là trầm mặc rất nhiều, nàng đối La Quân cũng coi là bất đắc dĩ. Nhưng cũng không dễ chịu nhiều trách móc nặng nề La Quân, chỉ nói là nói, bắt đầu từ ngày mai, Thanh Thanh, chính chúng ta lái xe đi đi làm. Đường Thanh gật gật đầu, nói ra, tốt, nàng lại có chút khó khăn, nói ra, nhưng là Độc Nhãn cùng Tề Kiều Kiều bên kia. La Quân lập tức nói, yên tâm đi, Độc Nhãn cùng Tề Kiều Kiều không còn dám làm ẩu. Vì cái gì? Hai nữ nhất thời cùng kêu lên hỏi. La Quân vừa lái xe, vừa nói, há, là như thế này. Ta tối hôm qua qua tìm Độc Nhãn, cùng hắn giảng rất nhiều đại đạo lý. Về sau hắn rốt cục bị ta đả động, hoàn toàn tỉnh ngộ. Khóc cùng ta cam đoan về sau không dám. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi nghe vậy liền có chút minh bạch. Tuy nhiên La Quân yêu nói bậy, bất quá các nàng vẫn là nghe ra La Quân tối hôm qua khẳng định muốn đi theo Độc Nhãn đạt thành một loại chung nhận thức. Hai nữ liền cũng liền tránh thức thở phào một hơi. Đi qua Độc Nhãn chuyện này, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh đều muốn La Quân xem như người một nhà. Mà lại, Tống Nghiên Nhi trả lại một chương 10 vạn khối thẻ ngân hàng cho La Quân. Xem như khen thưởng La Quân. La Quân mừng khấp khởi cầm thẻ, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này coi như không tệ, là tốt lão bản. Tống Nghiên Nhi tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Nơi nào không biết La Quân là cái vô giá bảo bối, cho nên muốn đối với hắn tốt một điểm, đem hắn lung lạc lấy. Mà lại, Tống Nghiên Nhi còn đem xe BMW cho La Quân tiếp tục mở lấy. Buổi sáng không cần đi tiếp các nàng đi làm. Còn có, nếu như La Quân có việc, tan ca cũng có thể không cần đưa. Cái này còn không nói, Tống Nghiên Nhi lại quan tâm La Quân vấn đề chỗ ở. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta có cái phòng cũ một mực trống không, người nếu là không ghét bỏ, có thể qua ở chỗ nào. Là hai phòng hai sảnh, thu thập một chút, cũng khá. La Quân lười nhắc phiền toái như vậy, ngay sau đó,
hắn lập tức liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, tổng giám đốc, ta hy vọng bằng vào chính ta hai tay ở lại chính mình nhà. Ta là nam tử hán, đại trượng phu, đến có chút cốt khí mới được. Tống Nghiên Nhi nao nao, theo rồi nói ra, ngươi có cái này tự cường ý nghĩ cũng không tệ, vậy coi như, ta thì không miễn cưỡng ngươi. Đường Thanh Hồ Nghi nói ra, con hàng này sẽ không phải là lười nhác dọn nhà a. Ha ha, La Quân cười vài tiếng, che giấu đi xấu hổ chi tình. La Quân bây giờ đi làm càng thêm dễ chịu, mọi người đều biết hắn là tổng giám đốc trước mặt hồng nhân. Cho nên những tiểu cô nương đó nhóm đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. La Quân thân ở bên trong, liền càng thêm như cá gặp nước. Nói đến, Lệ Nhân công ty trên thực tế, Tống Nghiên Nhi mặc dù là tổng giám đốc, nhưng Đường Thanh lại là một cái đại cổ đông. Tống Nghiên Nhi bản thân có thể mở dậy công ty này, đầu tiên là có nàng thiên mới năng lực, đối thiết kế thời trang tạo nghệ rất cao. Thứ hai là có nàng dưỡng nhân lực cùng tài lực trợ giúp. Tống Nghiên Nhi dưỡng là trên quan trường người, nhân lực trợ giúp nhiều hơn một chút. Tài lực bên trên có hạn, mà đổi thành khoản thu nhập thêm lực làm theo cũng là Đường Thanh ông ngoại cho trợ giúp. Đường Thanh nhà là Phật Sơn, nàng ông ngoại Hoắc Thiên Túng tại Phật Sơn có một cái vang dội xưng hào, gọi là Phật Sơn Vũ Vương. Hoắc Thiên Túng tại Phật Sơn mở quán thu đồ đệ, môn hạ đồ đệ có thật nhiều đều là hậu nhân của danh môn. Bất quá, đối với ra ra những chuyện kia, Đường Thanh biết cũng không nhiều, bởi vì Đường Thanh từ nhỏ là ở nước ngoài lớn lên. Tống Nghiên Nhi từng tại quốc ngoại du học, hai người ở nước ngoài nhận biết, học thành về sau liền trở lại mở công ty. Lúc đó, Đường Thanh qua Phật Sơn thăm hỏi ông ngoại, nói với ông ngoại đầy miệng muốn mở công ty sự tình. Hoắc Thiên Túng đau lòng đứa cháu ngoại này nữ, lập tức ủng hộ vô điều kiện. Đối với Đường Thanh bối cảnh, ngoại nhân rất khó biết. Bởi vì Đường Thanh chính mình cũng không rõ ràng lắm, Phật Sơn Vũ Vương danh hào tuy nhiên vang dội, nhưng là giới hạn tại giới võ thuật bên trong. Giống như là văn nghệ có văn nghệ quyển, giải trí có làng giải trí, tác giả có tác giả vòng. Mà võ thuật, cũng có võ thuật vòng. Cho nên, độc nhãn bọn họ những người này thì càng sẽ không biết cái tầng quan hệ này. Nếu không lời nói, hắn nhiều ít vẫn là muốn kiêng kỵ một số. Không nói đến những này, giữa trưa thời điểm, La Quân đầu tiên là đi dạo đến Đinh Hàm văn phòng. Mấy ngày nay, hắn cùng Đinh Hàm cơ hồ không có gì giao tiếp, tự mình cũng không có liên hệ. Từ lần trước ước Đinh Hàm đi ăn cơm lọt vào bế môn canh, hắn liền không có lại tự chuốc nhục nhã. Lúc này Đinh Hàm chính ở trên ghế salon ngủ trưa. La Quân lặng lẽ đi vào, hắn muốn nhìn một chút có thể không thể nhìn thấy điểm chơi xuân quang. Chỉ tiếc, Đinh Hàm ngủ rất lợi hại cảnh giác, nàng ở trên ghế salon hai chân trụm lại, hơn nữa là hướng bên trong ngủ. Bất quá cứ như vậy, nàng màu đen bộ váy dưới kiện hàng bờ mông liền càng thêm lộ ra gợi cảm. Cái này khiến La Quân nhìn hận không thể đi lên bóp bên trên một thanh. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Cũng đúng lúc này, Đinh Hàm tỉnh lại. Nàng lập tức liền ngồi xuống, cũng liếc thấy gặp La Quân. Đinh Hàm nhất thời sắc mặt bất thiện, nói, ngươi đến phòng làm việc của ta làm gì? Còn có, ngươi sẽ không gõ cửa sao? Ha ha, La Quân cười ha hả, nói ra, Hàm muội, thì hai chúng ta quen như vậy, còn cần gõ cửa sao? Coi như ta là lão bà ngươi, ngươi cũng phải gõ cửa. Đinh Hàm cả giận nói, tốt tốt tốt, coi như ngươi là lão bà của ta, ta lần sau cũng nhất định gõ cửa. La Quân tâm lý vui tươi hớn hở, ngoài miệng không quên chiếm Đinh Hàm tiện nghi. Đinh Hàm nổi giận đan sen, nàng cũng biết mình nói chuyện quá nhanh cho gia hỏa này lợi dụng sơ hở. Nàng cũng không nói nhảm, chỉ là hỏi, ngươi có chuyện gì sao? À, không có việc gì, tiến đến cũng là muốn nhìn ngươi một chút có hay không đắp chăn, sợ ngươi cảm lạnh à. La Quân vô liêm sỉ nói ra. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta hiện tại rất tốt, ngươi có thể ra ngoài. Đinh Hàm hạ lệnh trục khách. La Quân có chút buồn bực sờ mũi một cái, này nương môn, một hồi nhiệt tình như hỏa, một hồi lạnh lùng như băng. Lão tử thật đúng là phỏng đoán không thấu a. Tốt a, La Quân lấy cái chán, xoay người rời đi. Đinh Hàm nhìn lấy La Quân ra ngoài bóng lưng, sau đó tâm lý lại cảm thấy có chút áy náy. Chính mình có phải hay không đối La Quân quá phận một số. Nàng đương nhiên là không ghét La Quân, chỉ là nàng chưa nghĩ ra đến nên như thế nào đối mặt La Quân. Cũng không biết nên như thế nào đến nhìn thẳng vào nàng và La Quân ở giữa quan hệ. Cho nên mâu thuẫn Đinh Hàm lựa chọn lạnh lùng. Nhưng lúc này, Đinh Hàm nhưng lại sợ chính mình làm bị thương La Quân lòng tự trọng. Bất quá thực, nàng cái lo lắng này hiển nhiên là dư thừa.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.